Trong mộng, Tuyết Phương phi một thân hồng y theo phu quân vào động phòng. Khi nàng tỉnh lại phát hiện y phục của mình không được chỉnh tề, người đàn ông nằm trên giường lại không phải chồng mình. Người đàn ông mạnh bạo xâm phạm nàng ấy bị mẫu thân Thẩm và Thẩm Như Vân bắt gặp. Tuyết Phương phi bị vu cáo vụng trộm đàn ông khác nên bị trói lại và ném vào phòng củi. Thẩm Ngọc Dung mở cửa phòng củi, cầm lấy thanh dùi chém đứt gông cùm xiềng xích. Tuyết Phương phi cật lực giải thích rằng bản thân bị hiểu lầm. Thẩm Ngọc Dung mặt không đổi sắc, nói dối bảo dẫn nàng rời đi. Ngoài trời đêm tối sấm chớp đùng đùng, trên xe ngựa Tuyết Phương phi uống xong bình nước Thẩm Ngọc Dung đưa thì lập tức vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh dậy, nàng thấy mình đang nằm trong một cái hố sâu. Tuyết Phương phi hỏi nguyên nhân, nàng không hiểu tại sao phu quân của nàng Thẩm Ngọc Dung lại muốn nàng hủy hoại danh tiếng. Thẩm Ngọc Dung rơi nước mắt vô tình mà nói rằng, đối phương kia là một người có quyền có thể hùng hậu, hắn ta không tìm được cách cự tuyệt. Tuyết Phương phi từ trong những lời của Thẩm Ngọc Dung mới rõ ràng, phụ thân Tiết Hoài Viễn bị tống vào ngục vì tội tham ô, đệ đệ Tiết Chiêu thì bị thủ vệ sát hại, nàng thống hận Thẩm Ngọc Dung sao lại tàn nhẫn như vậy. Thẩm Ngọc Dung dùng cái sẻng đánh ngất nàng, hắn chôn nàng xuống hố sâu, vứt luôn xuống cây sáo trúc định tình của hai người. Đợi Thẩm Ngọc Dung cưỡi ngựa quay về, có một chân y từ dưới đất duỗi lên. Thẩm Ngọc Dung sau khi làm xong chuyện, nói chuyện này cho trưởng nàng chúa Uyển Ninh. Từ miệng hắn biết được Tuyết Phương phi bị chôn sống, nàng ta giả bộ kinh ngạc, chỉ trích Thẩm Ngọc Dung ra tay với vợ mình quá độc ác. Thẩm Ngọc Dung biết nàng ta đã gợi ý kiến cho mẫu thân Thẩm đi vu cáo hãm hại Tuyết Phương phi, mẫu thân Thẩm không dám đắc tội Uyển Ninh nên đã ép Thẩm Ngọc Dung ra tay tàn nhẫn với vợ mình. Uyển Ninh dùng ngôn từ khơi dậy sự xấu hổ tủi nhục của Thẩm Ngọc Dung, hắn cũng thuận theo đó mà tức giận, bóp chặt cổ nàng ta muốn đồng quy vu tận. Thế nhưng những lời của Uyển Ninh lại làm hắn ta kiêng sợ. Mưa ngày một lớn dần, Tiêu Hoành xuất hiện ở thương khố, hắn đã điều tra ra giả trưởng quỹ và một số người khác đang bán muối trái phép, liền tóm gọn. Giả trưởng quỹ muốn phản kháng liền bị thuộc hạ của Tiêu Hoành là Văn Kỷ và Lục Ký chế hành. Giả trưởng quỹ cầu xin tha tội và đồng thời khai ra tên Tần Nàng Tử. Hai người đã thương lượng xong và hẹn nhau giao dịch ở Hạc Lâm quán. Đột nhiên có hắc y nhân bay ngang qua ngoài cửa, ném phi đao hướng tới giả trưởng quầy nhằm giết người diệt khẩu bị Tiêu Hoành ngăn lại được. Ngày hôm sau, Tiêu Hoành và những người khác đi trên đường trong khu chợ náo nhiệt thì gặp Thẩm Ngọc Dung đang đưa tiễn Tuyết Phương phi. Trong đám đông nói rằng Tuyết Phương phi và người nào đó đã ngoại tình và bị sát hại, mọi người cảm thán rằng nàng đã từng là tài nữ số 1 Hoài Hương. Sau ngọn núi, Khương Lê và thị nữ của mình là Đồng Nhi đang trên đường chặt củi về lại Trinh Nữ Đường. Họ nhìn thấy Tuyết Phương phi đang bị thương bên bờ sông, hai người cứu Tuyết Phương phi lên bờ, cố gắng thức tỉnh nàng ấy, còn tìm trái cây cho nàng. Tuyết Phương phi tưởng nhầm rằng hai người họ là người xấu. Từ những lời nói của Đồng Nhi nàng mới biết Khương Lê là thiên kim của tướng quốc. Tuyết Phương phi nhìn cây sáo trúc, nhớ mình từng vì để kết hôn với Thẩm Ngọc Dung là không đắn đo ngần ngại bất hiếu với phụ thân. May sao có Thẩm Chiêu nói đỡ rằng Thẩm Ngọc Dung cũng đã đáp ứng sẽ đối tốt với Tuyết Phương phi, Tiết Hoài Viễn mới đồng ý cho hai người qua lại. Tuyết Phương phi hối hận vì sự ngu ngốc đó của mình, nàng muốn nhảy xuống sông tự tử, bị Khương Lê ngăn lại. Khương Lê khuyên Tuyết Phương phi phải sống thì mới được trùng sinh, nàng còn nói rằng chính nàng cũng là người từng như vậy. Tuyết Phương phi tạm thời bình tĩnh lại, Khương Lê bày tỏ rằng sẽ chuẩn bị đồ ăn rồi đến tìm nàng. Khương Lê và Đồng Nhi trở lại Trinh Nữ Đường, chuẩn bị đồ ăn và lại đi ra ngoài liền đồng môn chặn lại. Họ nói rằng đường chủ đã phân phó bảo hai người họ đợi trời bên ngoài sáng tỏ thì mới được lại đi chặt củi. Khương Lê lo lắng cho Tuyết Phương phi bị đói, tranh thủ lúc trời tối đã lén chạy ra ngoài và bị đường chủ cùng những người khác bắt được. Đường chủ trước mặt mọi người mắng Khương Lê, cho rằng nàng nửa đêm nửa hôm ra ngoài là để đi gặp nam nhân. Không cho nàng cơ hội giải thích, đường chủ dùng gậy nghiêm khắc trừng phạt Khương Lê, thị ý những người khác cũng phải có mặt nhìn cái gương trước mặt mà biết đường đừng làm trái căn dặn. Đồng Nhi muốn gánh hộ Khương Lê nhưng bị các đồng môn kéo lại. Khương Lê bị đánh mười mấy roi, vết thương nặng thì thôi nhé. Tuyết Phương phi rời khỏi chỗ cũ và vừa hay đến Trinh Nữ Đường, cũng trùng hợp lúc đường chủ và những người khác đi ra. Tuyết Phương phi từ trong lời nói của họ nghe được chuyện Khương Lê bị đánh, trong khi đường chủ và những người khác không có mặt, Tuyết Phương phi lẻn vào Trinh Nữ Đường và nhìn thấy Khương Lê đang hấp hối. Khương Lê kể cho Tuyết Phương phi về thân thế của nàng. Tuyết Phương phi mới biết được rằng Khương Lê từ nhỏ đã bị mẫu thân kế gài bẫy và bị phụ thân của nàng đưa đến Trinh Nữ Đường để chịu hình phạt 10 năm. Tuyết Phương phi biểu thị đồng tình, khuyên Khương Lê hãy cố gắng đợi chờ. Khương Lê biết được những ngày tháng của mình không còn nhiều, nàng đưa cây châm chứng minh thân phận của mình cho Tuyết Phương phi, hy vọng nàng ấy có thể đem những oan khuất của mình nói cho phụ thân. Khi đường chủ trở lại, phát hiện Khương Lê đã không còn hô hấp, lúng túng hoang mang sợ bị phát hiện. Tuyết Phương phi bất ngờ xuất hiện và uy hiếp, nói rằng nàng có thể thế thân cho Khương Lê. Tuyết Phương phi đưa ra một giải pháp vẹn toàn cả đôi bên và uy hiếp đe dọa đường chủ phải nhận định nàng chính là Khương Lê. Đường chủ lo lắng cái chết Khương Lê sẽ làm tướng quốc công tức giận và truy cứu trách nhiệm lên Trinh Nữ Đường. Tuyết Phương phi nói rằng 10 năm Khương Lê đến lưu tại Trinh Nữ Đường, không một ai biết đến tướng mạo của nàng ấy, hai người có thể lợi dụng điểm này để che giấu tất cả. Đường chủ hoài nghi Tuyết Phương phi có động cơ gì khác nữa. Tuyết Phương phi cố ý nói rằng nàng có thể nhờ vào thân phận thiên kim tướng quốc mà hưởng thụ vinh hoa để xua tan những đắn đo do dự của đường chủ. Đường chủ đồng ý lời đề nghị của nàng, đồng thời cũng đi sắp xếp cho nàng tu dưỡng, 7 ngày sau mới xuất quan. Đồng Nhi nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ và nhầm tưởng rằng Tuyết Phương phi muốn mạo dụng thân phận của tiểu thư nàng. Tuyết Phương phi và Đồng Nhi cùng nhau chôn Khương Lê và giải những bông hoa lê mà nàng ấy yêu thích lên trên đất. Đồng Nhi lấy ra một con dao găm muốn giết Tuyết Phương phi, buộc tội nàng là kẻ vô ơn. Hai người quấn lấy nhau, Tuyết Phương phi chớp thời cơ chộp lấy con dao và khuyên Đồng Nhi hãy bình tĩnh lại.
Nàng tiết lộ kế hoạch của mình, nàng muốn sống dưới thân phận của Khương Lê, đòi lại những ủy khuất mà nàng ấy đã phải chịu đựng, để những người từng bắt nạt nàng ấy phải nhận được trừng phạt. Đồng Nhi nhất thời hoảng sợ, cảm thấy Tích Phương Phi lời nói quả thực có đạo lý, hai người quay về và bàn bạc chi tiết kế hoạch trong thời gian tu dưỡng. Đồng Nhi chịu trách nhiệm giảng dạy cho Tích Phương Phi nữ giới, Đường chủ thỉnh thoảng cũng đến kiểm tra và khen ngợi Tích Phương Phi nữ công gia chánh. Tích Phương Phi vô tình nhìn thấy Đường chủ treo một chiếc đèn lồng, Đồng Nhi cũng nói cho nàng biết rằng những chiếc đèn lồng đó được treo lên là để cảnh báo mọi người trong điện phải cư xử đúng mực. Lời đồn rằng có một hồn ma nữ trên núi, không ai dám xuất hành vào ban đêm cả. Tích Phương Phi không tin vào tà ác, thế nên ban đêm nàng liền lén đi theo Đường chủ, ai ngờ lại bất ngờ phát hiện nàng ta treo đèn lồng lúc cao lúc thấp. Tích Phương Phi hoài nghi lúc Đường chủ treo cao đèn lồng là để hẹn hò với tình lang bên ngoài. Để khẳng định cho ý nghĩ đó của mình, nàng tranh thủ lúc ra ngoài trẻ củi để quan sát, liền phát hiện chỉ cần treo đèn lồng lên cao là Hạc Lâm quán đối diện Trinh Nữ Đường có thể nhìn thấy. Trùng hợp thời điểm đó là pháp hội trong tháng, tướng quốc phủ Liễu phu nhân đến Trinh Nữ Đường để lưu túc. Đường chủ đặc biệt ra lệnh cho mọi người dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, hy vọng có thể mang lại cho Liễu phu nhân một trải nghiệm tốt. Được biết từ Đồng Nhi rằng Liễu phu nhân là bạn tốt của mẫu thân Khương Lê, Diệp Chân Chân, Tích Phương Phi nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nhất để có thể ra ngoài. Nàng đã yêu cầu Đồng Nhi hãy đánh mình bị thương và mang chiếc châm cài tóc tới cho Liễu phu nhân, nhờ bà hãy đứng ra làm chủ cho mình. Đồng Nhi không thể chịu đựng được nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Tích Phương Phi và quất vào người nàng, làm ra một kiệt tác của tạo hóa nhiều năm bị ngược đãi. Tiêu Hoành lần theo dấu vết của Tần công tử đến được Trinh Nữ Đường. Tần công tử vốn muốn chạy trốn, những cửa trước cửa sau đều bị Văn Kỳ và Lục Kỳ chặn lại. Hắn ta lấy dao ra tóm lấy Tích Phương Phi làm con tin, nghĩ rằng có thể dùng cách này để Tiêu Hoành có thể tha cho hắn một mạng. Tích Phương Phi sau khi nghe xong những người trước mặt này nói chuyện với nhau, nàng được biết người trước mặt mình kia chính là Tiêu Hoành. Nàng cố tình nói rằng bản thân cùng với Tần công tử đây là đồng phạm mua bán muối trái phép, mục đích để Tần công tử này có thể thả lỏng cảnh giác. Tần công tử bị tóm gọn, không cẩn thận làm tấm màn che chắn của Tích Phương Phi rơi xuống liền lộ ra diện mạo thật với Tiêu Hoành và những người có mặt ở hiện trường. Văn Kỳ cảm thấy nữ nhân trước mặt này trông quen mắt, Tích Phương Phi cũng nhớ đã từng ở trên phố nhìn thấy Tiêu Hoành. Tiêu Hoành nhớ diện mạo của nàng lúc đó, hắn hỏi nàng có phải mang họ Tiết hay không, liền ngay lập tức bị Tích Phương Phi phủ nhận. Tích Phương Phi yêu cầu Tiêu Hoành đưa nàng về kinh thành để thẩm vấn. Tiêu Hoành biết nàng đang diễn kịch và hắn muốn xem hành động tiếp theo của nàng là gì. Đồng Nhi thuận lợi dẫn được Liễu phu nhân tới, trùng hợp nhìn thấy Tích Phương Phi bị Tiêu Hoành trói lại, Liễu phu nhân không thể làm chủ nên đã đích thân đi tìm Đường chủ đến để có giúp đỡ. Bên phía Đường chủ đang ngủ say, nàng mở mắt và thấy Tình Lang đang hôn mình, nàng chưa kịp phản ứng thì đã được Tình Lang ôm ấp vào trong lòng. Đường chủ lo lắng bị người khác phát hiện nên đã lặng lẽ đi ra mở cửa nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Sau khi nhìn một lượt không có ai, nàng ta mới yên tâm quay lại giường ngủ cùng Tình Lang triền miên. Liễu phu nhân và các trinh nữ cùng nhau đến phòng Đường chủ, đến ngoài cửa thì thấy trong phòng có những tiếng động lạ. Liễu phu nhân đẩy cửa bước vào liền thấy ngay Đường chủ và tên Tình Lang đang y phục không chỉnh tề quấn quýt lấy nhau. Liễu phu nhân tức giận trói hai người họ lại rồi đưa đến cho Tiêu Hoành xử trí. Đường chủ giải thích rằng bản thân bị người khác hãm hại, không biết đèn lồng là Tích Phương Phi trước đó đã kéo cao lên. Nàng đã sớm phát hiện trên người của Đường chủ có mùi hương lạ nên cố ý mượn cái đèn lồng đó để dụ Tình Lang của Đường của tới và bị Liễu phu nhân bắt gian tại trận. Liễu phu nhân đã đem chuyện này thượng báo lên triều đình, phu quân của bà là Liễu Nguyên Phong trong lúc lên triều tấu sớ đã nhắc đến chuyện này. Hồng Hiếu Đế đang nghe tấu sớ, Khương Nguyên Bách đang báo cáo chuyện tu sửa lăng mộ cho Hạ Thái Hậu thì bị Lý Trọng Nam chỉ trích rằng chuyện tu sửa lăng mộ khiến cho ngân khố thâm hụt nặng nề. Hai người đã xảy ra tranh chấp, cả Liễu Nguyên Phong và Tiêu Hoành đều đề cập đến sự việc của Trinh Nữ Đường. Hồng Hiếu Đế rất tức giận và yêu cầu Tiêu Hoành điều tra kỹ lưỡng. Khương Nguyên Bách bỗng nhiên nghĩ đến con gái mình Khương Lê của mình. Khương Nguyên Bách đem chuyện này nói cho Quý Thục Nhiên. Ông lo lắng chuyện của Khương Lê lần này sẽ làm vấy bẩn lên danh tiếng của Khương gia trong Trung Thư Linh. Quý Thục Nhiên giả tạo nói muốn mượn cơ hội lần này đón Khương Lê về nhà. Khương Nguyên Bách rất cảm động và khen nàng ta lo lắng chu toàn, khoan dung độ lượng không tính toán đến những hiểm khích lúc trước. Tích Phương Phi sớm đã lên kế hoạch đâu vào đó, nàng bị Tiêu Hoành đưa về kinh thành để thẩm vấn. Tiêu Hoành ngược lại không chạm vào một sợi tóc nào trên người nàng, vì hắn biết rằng bản thân đang bị nàng lợi dụng. Tiêu Hoành còn bảo với Văn Kỳ hãy đón Đồng Nhi đến để chăm sóc cho nàng ấy. Tích Phương Phi yêu cầu được gặp Đường chủ và những người khác. Nàng nhắc bọn họ phải giữ kín chuyện về Khương Lê, nếu không Khương tướng quốc và triều đình sẽ không bỏ qua cho việc bọn họ giết người. Tích Phương Phi trở về phòng mình và nhìn thấy Đồng Nhi đã được đưa đến và biết được nàng sắp được Khương gia nghênh đón quay mình trở về. Nàng hy vọng Đồng Nhi hãy cân nhắc cho thật kỹ vì Tích Phương Phi không muốn nàng ấy theo mình về Khương gia chịu khổ. Đồng Nhi quỳ xuống, nàng vẫn luôn cảm kích Diệp Chân Chân quá khứ đã từng cứu nàng ra khỏi biển lửa, nàng muốn ở lại bên cạnh Tích Phương Phi trải qua khó khăn gian khổ cũng được. Chỉ cần là có thể minh oan cho những ủy khuất mà Khương Lê đã phải chịu đựng trong cả thập kỷ, Tôn Ma Ma vô cùng khó chịu với việc Khương Nguyên Bách đưa Khương Lê về nhà. Bà cho rằng Tiêu Hoành đã lấy phần nghĩa trượng của mình cho Khương Lê quá nhiều phần danh dự. Quý Thục Nhiên nhờ Tôn Ma Ma trực tiếp đến nghênh đón Khương Lê về, bà hoài nghi những hành động của Tôn Hằng đó là chủ ý của Khương Lê. Quý Thục Nhiên muốn xem Khương Lê có suy nghĩ thấu đáo hay không, bà chắc chắn rằng chuyện ở Trinh Nữ Đường không phải là bỗng nhiên mà có. Ngày hôm sau, Tôn Ma Ma đích thân tới đứng ở cửa lớn chờ. Tích Phương Phi cùng Đồng Nhi bước xuống, Tôn Ma Ma quan sát một lượt từ trên xuống dưới, suýt chút nữa là không nhận ra nàng là Khương Lê. Bà cảm giác Tích Phương Phi trước mặt này có vài điểm giống với hồi Khương Lê còn nhỏ.
Tuyết Phương Phi cố tình tức giận muốn rời đi, tưởng rằng phụ mẫu nàng không muốn nàng về nhà. Tôn Ma Ma nhanh chóng dừng lại, dỗ cho Khương Lê vui vẻ, đồng thời bảo Khương Lê hãy thay y phục do đích thân Quý Thục Nhiên chuẩn bị cho nàng. Tuyết Phương Phi từ Đồng Nhi biết được rằng Khương lão phu nhân lúc trước rất thích Khương Lê và ghét những nữ tử ăn mặc loè loẹt. Tuyết Phương Phi đoán y phục mà Quý Thư Nhiên chuẩn bị cho mình đó là có mục đích khác, đoán rằng bà ta muốn nàng cố ý mặc y phục xa hoa lộng lẫy để chọc tức Khương lão phu nhân không vui. Nàng không mặc y phục mới mà trở về Khương gia, trên người vẫn y như cũ là y phục của Trinh Nữ Đường. Vì Tần công tử bị bắt nên Tần công đến gặp Tiêu Hoành để luận lý, nói rằng Tiêu Hoành bắt người vô cớ, hắn còn uy hiếp rằng sẽ cáo trạng chuyện này lên hoàng thượng. Tiêu Hoành tự cho rằng bản thân đang làm theo đúng như quy tắc, Tần công chỉ còn cách tìm cơ hội khác. Văn Kỷ châm chọc rằng đã bị Khương Lê chơi khăm, cho rằng có thể mở khóa được vụ việc này từ chỗ Khương Lê. Tiêu Hoành giao một nửa đội cận vệ nghi trượng cho Khương Lê, để Khương Nguyên Bách đón nàng trở về một cách vẻ vang. Hắn đã sớm hoài nghi thân phận của nàng ấy đáng nghi và lại còn liên quan đến trọng thần trong triều đình, muốn mượn lần này điều tra thêm những thông tin khác. Hắn bảo Văn Kỷ cẩn thận quan sát. Trên đường về nhà, Tích Phương Phi mở rèm ghế kiệu ra, phảng phất nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc trước. Khương Nguyên Bách lục lọi trong tủ tìm quà gặp mặt với con gái, không muốn Khương gia của mình rơi vào những đợt tranh chấp. Quý Thục Nhiên nói rằng nàng đã sắp xếp xong ổn thỏa, Khương Nguyên Bách cũng đồng cảm cho những vất vả của bà ấy. Xe ngựa nghĩ trượng dần dần đến gần, từ trong đám những người dân tầng tầng lớp lớp đang nghị luận, cho rằng Khương Lê trong 10 năm qua khẳng định chỉ là một thôn nữ hương giã. Thế nhưng khi Khương Lê bước ra khỏi kiệu, mọi người đều kinh ngạc trước khí chất và dung mạo của nàng. Khương Nguyên Bách không thể tin được, hắn cho rằng lúc hắn tiễn Khương Lê đi, Khương Lê sống chết không chịu nhận lỗi. Thấy Khương Lê hiện tại ăn mặc mộc mạc bèn chất vấn Tôn Ma Ma làm việc không ra đâu vào đấy. Tôn Ma Ma đùn đẩy trách nhiệm lên cho Khương Lê. Tích Phương Phi bày tỏ rằng chỉ là y phục mẫu thân kế chuẩn bị cho không vừa thân. Quý Thục Nhiên giả vờ nồng nhiệt chào đón, đưa Khương Lê đến gặp Nhị Thúc và Tam Thúc. Đồng Nhi sớm đã nói chi tiết với Tích Phương Phi. Nhị Thúc Khương Nguyên Bình đề nghị buổi tối ăn cơm đoàn viên. Quý Thục Nhiên vì muốn ngăn cản Khương Lê đi gặp Khương lão phu nhân nên cố ý nói rằng nàng cần phải nghỉ ngơi. Tích Phương Phi nhắc tới những lúc chuyện nàng còn nhỏ với phụ thân. Khương Nguyên Bách thấy Khương Lê hiểu chuyện thì rất vui mừng. Quý Thục Nhiên cố ý đưa Khương Lê đến gặp lão phu nhân. Lão phu nhân rất vui mừng khi gặp lại đứa cháu của mình. Bà hỏi thăm đến cuộc sống của nàng 10 năm qua. Tiết Phương Phi không nói cho bà biết chuyện bản thân đã gặp phải. Từ Đồng Nhi mới viết đồ đạc lão phu nhân gửi đến cho nàng những năm qua đều bị người khác chặn lại. Tôn Ma Ma đưa Khương Bính Cát đến. Khương Bính Cát mắng Khương Lê gọi nàng là người xấu. Lão phu nhân rất tức giận, nói rằng người lớn không dạy dỗ tốt trẻ con. Tôn Ma Ma đã sắp xếp Khương Lê vào ở trong Phương Phi viện. Trong viện bừa bộn, đổ nát bảo Khương Lê hãy tự mình dọn dẹp. Đồng Nhi không cam lòng, Tiết Phương Phi biết đây chỉ là một màn phô trương quyền lực và nàng nói rằng nàng sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về Khương Lê. Tôn Ma Ma quay về cáo trạng, cho rằng Khương Lê hiện tại so với lúc nhỏ không phải là cùng một người. Quý Thục Nhiên biểu thị rằng cho dù là thật hay giả thì bà đều có cách ứng phó. Tôn Ma Ma đã sắp xếp cho Khương Lê hai nha hoàn tên là Hương Sảo và Vân Song, nói rằng họ sẽ là người hầu sau này của Khương Lê, nhưng thực tế là đến để giám sát khiến nàng phải tức giận. Hai người đó ở trong viện cố ý không chịu làm việc, phớt lờ những lời nói của Đồng Nhi, cười nói suốt ngày. Thế nhưng cho dù hai người có nói gì làm gì đi chăng nữa thì Khương Lê cũng đều không chấp vặt. Những lời này cũng đã truyền đến tai Quý Thư Nhiên, lễ cập kê của Khương Nhược Giao sắp đến, Quý Thục Nhiên cố ý không cho Khương Lê tham dự. Bà cho rằng Chu Diên Bang của Ninh Viễn Hầu cũng sẽ đến, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của Khương Lê. Dù sao thì Chu Diên Bang và Khương Lê cùng từng đính hôn với nhau, do Khương Lê phạm sai nên bị đưa ra ngoài sống, hôn ước vì vậy cũng chuyển sang cho Khương Nhược Giao. Khương Nguyên Bách cho rằng Quý Thục Nhiên nói có đạo lý, ngầm đồng ý cho cách nghĩ đó của bà. Tích Phương Phi đã nghĩ ra kế đối phó với hai nha hoàn, cố tình dùng trang sức vàng bạc để mua chuộc Hương Sảo khiến Vân Song ghen tị. Hương Sảo nhận được lợi lộc của Khương Lê thì làm việc rất chăm chỉ đạo Vân Song chuyển rời các chậu hoa, khiến Vân Song càng ngày càng ghen tị. Quý Thục Nhiên biết được Khương Lê tiêu xài phô trương liền yêu cầu Tôn Ma Ma không can thiệp để cho Khương Lê thất thố xấu hổ. Thẩm Ngọc Dung nhận được đề nghị của Khương Nguyên Bách về việc sửa đổi bộ luật triều đình, hắn đích thân đến tận Khương gia để cảm ơn. Quý Thục Nhiên tự mình đưa bánh ngọt tới, mời Thẩm Ngọc Dung tới tham dự buổi lễ cập kê của Khương Nhược Giao. Lúc Thẩm Ngọc Dung rời đi, hắn nhìn thấy bóng lưng của Tiết Phương Phi cảm thấy thật quen mắt, lại bị Tôn Ma Ma cắt ngang. Khi Tiết Phương Phi quay người lại, Thẩm Ngọc Dung đã chuyển thân rời đi. Tiết Phương Phi tiếp tục thu phục Hương Sảo và tặng nàng ta một chiếc vòng tay và chiếc châm cài tóc. Khi Hương Sảo nhắc đến Thẩm Ngọc Dung, Tiết Phương Phi không kìm được và gần như sụp đổ tinh thần. Thấy tình hình không ổn, Đồng Nhi nhanh chóng kéo Hương Sảo giục nàng ta rời đi. Khi Đồng Nhi quay lại, Tiết Phương Phi đã kể cho nàng nghe về chuyện của mình. Đồng Nhi đã biết được thân phận của Tích Phương Phi và nói rằng sẽ tiếp tục giúp đỡ nàng ấy. Tích Phương Phi muốn lợi dụng lễ cập kê của Khương Nhược Giao để trả lại cho Khương Lê một lễ cập kê, cũng thuận để xác thực thân phận Khương Lê của chính mình. Đồng Nhi cố tình hái hoa cúc để phơi cùng Hương Sảo, đồng thời hỏi Hương Sảo nên phơi hoa cúc ở chỗ nào. Hương Sảo nhắc đến sân, Đồng Nhi liền đã kéo Hương Sảo qua đó. Khương Nguyên Bách tình cờ đi ngang, Hương Sảo muốn nhận công ngược lại lại bị Khương Nguyên Bách chỉ trích. Nhìn hoa cúc phơi khô trên bàn, Khương Vân Bách nhớ tới người vợ quá cố của mình là Diệp Chân Chân cùng đã từng thường xuyên phơi hoa cúc cho Khương Vân Bách. Khương Nguyên Bách hỏi về Khương Lê. Đồng Nhi đưa ông đến Phương Phi viện, Tiết Phương Phi đã đợi sẵn ở đó và làm xong công tác chuẩn bị. Khương Nguyên Bách ở lại thưởng trà, Tiết Phương Phi giả vờ sợ sệt nép vào trong góc.
Khương Nguyên Bách nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt đó của con mình thì cảm thấy có gì đó không được bình thường. Ông hỏi một hồi mới biết Khương Lê ở Trinh Nữ Đường đã chịu phải những lao lực và bị đánh đập, ông rất tức giận. Tiết Phương Phi lấy đế giày mà nàng thêu ra, nói rằng nàng từng vì miếng cơm manh áo mà phải đem những đồ thêu thủ công của mình đi bán. Khương Nguyên Bách nghe xong thì vừa đau lòng thương xót vừa tức giận. Sau khi Khương Nguyên Bách trở về, ông liền tìm Quý Thục Nhiên để hỏi chuyện. Bà ta đùn đẩy trách nhiệm chuyện này cho quản sự, nói rằng bọn họ trước nay cắt bớt ăn xén và bắt nạt Khương Lê. Khương Nguyên Bách nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể Khương Lê và quyết định để nàng được tham gia buổi lễ cập kê của Khương Nhược Giao để Khương Lê không phải cảm thấy hàn tâm lần nào nữa. Quý Thục Nhiên lại ngăn cản, lo lắng Khương Lê chưa bao giờ thấy qua lễ tiệc nào lớn như vậy, sợ nàng sẽ sợ hãi. Nhưng chuyện Khương Nguyên Bách lo lắng hơn đó là sợ người ta biết được chuyện Khương Lê ở Trinh Nữ Đường chịu phạt, còn không cho nàng tham gia lễ cập kê. Như vậy sẽ cười vào mặt nhà họ Khương rằng giáo dưỡng con cái không tốt. Quý Thục Nhiên không còn cách nào khác ngoài sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Quý Thục Nhiên nhờ Tôn Ma Ma gọi Hương Sảo và Vân Song tới. Vân Song nhắc tới chuyện Hương Sảo lén lút sau lưng nhận lời lộc. Hương Sảo bất đắc dĩ thừa nhận, nói rằng bản thân chỉ là để nhận được sự tin tưởng của Khương Lê mà thôi. Quý Thục Nhiên không những không tịch thu phần thưởng của nàng mà còn bảo bọn họ chú ý lần sau không làm như vậy nữa. Sau đó, Hương Sảo trước mặt Vân Song đắc ý, Vân Song không vui và hai người bắt đầu đánh nhau. Khương Nguyên Bình và Lưu Thị đi ngang qua Phương Phi Viện. Tò mò rằng tại sao Khương Lê từ khi về nhà đến nay không ra ngoài. Họ nhớ rằng Khương Lê khi còn nhỏ có quan hệ tốt với Khương Cảnh Duệ. Lưu Thị nhắc nhở Khương Nguyên Bình hãy quan tâm hơn đến kỳ thi quốc tử giám của con trai mình. Đồng Nhi nhìn thấy con rùa trên sàn thì sợ tái mặt, Tiết Phương Phi định ném nó đi nhưng bị Khương Cảnh Duệ ngăn lại. Khương Cảnh Duệ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, hắn gần như không quen với việc Khương Lê gọi hắn là Tiểu Duệ Duệ. Sau khi biết về Khương Nhược Giao và Chu Diên Bang từ chỗ Khương Cảnh Duệ, Tiết Phương Phi đã đi mua quà cho Khương Nhược Giao và bảo Đồng Nhi đến tiệm cầm đồ giúp mình mua lại mặt dây chuyền ngọc bích. Nhưng ngọc bội đó đã bị Tiêu Hoành mua trước một bước, ám chỉ rằng Khương Lê nên đến gặp hắn. Chu Diên Bang khi nhìn thấy Khương Lê đi ra ngoài thì rung động tim đập bum ba la bùm. Khương Nhược Giao nhìn thấy liền nổi máu ghen. Lúc Tiết Phương Phi đang chọn quà, nàng nghe thấy có người bàn luận về Thẩm Ngọc Dung, khen ngợi hắn ta người y như tên, vô cùng ưu tú. Khương Lê không kìm được cảm xúc và suýt bị chủ cửa hàng nhận ra. Tiết Phương Phi giả vờ nói mình không biết. Tiết Phương Phi đến gặp Tiêu Hoành để lấy lại miếng ngọc. Tiêu Hoành vẫn như cũ tò mò về thân thế nàng, còn lấy ngọc bội ra uy hiếp Tiết Phương Phi. Mặt dây chuyền ngọc bích của Tiết Phương Phi là di vật do mẫu thân nàng để lại, nàng bắt buộc phải lấy lại nó. Tiêu Hoành cố ý làm khó nàng, Tiết Phương Phi nhớ tới mình phải từng lấy miếng ngọc bội này để cứu Thẩm Ngọc Dung đang bị bệnh, nhất thời liền bị phân tâm. Tiêu Hoành hỏi về số tiền tham ô giữa nàng và Tần công tử, Tiết Phương Phi phủ nhận, nhưng nàng có thể đoán được số tiền đó được giấu ở đâu. Tiết Phương Phi lấy lại được mặt dây chuyền ngọc liền muốn rời đi, nhưng nàng lại mắng Tiêu Hoành là đồ không có não. Tiêu Hoành không những không tức giận mà còn cảm thấy Tiết Phương Phi là một người đặc biệt. Tiết Phương Phi cầm lấy ngọc bội cùng Đồng Nhi về nhà. Đồng Nhi hỏi nàng rằng có phải Tiêu Hoành làm khó gì nàng hay không. Tiết Phương Phi biết rằng Tiêu Hoành đang thăm dò mình và nàng khẳng định rằng sau này không dây dưa gì với hắn nữa. Con gái của Tam Thúc là Khương Ngọc Nga mang phổ nhạc đến cho Tiết Phương Phi và nói rằng Khương Nhược Giao mời nàng đến sân thưởng khúc. Khương Ngọc Nga là một người cố chấp và độc đoán, nàng ta vốn không để Tiết Phương Phi vào mắt, ngược lại trong lúc đưa phổ nhạc còn cố ý đánh trượt tay làm rơi xuống đất. Đồng Nhi nói lại vài câu liền bị Khương Ngọc Nga trách mắng. Tiết Phương Phi nhặt phổ nhạc lên, trực tiếp lâu lên y phục của Khương Ngọc Nga. Khương Ngọc Nga thấy Tiết Phương Phi không phải là người dễ chọc nên nàng ta đành rời đi trước. Tiết Phương Phi đến đình viện để gặp Khương Nhược Giao, nàng ta đang chơi đàn. Nhìn thấy Tiết Phương Phi đến, dây đàn cũng đột nhiên đứt, nàng ngừng chơi sau đó dùng kéo cắt dây và cố tình nói đều mỉa mai Tiết Phương Phi. Nàng ta bày tỏ rằng không ai có thể cướp đi những thứ đã thuộc về nàng, còn đạo đức giả nói rằng muốn Tiết Phương Phi đến dự lễ cập kê của mình. Sau khi Tiết Phương Phi rời đi, nàng ta sai Kim Hoa đi chuẩn bị bộ trang phục đẹp nhất cho mình. Khương Nhược Giao muốn bày ra dáng vẻ đẹp nhất của mình trong lễ cập kê. Quý Thục Nhiên đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trước rồi, bà ta ra lệnh cho Hương Sảo nấu một món canh dưỡng nhan mang đến cho Tiết Phương Phi, thực tế là bát canh dưỡng nhan đó có độc. Tiết Phương Phi đã ngầm đoán trước được sự việc này, nàng và Đồng Nhi hoàng cung một vở kịch, dùng kim châm thử độc. Đầu kim châm bạc dần chuyển dần sang màu đen, tranh thủ lúc Hương Sảo không để ý, nàng đổ bát canh đó đi. Hương Sảo nhìn thấy canh dưỡng nhan đã cạn sạch đáy liền vui vẻ cầm bát rời đi. Tôn Ma Ma biết Tiết Phương Phi giả vờ uống canh, Quý Thư Nhiên cũng đã có phương án B, Tiêu Hoành thẩm vấn Tần công tử, nhưng hắn ta từ chối trả lời. Lúc nhìn thấy Văn Kỳ đốt số tiền của hắn tham ô được, hắn đau lòng khai ra một vị khác cùng tham gia mua bán muối trái phép tên Dương Tùng. Dương Tùng là người mua bán muối, Tiêu Hoành sai người quan sát theo dõi những hành tung của hắn ta. Tiêu Hoành vốn là muốn xem Tiêu Đào Hồng biểu diễn, nhưng hắn nghe nói Tiêu Đào Hồng đã được Khương gia mời đến để biểu diễn rồi, liền tính toán đến Khương gia thưởng thức. Trong ngày lễ cập kê, Tiết Phương Phi ngủ một giấc dài, Khương Nguyên Bách đi ngang qua có chút tức giận, bảo Quý Thư Nhiên nhanh chóng đi đánh thức nàng. Mọi người đang lo liệu chuẩn bị cho lễ cập kê, đám người Ninh Viễn Hầu đích thân mang quà đến chúc mừng, người nhà Thẩm Ngọc Dung cũng tới, Liễu phu nhân cũng đích thân tới cửa hỏi tại sao không thấy bóng dáng của Khương Lê, bà cũng chuẩn bị thêm một món quà cho nàng. Quý Thục Nhiên cố ý nói Khương Lê là hơi sợ đám đông, chưa từng tham gia những bữa tiệc lớn như vậy bao giờ nên có hơi không muốn lộ diện trước mặt quần chúng. Liễu phu nhân nhắc đến chuyện gặp Khương Lê ở Trinh Nữ Đường lại bị Quý Thục Nhiên cắt ngang. Tiết Phương Phi đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện ra cả Đồng Nhi và mình đều ngủ quên.
Nàng nhanh chóng đánh thức Đồng Nhi, hai người phút chốc nhận ra chắc chắn đã dính bẫy của người nào đó. Canh dưỡng nhan chỉ là kế che mắt mà thôi. Tuyết Phương Phi vội vàng đi ra ngoài thì thấy có lính canh chặn lại ngoài cửa, không cho bọn họ ra ngoài. Quý Ngạn Lâm mang theo lễ vật của Lệ Phi đến tham dự lễ cập kê, cố ý lải nhải trước mặt Khương Nguyên Bách, muốn ông có thể giúp đỡ em họ của Quý Thục Nhiên tìm được một chức quan tốt. Quý Thục Nhiên bên cạnh nhanh chóng ngắt lời của cha, bà vô cùng bất lực. Trong một góc không có ai, Quý Ngạn Lâm yêu cầu Quý Thục Nhiên hãy đứng trên cương vị là người quý gia mà suy nghĩ, để nàng tìm cách bên tai Khương Nguyên Bách thổi chút gió. Tiêu Hoành và Lục Ký đột nhiên tới thăm, thấy Tuyết Phương Phi không có mặt ở hiện trường, lại hỏi thêm mấy câu rồi lén lút yêu cầu Lục Kỷ ra sau viện điều tra. Sau màn trình diễn của Tiêu Đào Hồng, Khương Nguyên Bách và những người khác khánh hạ lễ cập kê cho Khương Nhược Giao, Khương Nguyên Bình tuyên bố bắt đầu buổi lễ. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng ấy. Khương Nhược Giao xuất hiện với mái tóc dài, mọi người xung quanh hết lời khen ngợi tung hô nàng và Chu Diên Bang là trời sinh một cặp. Khương Ngọc Nga bên cạnh cảm thấy không vui. Quý Thục Nhiên đích thân chải tóc và đội mũ lên cho Khương Nhược Giao. Phong thái trang nghiêm của Khương Nhược Giao khiến mọi người xung quanh cảm thấy ghen tị. Trong lúc chuẩn bị bắn pháo hoa lại đột nhiên không hoạt động. Lúc này hoa lê bỗng nhiên bay vào trong sân, Tuyết Phương Phi ưu nhã xuất hiện, những người có mặt đều sửng sốt một phen, khen ngợi này nhã nhặn thướt tha. Thẩm Ngọc Dung nhìn thấy Tuyết Phương Phi liền kinh ngạc đứng bật dậy. Thẩm Như Vân và Thẩm phu nhân cũng sợ hãi đến mức tưởng rằng Tuyết Phương Phi quay về đòi mạng. Tuyết Phương Phi đứng ở trên đài, Khương Nguyên Bách tự mình giới thiệu trước mặt quần chúng đây là nhị nương tử của nhà ông. Liễu phu nhân tiện miệng nhắc đến lễ cập kê của Khương Lê, để cho mọi người biết 10 năm qua không một ai để ý hay quan tâm hỏi han tới nàng. Bà ấy đưa chiếc châm cài tóc tặng cho Khương Lê, nói rằng đó cũng là một món quà dành cho lễ cập kê của riêng nàng. Tuyết Phương Phi từ chối, nói rằng mẫu thân của nàng Quý Thục Nhiên Văn Kin ở đó và nàng không thể nhận đồ của bà. Quý Thục Nhiên đành phải tháo chiếc châm cài tóc của mình ra, trước mặt mọi người cài lên cho Tuyết Phương Phi. Tuyết Phương Phi nghĩ đến Khương Lê, nàng đã có thể lấy lại cho Khương Lê một lễ cập kê hoàn chỉnh và hy vọng nàng ấy trên trời có thể yên tâm. Quý Ngạn Lâm chú ý tới Tiêu Hoành vẫn luôn nhìn Tuyết Phương Phi, lo lắng nàng sẽ trèo lên chức cao vọng trọng, trước khi rời đi còn không quên liếc nhìn thêm vài lần. Chu Diên Bang âm thầm lấy ra một chiếc vòng tay bằng ngọc đưa cho Tuyết Phương Phi, ngắm nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của nàng, đồng thời cũng nhắc đến hôn ước thuở ban đầu của bọn họ. Tuyết Phương Phi từ chối. Thẩm phu nhân lúc rời đi tinh thần Văn Kim trong trạng thái bất an, Thẩm Ngọc Dung bảo hai người họ đừng nói năng tầm bậy tầm bạ. Tiêu Hoành biết việc Khương Cảnh giúp Tuyết Phương Phi ra ngoài, hắn lại một lần nữa dấy lên hoài nghi về thân phận của nàng. Khương Nhược Giao toàn thân ngứa ngáy, khắp mặt nổi đầy mẩn đỏ. Quý Thục Nhiên vô cùng lo lắng, bà cho rằng Khương Nhược Giao bị dị ứng với gỗ đàn hương. Nha hoàn nói năng ấp úng đổ lỗi vu khống cho hoa tai của Tuyết Phương Phi tặng cho nàng ta. Khương Nguyên Bách đích thân lấy tới kiểm tra, phát hiện quả thực trong hoa tai có đàn hương. Tuyết Phương Phi bình tĩnh trả lời, nàng nói rằng nàng không cho gỗ đàn hương vào trong hoa tai. Quý Thục Nhiên nói rằng tăng chứng vật chứng, bất công phải giải thích cho rõ ràng. Tuyết Phương Phi nói rằng cho nàng và Khương Nhược Giao ở lại nói chuyện riêng với nhau, nàng sẽ có cách để giảm bớt sự khó chịu của Khương Nhược Giao. Quý Thư Nhiên không yên tâm, Khương Nguyên Bách nghĩ rằng nên cho nàng một cơ hội. Sau khi mọi người rời đi, Tuyết Phương Phi nhìn ra được đây là thủ đoạn của Khương Nhược Giao. Nàng biết Khương Nhược Giao ghen tị với nàng nên nàng muốn chính miệng nàng ta thừa nhận. Khương Nhược Giao không nghe giải thích, nàng ta nghĩ rằng Khương Nguyên Bách sẽ tin vào lời mình hơn. Tuyết Phương Phi đoán trước được diễn biến tiếp theo, biết rằng Hương Xảo đã đổi cháo đôi hoa tai của mình. Đôi hoa tai mà nàng mua với giá cao từ Lầu Cát Tường được gói là hàng giả, nhân chứng vật chứng đều hướng đến Hương Xảo. Đồng Nhi đã âm thầm quan sát và phát hiện ra Vân Song và Hương Xảo xảy ra mâu thuẫn. Khương Nhược Giao cho rằng Tuyết Phương Phi xúi dục hai nha hoàn kia, nhưng Tuyết Phương Phi chỉ bày tỏ rằng chính nàng là đang bảo vệ chính mình mà thôi. Nàng không thể để danh tiếng của mình bị hủy hoại một lần nữa. Tuyết Phương Phi không muốn trở thành kẻ thù của Khương Nhược Giao, nàng chỉ muốn lấy lại những thứ của mình mà thôi. Nàng hy vọng Khương Nhược Giao sẽ suy nghĩ rõ ràng. Quý Thục Nhiên và những người khác đứng bên ngoài, cố ý nói rằng Tuyết Phương Phi không thể làm được gì cả. Khương Nhược Giao ra mặt làm rõ rằng là nàng đã hiểu lầm Tuyết Phương Phi và sự việc đã được giải quyết. Sau khi Khương Nguyên Bách rời đi, Khương Nhược Giao trách mắng Quý Thục Nhiên không nên đưa ra chủ ý như vậy để nàng phải chịu đau vô nghĩa, bảo bà hãy lấy thuốc giải ra. Khương lão phu nhân biết được chuyện này liền nhờ bà Trương nấu canh lê và mời Tuyết Phương Phi đến. Bà muốn hỏi thăm tình hình, lo lắng Tuyết Phương Phi sẽ lại bị người khác hiểu lầm. Khương lão phu nhân yêu cầu bà Trương xử lý lại những nha hoàn đó, đem Hương Xảo và Vân Song đi bán. Khương Cảnh Duệ vô cùng sùng bái Tuyết Phương Phi, hắn tưởng rằng Tuyết Phương Phi thế mà lại nhờ được tổ mẫu ra mặt giải quyết chuyện gia vụ. Hắn cũng bày tỏ rằng rất thích con rùa nhỏ mà Tuyết Phương Phi tặng. Khương lão phu nhân tự trách mình và cảm thấy vô cùng có lỗi với Tuyết Phương Phi. Bà biết rõ chuyện lần này là thủ đoạn của Quý Thục Nhiên nhưng không thể can thiệp quá nhiều. Bà Trương mang đến một nha hoàn khác tên là Bạch Tuyết. Tuyết Phương Phi sau khi được biết nàng ấy đến từ thôn Tảo Hoa thì lập tức nhớ ngay đến nha hoàn của nàng lúc trước Hải Đường. Bạch Tuyết chưa từng nghe qua tên này, nói rằng nàng sẽ viết tên này gửi về quê nhà để phụ mẫu nghe ngóng hộ mình. Đồng Nhi nghi hoặc, Tuyết Phương Phi lo lắng Hải Đường cũng đã bị đầu độc, hy vọng có thể tìm thấy nàng ấy để biết được chân tướng sự việc năm xưa mình bị hãm hại. Khương Nguyên Bách cảm thấy thương xót cho sự vất vả của Quý Thục Nhiên, ông nhớ đến dáng vẻ năm xưa khi ông gặp bà bị chuyện trong nhà làm tan nát con tim. Quý Thục Nhiên đang đóng giả trong vai người mẫu thân hiền lương, nghĩ muốn vì Tuyết Phương Phi sắp xếp cho nàng ấy một cuộc hôn sự. Bà khen ngợi con trai út của lại bộ thượng thư tên Triệu Tề ưu nhã, cho rằng người này là một người đáng để dựa dẫm giao phó. Khương Nguyên Bách đồng ý và đem chuyện này nói cho Tuyết Phương Phi.
Tích Phương Phi đoán rằng Quý Thục Nhiên không muốn mình ở lại Khương gia, nhưng Đồng Nhi nói rằng Triệu Tề thực sự xuất sắc. Và Tích Phương Phi hoài nghi có gì đó đáng nghi ở đây, Khương gia mời Triệu gia đến làm khách và sắp xếp cho hai người gặp nhau. Triệu Tề quả thực là một nhân tài, hai người đi dạo nói chuyện riêng. Triệu Tề thẳng thắn nói rằng hắn muốn Tích Phương Phi gả vào nhà mình sinh con nối dõi cho Triệu gia, hắn cũng nhìn chúng vẻ đẹp mỹ miều của nàng. Tích Phương Phi nhìn ra được vấn đề của Triệu Tề, đoán rằng hắn ta đã có người trong lòng, liền mắng mỏ một trận. Triệu Tề lo lắng bị gia đình phát hiện nên đã bày tỏ rằng hắn không thích Tích Phương Phi trước mặt phụ mẫu hai bên. Tích Phương Phi nghĩ đến Cố Hữu Đại Vân, nàng vô cùng ghét những nam tử lãng mạn mồm mép và chỉ coi nữ nhân là công cụ đẻ con. Tiêu Hoành dẫn người đến bao vây nhà Dương Tùng, phát hiện ra Dương Tùng đã treo cổ tự tử và bản thân Tiêu Hoành đã trúng kế. Trên triều, Khổng Triệu Phong, Diêm Thiếp Ti xin một cơ hội để lấy công chuộc tội. Hồng Hiếu Đế hy vọng rằng ông có thể xử lý cẩn thận. Thẩm Ngọc Dung cải cách khoa cử và muốn trao nhiều cơ hội hơn cho hài tử của những hộ gia đình nghèo. Lý Trọng Nam tin rằng không nên bãi bỏ khoa cử trước đây, ông lo lắng những thí sinh chất lượng cao sẽ bị bỏ sót. Khương Nguyên Bách phủ nhận điều đó, tin rằng các khoa cử trước đây dễ dẫn đến những cấu kết thông đồng bối cảnh các quan gia và ông hy vọng có thể cải cách thì tốt hơn. Hồng Hiếu Đế biết rằng giai đoạn đầu của việc thi hành những quy cách mới sẽ luôn có những thiếu sót nên đã ủy quyền cho Thẩm Ngọc Dung chủ trì khoa cử thường niên, với hy vọng chọn ra những nhân tài xuất sắc có nguyện vọng trở thành quan. Lý Trọng Nam gọi các con trai của mình là Lý Cảnh và Lý Liêm đến. Tiền của Ngân Thổ Ti đã bị đứt đoạn và bọn họ không có cách nào lấp lại những thiếu hụt đó. Họ dự định bắt đầu ra tay từ Diệp Thế Kiệt của gia Diệp gia, nhưng chưa tìm được cơ hội. Lý Trọng Nam nói rằng ông ta sẽ mở đường cho họ. Thẩm Ngọc Dung bị Uyển Ninh trêu chọc, nàng ta ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội trong bộ đồ trắng của Thẩm Ngọc Dung. Nàng thích nhìn hơn là dáng vẻ nín nhịn đau đớn của hắn. Uyển Ninh muốn tham gia vào việc cải cách mới, Thẩm Ngọc Dung nguyện quỳ xuống. Hồng Hiếu Đế giao cuộc thi tuyển chọn thường niên cho Thẩm Ngọc Dung thì cảm thấy nhẹ nhõm cũng yên tâm. Uyển Ninh đột nhiên xuất hiện, nàng đề xuất một ý tưởng hay, muốn nam nữ kết cặp để khảo hạch. Hồng Hiếu Đế trách nàng ta càn quấy, không thể để Minh Nghĩa Đường và Quốc Tử Giám trộn lẫn lại với nhau được. Uyển Ninh bảo Hoàng Đế đừng đánh giá thấp khả năng của một người phụ nữ, đồng thời lấy việc năm đó bản thân đi sứ làm con tin mới đổi lại được sự bình yên của Đại Yên. Hồng Hiếu Đế không cãi lại nên chỉ đành làm theo ý của nàng ta. Uyển Ninh dạy Thẩm Ngọc Dung làm sao để phục tùng nàng và đích thân vào cung trước mặt Hồng Hiếu Đế chứng minh năng lực của mình. Thẩm Ngọc Dung đành phải nuốt xuống cơn tức giận. Tích Phương Phi dạy Đồng Nhi viết chữ, Khương Cảnh Duệ đến báo tin vui, nói rằng kỳ thi thường niên năm nay sẽ được tổ chức dưới hình thức kết hợp Minh Nghĩa Đường và Quốc Tử Giám. Tích Phương Phi nghe nói Thẩm Ngọc Dung chủ trì cuộc thi, nàng quyết định đích thân tham gia. Khương Cảnh Duệ đang lo lắng không biết nên tìm nữ tử nhà nào để thành lập đội, Tích Phương Phi đề nghị hắn có thể tìm nàng. Khương Cảnh Duệ sau khi nghe được điều này thì cười lớn, cho rằng Tích Phương Phi không nên suy nghĩ hoang đường như vậy. Minh Nghĩa Đường chỉ thu nhận những nữ tử tài mạo song toàn, hắn cười Tích Phương Phi không biết tự lượng sức mình. Khương Cảnh Duệ đoán rằng phụ thân chắc chắn sẽ không đồng ý. Tích Phương Phi đến hỏi Khương lão phu nhân, nàng tự mình biết mình có tiếng xấu ở Trinh Nữ Đường, muốn đến Minh Nghĩa Đường học tập để lấy danh tiếng. Khương lão phu nhân cho rằng đây là chuyện tốt, bà nhìn thấy mẫu chữ do Tích Phương Phi viết rất đẹp, liền bảo nàng mang tới cho Khương Nguyên Bách xem, lại lo lắng nàng băn khoăn do dự, bà đành nói rằng sẽ tự mình nói chuyện này cho Khương Nguyên Bách. Khương Nguyên Bách khen ngợi nét chữ của Tích Phương Phi rất ngay thẳng và hữu lực, ông biết được nàng muốn đến học Minh Nghĩa Đường thì cũng rất vui, nhưng ông do dự muốn lắng nghe thêm ý kiến của Quý Thục Nhiên. Quý Thục Nhiên lo lắng Tích Phương Phi nửa chừng bỏ cuộc, cố ý thỉnh phu tử đến kiểm tra Tích Phương Phi xem nàng có tư cách để vào Minh Nghĩa Đường học tập hay không. Khương Nguyên Bách vốn định đi tìm phu tử từng dạy cho Khương Cảnh Duệ, nhưng Quý Thư Nhiên đề nghị rằng hãy đi tìm Thẩm Ngọc Dung. Khương Nguyên Bách nói cho Thẩm Ngọc Dung chuyện này. Thẩm Ngọc Dung nhớ đến hình bóng của Tích Phương Phi, nói sẽ cố gắng hết sức, vẻ ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng bất an. Quý Thục Nhiên đích thân gặp Thẩm Ngọc Dung trước và yêu cầu Tôn Ma Ma đếm đến cho hắn một số tiền lớn với mong muốn hắn sẽ không phụ lòng bà. Trên thực tế, bà muốn hắn ghét Tích Phương Phi. Quý Thục Nhiên biết rõ Thẩm Ngọc Dung sinh ra trong một gia đình nghèo và không thích những con ông cháu cha hay dùng tiền bạc để mua quan bán chức. Tích Phương Phi nhìn thấy Thẩm Ngọc Dung, hai tay vô thức run lên, nàng đè nén lửa giận trong lòng, mỉm cười đáp lại hắn. Khi Thẩm Ngọc Dung nhìn thấy nàng, tựa như gặp lại người vợ cũ, khó tránh khỏi có chút thất lễ. Tích Phương Phi ngược lại không bỏ qua cho hắn, hỏi rằng có phải hắn đã từng đến núi Thanh Trình hay không. Điều này khiến Thẩm Ngọc Dung nhớ đến cảnh chính tay mình đã chôn sống vợ. Tích Phương Phi nói rằng nàng ấy rất đau khổ, bị người nhà đưa đến Trinh Nữ Đường thực chất ám chỉ bản thân bị phu quân vứt bỏ chôn sống. Hy vọng Thẩm Ngọc Dung sẽ đừng vì tình riêng làm ảnh hưởng, Thẩm Ngọc Dung đề nghị trì hoãn việc học của Tích Phương Phi trong 2 năm. Hắn ta cố tình tránh mặt Tích Phương Phi, nàng từng câu từng chữ đều như trách mắng oán hận lên người hắn ta. Trước mặt Quý Thục Nhiên, Thẩm Ngọc Dung yêu cầu Khương Nguyên Bách trì hoãn việc Tích Phương Phi đến Minh Nghĩa Đường trong một vài năm. Khi Khương Nguyên Bách tiến hắn ra về, Thẩm Ngọc Dung khen ngợi Tích Phương Phi là một học sinh nghiêm túc học hành, Khương Nhược Sao làm khùng làm điên đập vỡ đồ đạc trong phòng. Nàng ta không muốn đi học ở Minh Nghĩa Đường với Khương Lê kia một chút nào. Tiêu Hoành sai thuộc hạ tiếp tục theo dõi vào Lý Trọng Nam, cố gắng dụ con rắn già đo ra khỏi hang. Hắn cũng nghe nói Thẩm Ngọc Dung đã giúp Tích Phương Phi vào học Minh Nghĩa Đường, cho rằng sắp có vở kịch hay để xem. Sau khi Thẩm Ngọc Dung trở về, hắn không ngừng suy nghĩ đến những câu nói của Tích Phương Phi.
Nửa đêm Thẩm Ngọc Dung chạy lên núi Thanh Trình đào mộ để xác minh lại thân phận hiện tại của Tiết Phương Phi. Hắn nhìn thấy bộ y phục và cây sáo trúc văn kiên ở đó liền thở phào nhẹ nhõm. Tiết Phương Phi ở nhà dặn dò Đồng Nhi phải hết sức cẩn thận, bản thân nàng phải đến Minh Nghĩa Đường học tập. Khi ra ngoài nàng không có xe ngựa, Khương Nhược Giao đã cố ý chiếm chỗ. Đúng lúc Khương Cảnh Duệ xuất hiện bảo nàng hãy lên đi xe ngựa chung với mình. Khương Cảnh Duệ cứ tưởng rằng Tiết Phương Phi đến Minh Nghĩa Đường là vì Chu Diên Bang, hắn khuyên nàng thôi hãy đừng mong ngóng đến nam tử đã kết đính hôn đó nữa. Tiết Phương Phi nói rõ rằng bản thân là muốn giành được vị trí cao nhất trong kỳ thi hàng năm. Khương Cảnh Duệ bày ra khuôn mặt hoài nghi, Khương Cảnh Duệ khoanh vùng phân tích các con ông cháu cha quan chức trong Minh Nghĩa Đường, thế gia đại tộc, từng người một phân tích đến từng chi tiết. Khương Cảnh Duệ cho rằng Tiết Phương Phi không thể lập đội với bọn họ. Tiết Phương Phi nhìn thấy Diệp Thế Kiệt từ trong đám đông bước ra, biết được hắn ta là biểu huynh của mình, là một người tài hoa xuất chúng, còn nghe nói người này vẫn chưa lập đội. Khi Tiết Phương Phi bước vào học đường, Khương Nhược Giao đã cố tình làm nàng xấu hổ, giả vờ thân thiết không nhường chỗ lại cho nàng. Tiêu Đức Anh đã tự mình kiểm tra, liễu như thế mà lại ngủ quên và ngáy khò khò trong lớp học. Tiết Phương Phi đã đánh thức nàng ấy, sau giờ học, Chu Nhạn Bang mang bánh đến cho Khương Nhược Giao nhưng lại bị Tiết Phương Phi cuốn hút. Những nam tử của Quốc Tử Giám cố ý trêu chọc Tiết Phương Phi, liễu như ra tay bênh vực kẻ yếu. Thế nhưng nàng ta vẫn không thích Tiết Phương Phi, trong lòng mặc định nàng ấy là một người có tâm địa xấu xa. Văn Kỳ phát hiện ra công tử tịch mịch của mình đến tiền đường, quán trà mà Tiêu Hoành thường tới đã bị hai vị thiếu gia Lý gia đóng đô. Lý Cảnh lấy ra một con dao găm chĩa thẳng vào Tiêu Hoành, Tiêu Hoành vây Lý Liêm lại, nhưng Lý Cảnh không muốn gặp rắc rối liền tìm cớ rời đi. Lý Liêm nhịn không được cục tức này liên tục nhục mạ Tiêu Hằng chỉ là chân chó làm việc cho hoàng thượng. Lý Cảnh cảnh cáo hắn đừng lên mặt chọc tức Tiêu Hoành. Mạnh Hồng Gấm từ gia đình tướng quân Huyền Vệ nói lớn tiếng lên rằng Diệp Thế Kiệt từ Diệp gia Lục Dương đã làm hỏng bức tranh nổi tiếng của nàng và yêu cầu hắn ta bồi thường một khoản tiền lớn. Diệp Thế Kiệt cho rằng đó là lừa bịp lấy tiền. Mạnh Hồng Gấm làm ồn lên muốn đưa hắn đi gặp quan. Tiêu Hoành trên lầu bị những âm thanh ồn ào này thu hút, hắn nhận ra Diệp Thế Kiệt này là biểu huynh của Khương Lê. Tiêu Hoành lại cảm thấy có kịch hay để xem nữa rồi, Diệp Thế Kiệt bị những người được Mạnh Hồng Gấm gọi đến ghìm chặt. Nàng giật lấy bức tranh từ Mạnh Hồng Gấm và quan sát xem xét kỹ lưỡng. Nàng chỉ ra trước quần chúng ăn dưa rằng bức tranh này là hàng giả. Nàng nhận ra được chất giấy của bức tranh này không phải làm bằng lụa và dấu ấn trên phía trên đó cũng không phải là của triều đại trước. Mọi người đều kinh ngạc, Khương Cảnh Duệ phụ họa thêm. Mạnh Hồng Gấm tự biết mình đuối lý không muốn tranh cãi thêm nữa liền bảo Diệp Thế Kiệt bồi thường cho mình 5 lượng vàng. Diệp Thế Kiệt nhận định rằng đây là một phi vụ lừa bịp tống tiền nên muốn cùng Mạnh Hồng Gấm đến nha môn để phân bua. Mạnh Hồng Gấm đã cắn lại hắn, quần chúng ăn dưa đều đứng về phía của Diệp Thế Kiệt. Tiết Phương Phi với vai trò là một người hòa giải, cho rằng nàng bỏ tiền ra mua bức tranh vừa để xoa dịu cơn giận của Diệp Thế Kiệt, đồng thời cũng dập tắt ngọn lửa của Mạnh Hồng Gấm. Diệp Thế Kiệt nói rằng Tiết Phương Phi tọc mạch lo chuyện bao đồng. Khương Nhược Giao bên này xem hết vở kịch thì khinh thường Tiết Phương Phi đang cố gắng lấy lòng người khác. Chu Diên Bang khen ngợi nàng ấy ngược lại rất lợi hại và muốn kéo Tiết Phương Phi lập đôi với mình. Lý Liêm tức giận, cho rằng Tiết Phương Phi đã phá hỏng chuyện tốt của mình. Hắn vốn là muốn lợi dụng Mạnh Hồng Cẩm để làm xấu mặt Diệp Thế Kiệt rồi hắn sẽ giả vờ đứng ra giúp đỡ để Diệp Thế Kiệt nợ ơn hắn. Sau khi xem xong vở kịch, Tiêu Hoành mời Tiết Phương Phi lên lầu uống trà. Tiết Phương Phi có chút tức giận. Tiêu Hoành đã nhìn thấu được thân phận của nàng và cố tình gọi biệt danh của nàng là Ali. Hắn kể cho nàng nghe một câu chuyện nhắc nhở rằng con đường phía trước nàng đang đi rất nguy hiểm, bảo nàng phải suy nghĩ kỹ rồi hãng bước đi. Tiết Phương Phi muốn là công đạo và nói rằng chuyện của nàng không liên quan gì đến hắn cả. Tiêu Hoành hồi đáp rằng có vận mệnh của cả hai có thể sẽ có chung một điểm đích. Sau khi Tiết Phương Phi trở về nhà, Bạch Tuyết bảo nàng đến gặp Khương lão phu nhân, quả nhiên là Khương Nhược Giao cáo trạng đem chuyện bức tranh nổi tiếng đó nói cho Quý Thục Nhiên. Trong lời nói của Quý Thục Nhiên ám chỉ Tiết Phương Phi không nên đến Minh Nghĩa Đường học tập nữa, bà ta cho rằng hành vi ban ngày của nàng ảnh hưởng đến quan hệ của Khương Nguyên Bách với Lý gia. Khương lão phu nhân không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng không biết làm sao vẫn muốn nghe Tiết Phương Phi giải thích. Tiết Phương Phi thừa nhận hành động của mình đã không được tính toán kỹ lưỡng, chỉ tình cờ biết được bức tranh nổi tiếng kia là hàng giả và nàng muốn nhân cơ hội này để bịt miệng của những dư luận kia lại, để danh tiếng của phụ thân và của chính mình được khôi phục. Quý Thục Nhiên vốn muốn giữ Tiết Phương Phi ở bên cạnh điều giáo, lại khiến Khương lão phu nhân cảm thấy nàng ấy thấu hiểu sâu sắc. Khương Cảnh Duệ bất ngờ xuất hiện làm chứng, nói đỡ cho Tiết Phương Phi, hắn đem chuyện Tiêu Hoành mời nàng uống trà nói ra, chuyện này mới được êm xuôi kết thúc. Lý Liêm một mình tiếp cận Diệp Thế Kiệt và yêu cầu hắn lập đội với mình, bảo Diệp Thế Kiệt không cần vội trả lời hắn. Trong học đường Chu Diên Bang đã chặn Tiết Phương Phi lại ngỏ lời muốn mời nàng lập đội với hắn ta. Tiết Phương Phi chưa kịp từ chối, Khương Cảnh Duệ đã xuất hiện nói đỡ cho nàng, còn nói rằng Chu Diên Bang đã có hôn ước rồi còn muốn bắt cá hai tay. Cảnh tượng này bị Khương Nhược Giao nhìn thấy, Liễu Như rất ấn tượng trước cách cư xử của Tiết Phương Phi và muốn làm quen với nàng ấy. Tiết Phương Phi đã chủ động đề nghị nàng ta lập đội với mình, Liễu Như đặc biệt vui mừng khi nghe tin Diệp Thế Kiệt cũng tham gia. Tiết Phương Phi đề nghị Diệp Thế Kiệt lập đội với nàng ấy, Diệp Thế Kiệt văn kinh vô cùng phẫn nộ với hành vi thời thơ ấu của nàng. Tiết Phương Phi cũng đã biết trước được tình hình từ Đồng Nhi, nàng giải thích với Diệp Thế Kiệt rằng năm đó do nàng đã bị Quý Thục Nhiên lừa gạt mới làm kích động Diệp lão phu nhân, cả hai giải quyết được hiểu lầm. Diệp Thế Kiệt biết rằng mình suýt chút nữa thì bị Lý Liêm và những người khác lợi dụng nên quyết định gia nhập đội của Tiết Phương Phi, Khương Nguyên Bách vô cùng hài lòng với hành vi của Tiết Phương Phi. Ông không ngờ Tiết Phương Phi lại can đảm như vậy.
Quý Thục Nhiên nói thêm vài lời về lỗi của Tiết Phương Phi. Khương Nguyên Bách nói bà ta nghĩ nhiều rồi. Liễu Nhứ rất vui khi biết tin Diệp Thế Kiệt lập nhóm cùng mình. Khương Cảnh Duệ hỏi xung quanh và phát hiện chỉ có 4 người trong số họ là chưa thành lập đội. Khi biết Liễu Nhứ đã tham gia, cả hai đều coi thường lẫn nhau. Diệp Thế Kiệt đương lúc này xuất hiện, Liễu Nhứ lập tức trở nên dịu dàng. Mạnh Hồng Gấm đã dẫn dắt những người khác gieo rắc bất hòa cho đội bọn họ, cho rằng Tiết Phương Phi và những người khác sẽ cản trở Diệp Thế Kiệt. Hai bên tranh cãi không ngừng, Mạnh Hồng Cẩm đề nghị đặt cược cho kỳ thi thường niên. Nếu đội bên thua thì Diệp Thế Kiệt sẽ quỳ xuống. Diệp Thế Kiệt đồng ý, Khương Cảnh Duệ cũng tham gia, cuộc cá cược ngày càng lớn hơn, thậm chí cả Lý Liêm và những người khác cũng tham gia. Lý Liêm muốn rằng nếu đội bên thua thì Tiết Phương Phi phải tự mình quay về Trinh Nữ Đường. Tiết Phương Phi cũng đồng ý, Thẩm Như Vân nói với Thẩm Ngọc Dung về vụ cá cược, nàng ấy nghĩ rằng Tiết Phương Phi thật ngu ngốc mới nói khoác lên tận trời xanh như vậy. Lúc đầu, nàng ấy lo lắng rằng Tiết Phương Phi đang quay lại trả thù, nhưng bây giờ nàng ấy cảm thấy rằng họ trông giống nhau. Thẩm Ngọc Dung không muốn nghe, Thẩm Như Vân vẫn liên tục nhắc đến Tiết Phương Phi, Thẩm Ngọc Dung tức giận đập bàn, bảo nàng đừng ở đó mà quá tự phụ. Thẩm Như Vân khuyên anh mình đừng ở hoài trong thư phòng, về phòng mà ngủ. Thẩm Ngọc Dung lại bảo nàng ra ngoài, nửa đêm, Thẩm Ngọc Dung với mái tóc rối bù và cần ngọn nến bước về phòng, căn phòng tràn ngập mùi xám tro. Hắn nhớ lại quá khứ của mình với Tiết Phương Phi, lòng đau như cắt. Nhưng nghĩ đến việc chính tay mình chôn sống Tiết Phương Phi, hắn liền sợ hãi không dám hồi thần, chi nhan quyến rũ công tử Tịch Mịch. Công tử Tịch Mịch hứa hẹn sau này sẽ trục thân cho nàng, nhưng hắn không ngờ rằng nàng chính là người do Tiêu Hoành gài vào. Tiêu Hoành và những người khác bắt trói công tử Tịch Mịch, thẩm vấn hắn ta đã để số tiền tham ô của Diêm Thiệt ở đâu. Văn Kỳ dọa rằng sẽ biến hắn ta thành thái giám. Công tử Tịch Mịch sợ hãi và đem việc Khổng Triệu Phong vận chuyển tiền tham ô nói ra. Hắn ta chỉ biết rằng số tiền đó đã được chuyển đến giáp hát. Sau đó, Tiêu Hoành đưa một khoản tiền lớn cho Chi Nhan, nhưng nàng không nhận, nàng chỉ muốn trả ơn cho Tiêu gia. Nàng được mẫu thân của Tiêu Hoành, Ngô Hồng Diệp cứu, và nàng luôn nghi ngờ rằng có một nguyên nhân khác dẫn đến cái chết của Ngô Hồng Diệp và Tiêu tướng quân. Tiêu Hoành miệng nói vô tình, trong lòng lại đang nhớ đến chuyện của phụ mẫu. Hắn đứng trên lầu và lạc vào ký ức tuổi thơ. Khi đó, phụ mẫu hắn đi chiến đấu ở miền Nam Tân Cương và yêu cầu Bành Quảng đem Tiêu Hoành về Tiêu gia. Hắn đã khóc rất nhiều và một lòng chỉ muốn được ở bên phụ mẫu. Nhưng sau đó, phụ thân hắn trên chiến trường tử trận, Tiêu ngoại tổ phụ là Tiêu Đại Xuyên không hề tỏ ra một chút thương tâm. Tiêu Hoành nghĩ rằng ngoại tổ phụ là một người máu lạnh vô tình và quyết định tra rõ nguyên nhân cái chết của phụ thân. Sau khi phụ thân rời khỏi nhân thế, mẫu thân cũng khoác lên mình hồng y rồi đi theo. Đồng Nhi biết được vụ cá cược của Tiết Phương Phi, lo lắng nếu thua cuộc thì nàng ấy sẽ phải trở lại Trinh Nữ Đường. Trong lòng Tiết Phương Phi đã nắm chắc, nàng muốn mượn cơ hội lần này giành được giải nhất để thân phận của Khương Lê có thể chính thức quay lại, đồng thời cũng dập tắt những lời bình luận thiếu suy nghĩ về nàng. Và mặt khác, Tiết Phương Phi cũng muốn biết người đứng sau Thẩm Ngọc Dung đã xúi giục hắn ta làm hại nàng ấy là ai. Nàng có thể cảm nhận được rằng người này rất có quyền thế, nhưng không hiểu sao người đó lại nhắm vào nàng và người nhà nàng như vậy. Thẩm Ngọc Dung đang luyện chữ ở chỗ Uyển Ninh. Uyển Ninh đã nghe được chuyện cá cược ở học đường bèn bảo hắn đoán xem ai sẽ là người sẽ thắng cược. Thẩm Ngọc Dung tâm tình bị làm cho loạn, thuận miệng nói cược bên Lý gia thiếu gia sẽ thắng. Uyển Ninh thấy hắn tâm tình không ổn định, yêu cầu hắn không được nói dối. Thẩm Ngọc Dung xin lỗi, cơn giận của nàng ta mới dịu xuống. Bảo Thẩm Ngọc Dung ra ngoài cược giúp nàng Khương Lê sẽ thắng. Quý Thục Nhiên nói cho Khương Nguyên Bách chuyện cá cược. Khương Nguyên Bách tức giận tìm Tiết Phương Phi chất vấn. Tiết Phương Phi giả vờ quỳ xuống và nói với Khương Nguyên Bách những bất bình của mình. Nàng không muốn cha mình bị sỉ nhục và hy vọng rằng ông sẽ ủng hộ nàng. Sau khi nghe điều này, Khương Nguyên Bách ủng hộ Tiết Phương Phi hết mình, còn bảo Khương Nhược Giao tặng cho nàng một cây đàn tranh tốt. Tiết Phương Phi chơi đàn tranh rất giỏi, Khương Cảnh Duệ rất ấn tượng với nàng. Thế nhưng cổ tay nàng bị thương và không thể chơi tranh. Đại phu chẩn đoán rằng nàng bị thương cũ phải mất 1 tháng mới có thể hồi phục. Tiết Phương Phi nhớ lại vết thương cũ là do bị trói, Đồng Nhi lo lắng rằng nàng ấy sẽ không thể chơi đàn tranh. Khương Cảnh Duệ chơi cờ thành thạo, hắn suốt ngày treo đầu lên trần nhà nghiên cứu cờ các nước cờ. Vợ chồng Khương Nguyên Bình cảm thấy unbelievable, Liễu Nhứ giỏi bắn cung và suốt ngày tập luyện sao cho bắn chúng được trung điểm, trong khi Diệp Thế Kiệt lại đắm mình vào việc nghiên cứu kiến thức. Liễu Nhứ bị thu hút bởi sự kiên trì của Tiết Phương Phi và quyết tâm cố gắng hết sức chuẩn bị. Hai người đang luyện tập gần khu săn bắn, Tiêu Hoành đi tới và đưa thí điểm cho Liễu Nhứ, nghe xong nàng thay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, quả thực đã có thể bắn trúng mục tiêu. Tiêu Hoành nhân cơ hội này đích thân dạy Tiết Phương Phi bắn cung để tự vệ. Lại phát hiện cổ tay của nàng bị thương, Tiêu Hoành bảo Tiết Phương Phi hôm nay tới phủ quốc công để chữa trị, nhưng Tiết Phương Phi không đi, mặc dù bị thương vẫn tiếp tục luyện đàn. Thấy còn 3 ngày nữa mới đến kỳ thi thường niên, nàng đi tìm Tiêu Hoành. Hắn cố ý bất công đợi lâu để phạt nàng cái tội sai hẹn. Tiêu Hoành giới thiệu Tư Đồ Cửu Nguyệt, được mệnh danh là đệ nhất độc thủ cho Tiết Phương Phi. Tư Đồ Cửu Nguyệt không muốn tùy ý chữa trị cho nàng, yêu cầu phải làm theo nguyên tắc, Tiết Phương Phi đồng ý. Tư Đồ Cửu Nguyệt yêu cầu nàng tìm ra được con nhện độc, nếu thua, nàng sẽ chết. Tiết Phương Phi lấy tay Tiêu Hoành ra đặt cược và từ ánh mắt của Tư Đồ Cửu Nguyệt có thể đoán được con nhện nào không có độc hay không. Tư Đồ Cửu Nguyệt hứa sẽ chữa trị cho nàng, nhận thấy vết thương của nàng là phải lấy độc trị độc, dùng bọ cạp. Tiết Phương Phi đau đến ngất đi, Tư Đồ Cửu Nguyệt cảm thấy Tiêu Hoành đã động tình với Tiết Phương Phi, nhưng Tiêu Hoành lại không trực tiếp đáp lại, nàng bảo với hắn đừng tự lừa dối bản thân. Tiết Phương Phi cảm ơn sự giúp đỡ của Tiêu Hoành, nhưng Tiêu Hoành không chấp nhận. Tiêu Hoành lại gọi biệt danh của Tiết Phương Phi là Ali, thành công thu hút sự chú ý của nàng.
Tiêu Hoành mời nàng đi ăn sáng, trong cách hắn cằn nhắc làm Tiết Phương Phi nhớ đến phụ thân và đệ đệ của mình, giống nhau như đúc. Khi Tiết Phương Phi đến Minh Nghĩa Đường, nàng đến muộn một chút đã bị Mạnh Hồng gấm châm chọc. Hai thiếu gia Lý gia đến, Mạnh Hồng Cẩm nhanh chóng chạy tới đứng vào hàng cùng họ. Khương Cảnh Duệ, Liễu Nhứ và những người khác đã đến. Hai bên không cân sức, nhãn thần nhắm thẳng vào đối phương chuẩn bị cho cuộc chiến cá cược cuộc thi thường niên. Khảo quan tuyên bố thể lệ của kỳ thi hàng năm, những người xếp cuối cùng sẽ bị đuổi khỏi Minh Nghĩa Đường và Quốc Tử Giám. Thẩm Ngọc Dung nghe theo an bài của Hoàng đế, chủ trì kỳ thi văn học hàng năm. Đi sau tiếng gõ, Diệp Thế Kiệt và những người khác khởi bút viết đáp án. Tiêu Hoành lần theo manh mối công tử Tịch Mịch kia cung cấp, phát hiện Tiêu Đào Hồng có thể có liên quan đến việc này liền bảo Văn Kỷ để mắt tới, điều tra kỹ lưỡng. Văn Kỷ sốt ruột muốn đi xem cá cược, hắn đặt cược cho Lý gia thiếu gia. Tiêu Hằng nghe vậy dự tính muốn đến hiện trường xem kịch hay, kết quả bài kiểm tra văn học được đưa ra, Lý Cảnh và Diệp Thế Kiệt được lọt vào danh sách rút gọn. Họ phải trả lời các câu hỏi, ai trả lời đúng sẽ được thưởng một điểm. Khi khảo quan đưa ra câu hỏi, Diệp Thế Kiệt luôn là người rung chuông trước và trả lời đúng. Khương Cảnh Duệ âm thầm vui mừng, nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, Diệp Thế Kiệt nhất định sẽ giành được hạng nhất. Sau khi Diệp Thế Kiệt trả lời liên tiếp 5 câu thì bị Lý Cảnh chiếm ưu thế dẫn đầu. Lý Cảnh thích chơi theo kiểu lùi một bước tiến nhiều bước, liên tục chộp lấy câu hỏi, làm rối loạn tâm trí Diệp Thế Kiệt và khiến hắn không thể bình tĩnh trả lời các câu hỏi. Diệp Thế Kiệt nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nhưng điểm số vẫn kém hơn so với Lý Cảnh. Thẩm Ngọc Dung bảo họ bàn luận các vấn đề chính trị và kinh tế cũng như bàn luận các biện pháp đối phó với các quan chức tham nhũng và thảm họa. Lý Cảnh cho rằng câu trả lời của hắn rất xuất sắc, còn Thẩm Ngọc Dung lại nghiêng về câu trả lời của Diệp Thế Kiệt hơn ở hiệp đầu tiên. Cả hai đều ghi điểm ngang nhau, Liễu Nhứ mời các thành viên trong nhóm đi ăn mừng, Khương Cảnh Duệ tràn đầy tự tin và đề nghị bốn người nắm tay xin vía. Liễu Như cầm tay Diệp Thế Kiệt tim đập liên hồi, cả bốn cười đùa và cổ vũ lẫn nhau trước khi thi. Thẩm Như Vân hỏi Thẩm Ngọc Dung về các nước cờ, Thẩm Ngọc Dung bảo nàng ta đi tìm tẩu tử mình mà hỏi, tâm trạng thập phần phức tạp. Khương Cảnh Duệ tự học chơi cờ với phụ thân mình, Tiết Phương Phi cũng chơi một ván với hắn. Cảnh Duệ rất ngạc nhiên khen nàng thật lợi hại. Tiết Phương Phi nói dối rằng nàng ở Trinh Nữ Đường tự học, Khương Cảnh Duệ quả nhiên tin nàng và cảm thán rằng cả hai người đều có tài phú. Khương Cảnh Duệ không thèm quan tâm đến Lý Liêm, hắn vô tình nhìn thấy Quý Thục Nhiên hối lộ giám khảo Kinh Hồng Tiên Tử và nói với Tiết Phương Phi về điều đó. Tiết Phương Phi biết được rằng Kinh Hồng Tiên Tử là đứng đầu bảng của Vọng Tiên Lầu, khả năng chơi đàn tranh rất cao siêu. Vòng thi thứ hai là chơi cờ bắt đầu, Khương Cảnh Duệ bước lên, hắn vái lại cho mình đừng biết với Lý Liêm. Khảo quan công bố kết quả phân tổ, Khương Cảnh Duệ sẽ biết với Thẩm Như Vân. Tiết Phương Phi bảo hắn không được thủ hạ lưu tình. Tiết Phương Phi đã từng dạy dỗ Thẩm Như Vân chơi cờ, nàng biết Thẩm Như Vân tính tình nóng nảy. Khương Cảnh Duệ cố ý thỉnh quân nhập úng, trước tiên để Thẩm Như Vân nếm được vị ngọt của Văn Kỷ trước rồi mới tấn công sau. Thẩm Như Vân bị trêu cho hoảng, nghĩ đến Tiết Phương Phi, lo lắng hướng ánh nhìn về phía Khương Lê rồi trực tiếp ngất đi. Thẩm Như Vân nhận ra Khương Lê là Tiết Phương Phi và chạy đến nói với Thẩm Ngọc Dung, nhưng ngược lại nhận được một cái tát đau đớn. Thẩm Ngọc Dung bảo nàng không được nói nhảm, hắn xác định đã tự tay chôn Tiết Phương Phi. Để Thẩm Như Vân nhớ rõ ràng Tiết Phương Phi đã chết, Cảnh Duệ tuy không giành được vị trí thứ nhất nhưng vẫn được ở vị trí thứ 5. Ở vòng thứ 3 là bắn cung, môn bắn cung gắn súng được đổi thành bài kiểm tra bắn trên không do tiên đế tạo ra, người bán được kéo lên trên đủ tầm bắn cung. Đến lượt Liễu Nhứ, nàng biết với Mạnh Hồng Gấm liên tục phóng trúng. Liễu Nhứ bởi vì nỗi sợ độ cao nên có hơi phóng trệch mũi tên. Mạnh Hồng Gấm được phen cười nhạo nàng, Tiết Phương Phi và những người khác cổ vũ nàng ấy. Lý Liêm đã bí mật dùng thủ đoạn đánh lén Khương Cảnh Duệ, khiến những sợi dây kéo Liễu Nhứ lên mất trọng tâm khiến này lộn ngược lại. Mạnh Hồng Gấm cho rằng bản thân nắm được phần thắng chắc trong tay rồi, nhưng Liễu Nhứ ở thế ngược cũng đã phóng tên thành công. Mọi người có mặt đều ngưỡng mộ Liễu Nhứ và ngay cả đội của Mạnh Hồng Gấm cũng cổ vũ cho Liễu Nhứ. Ở vòng cuối cùng là thi đàn tranh, mọi người nhìn vào danh sách đều cho rằng Vương Thanh Thanh, công tử Lý gia không hề đơn giản. Trước nay hắn đứng thứ hai thì chỉ có Khương Nhược Giao đứng thứ nhất. Nếu Tiết Phương Phi muốn đánh bại Lý gia công tử cũng phải thắng được Khương Nhược Giao. Mọi người đều mong chờ được xem kịch hay. Vết thương ở cổ tay cũ của Tiết Phương Phi lại tái phát, nhưng nàng không muốn Khương Cảnh Duệ lo lắng, nói rằng chuyện có thành hay không là do người. Tiêu Hoành gặp Tiết Phương Phi và thấy vết thương cũ của nàng lại tái phát và cho rằng nàng đang quá nóng lòng tập luyện liên tục nên đã đưa nàng đến gặp Tư Đồ Cửu Nguyệt để điều trị lần nữa. Tư Đồ Cửu Việt nghe nói danh tiếng của mình bị hủy hoại nên lại đến xem vết thương của Tiết Phương Phi, bắt mạch là nói rằng mạch đập của nàng đã bị tổn thương, phải mất 3 ngày mới có thể bình phục. Lời nói của Tiêu Hoành kích thích Tư Đồ Cửu Việt nghĩ ra biện pháp tốt hơn, nàng hỏi Tiết Phương Phi rằng có dám đánh cược hay không. Khương Nhược Giao nhốt mình trong phòng để tập đàn tranh, cấm người khác làm phiền nàng. Trong đầu nàng cứ nghĩ đến cái nhìn Chu Diên Bang dành cho Tiết Phương Phi, cả ngày không thèm ăn uống cắm đầu vào tập luyện. Kể từ khi nhìn thấy Chu Diên Bang tìm Tiết Phương Phi đề nghị lập lại hôn ước, nàng đã thầm thề sẽ không để Tiết Phương Phi cướp đi người của mình. Tư Đồ Cửu Nguyệt lấy kim tẩm độc bọ cạp ra. Nàng nói phương pháp châm cứu này hiệu quả, nhưng cơn đau có thể dễ dàng khiến người ta bị ảo giác, trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến phát điên. Tiết Phương Phi được tiêm chất độc bọ cạp, nàng đột nhiên cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh và một cơn đau nhói kéo nàng xuống nước. Nàng liều mạng vùng vẫy hướng lên trên, lại bị Thẩm Ngọc Dung bắt được. Thấy tình hình không ổn, Tư Đồ Cửu Nguyệt thấy Tiết Phương Phi dần dần ảo giác, đang định đi lấy thuốc giải, nhờ Tiêu Hoành tới giúp đỡ. Tiêu Hoành cảm thấy đau khổ khi nhìn thấy Tiết Phương Phi quằn quại như vậy, nhưng anh không muốn nàng bỏ cuộc giữa chừng.
Tư đồ Cửu Nguyệt nóng lòng muốn giúp nàng giải độc, lo lắng rằng nàng sẽ bị bức đến chết. Tuyết Phương Phi nghe thấy Tiêu Hoành gọi tên mình, nàng cắn môi cố gắng tỉnh táo, nhưng lại đau đến không thể chịu đựng được. Tiêu Hoành đưa tay lên miệng nàng, Tuyết Phương Phi không nhìn được nữa cắn rất mạnh. Khương Cảnh Duệ nói chuyện với con rùa nhỏ của mình, hy vọng Tuyết Phương Phi sẽ đánh bại Khương Nhược Giao. Liễu Nhứ bất kể vết thương trên tay của nàng Văn Kim đang rất đau mà muốn đến xem Tuyết Phương Phi thi đấu. Quý Thục Nhiên giúp Khương Nhược Giao thay y phục, nói với nàng rằng việc này bà đã sắp xếp ổn thỏa, hy vọng nàng không làm bà phải thất vọng. Trong sòng cá cược, đại đa số cá rằng Lý Gia công tử sẽ thắng, ai nấy đều cho rằng Tuyết Phương Phi không thể lội ngược dòng. Khương Cảnh Duệ lo lắng có người sẽ giở trò, Tuyết Phương Phi lại nói rằng không ai dám hành động gì trước mặt bao nhiêu người vậy đâu. Khảo quan bố danh sách thi đấu, Tuyết Phương Phi được xếp thi sau Khương Nhược Giao. Khảo quan giới thiệu năm giám khảo ngoài nàng ra, còn có Kinh Hồng Tiên Tử, nhạc sư cung đình Miên Cư, Thẩm Ngọc Dung. Có một người khác hành tung bất định, khảo quan cũng không có ý định đợi hắn. Tiêu Hoành một thân đồ đỏ xuất hiện, hắn cũng là một trong những vị giám khảo, mọi người đều bất ngờ. Đến lượt Khương Nhược Giao, nàng ta vừa đàn ra âm đầu tiên, Tuyết Phương Phi đã nhận ra đó là Nhạn Lạc Bình Sa. Lưu Như đoán rằng Kinh Hồng Tiên Tử đã âm thầm nhắc khéo cho Khương Nhược Giao bài khó nhất này cũng chính là bài khúc khiến Cảnh Hồng Tiên Tử nổi tiếng. Miên Cư cũng đánh giá rất cao và khen ngợi quan niệm nghệ thuật độc đáo mà Khương Nhược Giao đang chơi. Hay hơn cả Kinh Hồng Tiên Tử, Tuyết Phương Phi đứng sau Khương Nhược Giao và Lý Liêm cho rằng nàng ấy chắc chắn sẽ thua. Tuyết Phương Phi lên đài trầm tư một hồi lâu, mọi người bên dưới bắt đầu luyên thuyên rằng nàng không biết chơi đàn tranh. Tuyết Phương Phi nhớ lại phụ thân đã từng tặng cho nàng một cây đàn đàn tranh, nàng cảm thương ngừng lại. Lúc nàng bình tĩnh lại và chơi đàn, tiếng nhạc ban đầu nghe có vẻ đơn điệu và nhỏ nhẹ, không ai có thể hiểu được bài khúc nàng đang chơi nó đến từ đâu. Miên Cư lúc đi ngao du tứ phương có từng nghe bài Phương Phi Lạc Tận Lê Hoa Bạch này và nhận định rằng đó là một điệu khúc ngắn không được ưa chuộng. Nhưng khi nghe đến đoạn điệp khúc, ông ấy liền rơi vào trầm tư. Style nghệ thuật trong cách chơi đàn của Tuyết Phương Phi khiến tất cả những người có mặt tại đây đều cảm thấy buồn bã. Thẩm Ngọc Dung nhìn thấy nàng liền nghĩ đến người vợ đã khuất của mình. Tiêu Hoành bên cạnh nhìn vẻ mặt của hắn ta có gì đó không ổn. Tuyết Phương Phi chơi hết mình, ngón tay đã cào ra những vết phồng rộp, ra cả máu nhưng nàng vẫn đắm chìm trong đó. Lý Liêm không cầm được nước mắt, Mạnh Hồng Cẩm cũng bị sốc. Miên Cư nghe hết bài hát và khi biết Tuyết Phương Phi đã tự sáng chế lại bản nhạc này không nói nên lời. Ông khen ngợi nàng hậu sinh khả úy, sau đó dành phiếu của mình cho Tuyết Phương Phi. Miên Cư tưởng rằng mọi người đều có cùng ý kiến với mình. Nhưng ông không ngờ rằng cả Kinh Hồng Tiên Tử và khảo quan đều bỏ phiếu cho Khương Nhược Giao. Điều này khiến Miên Cư rất tức giận, cho rằng khảo quan đã bị mua chuộc. Tiêu Hoành đã bầu chọn Tuyết Phương Phi và chúc nàng ấy báo được thù và có một tiền đồ rộng mở. Người bỏ phiếu quan trọng nhất là Thẩm Ngọc Dung, hắn nhớ tới người vợ quá cố của mình đã bán cây đàn đàn tranh yêu quý nhất để đổi lấy sự nghiệp của hắn. Tiêu Hằng bên cạnh nói thêm vào mấy câu, Thẩm Ngọc Dung cuối cùng cũng bỏ phiếu bầu cho Tuyết Phương Phi. Lý Liêm trực tiếp bị dọa cho ngất, Chu Diên Bang lại tiếp cận Tuyết Phương Phi nhắc về chuyện đính hôn, nhưng Tuyết Phương Phi từ chối và cảnh này đã bị người khác nhìn thấy. Kết quả của cuộc thi được công bố, đội của Tuyết Phương Phi đã giành chiến thắng, danh tiếng của nàng lan rộng khắp cả kinh thành. Trong chiều, mọi người đều chúc mừng Khương Nguyên Bách có được một nữ tử ưu tú. Khương Nguyên Bách không thèm tính toán so đo với Lý Trọng Nam, chỉ bảo ông ta sau này đừng cho tiền Lý Liêm đi cá cược nữa. Lý Trọng Nam tức giận và nói rằng con trai ông sẽ không thất hứa. Vì vậy Khương Nguyên Bách cũng giả vờ bắt con trai nhớ thực hiện lời hứa xuất ra. Sau khi Khương Nhược Giao trở về nhà, nàng nhốt mình trong phòng đập phá đồ đạc. Tôn Ma Ma không thể thuyết phục nàng, xung quanh đều truyền tai nhau tin đồn rằng Chu Diên Bang sẽ hủy bỏ hôn ước. Quý Thục Nhiên dạy Khương Nhược Giao rằng nàng không thể mất bình tĩnh. Nàng ta liền phản ứng ngay lập tức và nghi ngờ rằng Tuyết Phương Phi không phải là Khương Lê. Trinh Nữ Đường không thể dạy nàng chơi đàn tranh, bảo Tôn Ma Ma đi hỏi đường của cũ đang bị nhốt trong nhà giam về tình hình. Vợ chồng Khương Nguyên Bình gửi một chậu cây đến cho Tuyết Phương Phi, cảm ơn nàng đã chỉ Khương Cảnh Duệ chơi cờ và cho hắn cơ hội được gặp hoàng thượng. Khương Cảnh Duệ một mực cho rằng bản thân có thiên phú, Lưu Thị rất biết ơn Tuyết Phương Phi và chéo ngược dạy cho Khương Cảnh Duệ thế nào gọi là cảm ơn, thế mà lại bị chật khớp. Khương Cảnh Duệ kéo Tuyết Phương Phi sang một bên và hỏi nàng ấy về việc thay đổi hôn ước của Chu Diên Bang. Có tin đồn rằng Ninh Viễn Hầu đã đặc biệt cấm túc Chu Diên Bang, không muốn làm lớn chuyện. Khương Cảnh Duệ chọc ngoáy Chu Diên Bang rằng hắn ta xứng đáng với điều đó. Khi Khương Lê được đưa đến Trinh Nữ Đường, hắn ta là người đầu tiên đòi đổi hôn ước. Khương Nguyên Bách đi ngang qua trong sân, nhìn thấy vợ chồng Giang Văn Bình đang xoa bóp eo cho nhau, ông tưởng rằng họ đang tán tỉnh, nhưng chính bản thân ông cũng không cẩn thận bị chật khớp eo. Tuyết Phương Phi xuất hiện, Khương Nguyên Bách thấy nàng giành chiến thắng trong kỳ thi thường niên đó thì rất vui vẻ tán dương. Tuyết Phương Phi nói rằng nàng học đàn tranh ô Trinh Nữ Đường, ở đó cao thủ nhiều như mây, nàng biết ông Văn Kim hoài nghi, Khương Nguyên Bách đã nhắc đến Chu Diên Bang và muốn hỏi ý kiến của nàng về việc đính hôn. Tuyết Phương Phi nói rằng nàng không thích Chu Diên Bang và nàng cũng đã thẳng thắn từ chối. Khương Nguyên Bách vui mừng, muốn tổ chức tiệc mừng cho Tuyết Phương Phi. Sau đó, Đồng Nhi chúc mừng Tuyết Phương Phi, nghĩ rằng Khương Lê trên thiên đường sẽ cảm thấy mãn nguyện, Tuyết Phương Phi không dám xem nhẹ. Nàng ấy đoán chắc rằng đoạn đường phía trước còn có nhiều điều nguy hiểm gập ghềnh hơn nữa. Lý Trọng Nam tàn nhẫn yêu cầu Lý Liêm thực hiện vụ cá cược của mình, nếu không sẽ mặc kệ hắn ta. Lý Liêm ra sức cầu xin nhưng Lý Trọng Nam không chút động lòng. Lý Cảnh đoán được tâm tư của Lý Trọng Nam, hắn biết rằng cha mình đang bán mạng cho sự nghiệp của Uyển Ninh và Thành Vương, cho dù phải lấy Lý Liêm làm cái giả phải trả. Lý Cảnh đề nghị trực tiếp đối phó với Diệp gia ở Lục Dương.
và Lý Trọng Nam giao việc này cho hắn. Lệ Phi biết được Tiết Phương Phi rất lợi hại, Quý Thục Nhiên đã tìm đến bà ta để nghĩ biện pháp đối phó. Bà ta đã nghi ngờ thân phận của Tiết Phương Phi. Tôn Ma Ma đã tìm đến đường chủ trước đó, người này xác nhận Tiết Phương Phi chính là Khương Lê. Quý Thục Nhiên không còn hoài nghi nữa, chỉ cho rằng Tiết Phương Phi trong lòng quỷ kế đa đoan mà thôi. Lệ Phi đưa cho bà ta một chủ ý, rằng mượn cơ hội lúc Tiết Phương Phi tiến cung gặp hoàng thượng làm hỏng danh tiếng của nàng ấy. Khương lão phu nhân mua y phục mới cho Tiết Phương Phi, bà đã đích thân lựa chọn chất liệu lụa xanh và bạch ngọc để bộ váy của nàng trở nên thanh nhã và quý phái nhất có thể. Khương lão phu nhân rất hài lòng, bà cho rằng Tiết Phương Phi và Diệp Chân Chân có phong thái tương tự nhau, vừa nhìn liền biết là khuê tú của các danh môn. Ngoài ra bà còn dặn này hãy chăm sóc chiếu cố đến các tỷ muội, đừng để trong lòng phải chịu ủy khuất. Khương Nhược Giao cắt nát bộ y phục, một khi đã trở thành kẻ thua cuộc nàng không muốn vào cung, nàng ta nhận định rằng mẫu thân đã sai khi cho nàng học đàn tranh. Quý Thục Nhiên rất tức giận, suýt chút nữa tát vào mặt Khương Nhược Giao, bà trách mắng Khương Nhược Giao không biết chấp nhận thất bại, bảo nàng nhất định phải vào cung, nếu không sẽ không nhận nàng là con gái. Đồng Nhi không biết hành động tiếp theo của Tiết Phương Phi là gì, Tiết Phương Phi quyết định dùng Thẩm Ngọc Dung để dụ người đó ra khỏi hang. Nàng nghi ngờ rằng đối phương là nữ nhân có quyền có thế, thèm muốn vị trí phu nhân trạng nguyên của Thẩm Ngọc Dung. Diệp Thế Kiệt đi ngang qua Khương gia, nhìn thấy Tiết Phương Phi thì có hơi rung động. Hắn đề nghị đưa Tiết Phương Phi cùng vào cung. Tiết Phương Phi không làm phiền hắn và chuẩn bị nói trong nhà chuẩn bị xe ngựa. Khương Cảnh Duệ đột nhiên xuất hiện, hét lên muốn đi cùng Diệp Thế Kiệt và kéo Tiết Phương Phi cùng lên xe ngựa. Trên đường đi, Khương Cảnh Duệ nhìn thấy Diệp Thế Kiệt cứ nhìn theo Tiết Phương Phi và cười nói đùa rằng hắn đã phải lòng Tiết Phương Phi. Diệp Thế Kiệt căng thẳng, kết quả Khương Cảnh Duệ lại nói rằng hắn phải lòng tơ lụa trên bộ y phục của Tiết Phương Phi. Ba người chạy nguyên ngày trời, cuối cùng nửa đêm cũng đến được hoàng cung. Tiết Phương Phi đứng ở cửa cung, nhớ tới lúc trước đưa Thẩm Ngọc Dung đỗ trạng nguyên cao trung tiến cung, nàng không theo hắn vào cung gặp hoàng thượng mà chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn tiến vào cung. Lúc này nàng đang đứng ở cửa hoàng cung trầm tư. Liễu Nhứ cũng đến, bốn người cùng nhau tiến vào hoàng cung. Chu Diên Bang gọi Khương Nhược Giao, nhưng Khương Nhược Giao tỏ vẻ nóng nảy và phớt lờ hắn ta. Hồng Hiếu Đế và Sủng Phi cũng có mặt, một số người bàn luận rằng Lệ Phi từng là phi tần của tiên đế, sau khi tiên đế băng hà lại yêu đương với Hồng Hiếu Đế, bởi vậy mới có hàm tước Lệ Phi như hiện tại. Người đứng đầu cuộc thi hàng năm đứng ra trước mặt Hồng Hiếu Đế. Hoàng thượng phong cho Diệp Thế Kiệt nhậm chức hộ bộ viên ngoại lang, ban cho bốn người vàng bạc châu báu. Tiết Phương Phi mạnh dạn từ chối vàng bạc châu báu, nay bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài hoa của Thẩm Ngọc Dung, đồng thời xin hoàng thượng cho Thẩm Ngọc Dung chỉ dẫn mình học hành. Hồng Hiếu Đế cũng đã đồng ý. Hát múa một lúc, Lệ Phi uống say xin phép Hồng Hiếu Đế cùng bà rời đi. Tiết Phương Phi đã chủ động tìm Thẩm Ngọc Dung và nhắc đến người vợ đã khuất của hắn ta. Uyển Ninh lúc này cũng đã đến, nhìn thấy diện mạo của Khương Lê, nàng rất kinh ngạc, trực tiếp nói nàng thật giống như thê tử quá cố của Thẩm Ngọc Dung. Tiết Phương Phi nhìn thấy Uyển Ninh, đoán được nàng ta chính là người đứng sau giật dây. Uyển Ninh đề nghị kiểm tra khả năng bắn cung của người giành giải nhất. Nàng muốn tìm mục tiêu cho Tiết Phương Phi và chỉ thẳng vào Lý Cảnh. Thẩm Ngọc Dung tiến lên nói mình sẽ là mục tiêu, mong Uyển Ninh có thể bớt tức giận. Uyển Ninh càng tức giận hơn, đổi cung thuật thành mũi tên thật để Tiết Phương Phi phóng vào chai rượu trên đầu Thẩm Ngọc Dung. Tiết Phương Phi nhìn thấy bình rượu trên ngực Uyển Ninh và xác thực rằng nó là do Thẩm Ngọc Dung từng tặng cho nàng. Nàng không thương tiếc chĩa mũi tên vào Thẩm Ngọc Dung và dần dần kéo cung. Thẩm Ngọc Dung nâng bình rượu lên, không dám làm trái ý Uyển Ninh. Tiết Phương Phi không thương tiếc bắn cung tên về phía hắn. Đột nhiên, cung tiễn bắn ra bị một chiếc quạt xếp chặn. Tiêu Hoành bước tới, đầu mũi tên chỉ làm xước một chút cánh tay Thẩm Ngọc Dung. Uyển Ninh không vui khi bị Tiêu Hoành làm cụt hứng, bày tỏ muốn cáo trạng lên Thành Vương. Tiết Phương Phi giả vờ bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng nàng ấy đang vô cùng hoảng loạn. Tiết Phương Phi một mình đi ra ngoài hít thở không khí. Vừa nghĩ tới Uyển Ninh chính là kẻ đứng sau, nàng liền không khỏi lại sợ hãi, suýt chút nữa thì ngã xuống. May mắn được Diệp Thế Kiệt kịp thời xuất hiện đỡ nàng. Tiết Phương Phi đề nghị quay lại chỗ ngồi vì nàng sợ ở một mình với Diệp Thế Kiệt sẽ gặp rắc rối. Đột nhiên có một người đi ngang qua nhét vào tay nàng một tờ giấy. Tiết Phương Phi mở ra thì thấy chính Chu Diên Bang hẹn nàng gặp ở Mẫn Tú Các. Khương Nhược Giao ra hiệu cho nha hoàn rót rượu cho Tiết Phương Phi, sau đó thì bảo Khương Ngọc Nga công lý chúc mừng Tiết Phương Phi và cố tình chuốc nàng say. Tiết Phương Phi đột nhiên cảm thấy choáng váng, đúng y tâm kế của Khương Nhược Giao. Sau khi Tiết Phương Phi choáng váng ngất đi, Khương Ngọc Nga đã đỡ Tiết Phương Phi vào phòng. Tờ giấy lúc nãy của Tiết Phương Phi nhận được vô tình rơi xuống đất. Khi Khương Ngọc Nga nhặt nó lên xem xét, nàng ta tưởng rằng Tiết Phương Phi và Chu Diên Bang tư tình hẹn hò riêng. Sau khi Khương Ngọc Nga rời đi, Tiết Phương Phi ngay lập tức tỉnh dậy, nàng biết đây là một cái bẫy nên đã giả bộ ngất xỉu. Diệp Thế Kiệt nhìn thấy cá rồng lẫn lộn, giả vờ uống say và bị thái giám đưa vào phòng của Tiết Phương Phi. Tiết Phương Phi đã chuẩn bị chiếc châm cài tóc bạc và chuẩn bị chớp thời cơ hành động. Phát hiện Diệp Thế Kiệt đã tỉnh lại, nàng liền nói cho hắn biết đã bị tính kế, có người muốn một hòn đá giết hai con chim, hủy hoại danh tiếng của Tiết Phương Phi và sự nghiệp của Diệp Thế Kiệt. Hai người bàn nhau rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó và tự mình tìm chỗ trốn. Chu Diên Bang cố ý giảm để phòng tối mịt tối mờ, chờ Tiết Phương Phi đến để xâm chiếm, nhưng không ngờ đó lại là Khương Ngọc Nga. Khương Ngọc Nga cố tình lợi dụng tình thế và chủ động đáp trả sự khiêu khích của Chu Diên Bang. Chu Diên Bang cho rằng đó là Tiết Phương Phi liền ôm nàng lên giường. Tiết Phương Phi bị lạc và gặp Tiêu Hoành. Tiêu Hoành hỏi nàng tại sao lại giết Thẩm Ngọc Dung, hắn cũng nhắc nhở rằng hành động đó của nàng là quá bốc đồng. Mũi tên uất hận đó sẽ thu hút sự chú ý của người khác hoài nghi thân phận của nàng, thế nhưng vẫn trong bóng tối giúp đỡ nàng.
Tiết Phương Phi muốn biết mối quan hệ giữa Thẩm Ngọc Dung và Uyển Ninh, nàng ấy nói rằng chính mình phải liều mạng để biết được chân tướng sự thật. Khương Nhược Sao tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng, mời các tỷ muội khác cùng đi ngắm trăng. Cô ý đi đến căn phòng của Tiết Phương Phi, nhưng không thấy ai cả, lại đi đến phòng khác tìm. Khi họ đi đến mẫu tú các, Khương Nhược Sao đẩy cửa ra và thấy y phục lộn xộn trên sàn. Nàng cố tình gọi nhị tỷ, nhưng ngoài sự liệu lại nhìn thấy Chu Diên Bang và Khương Ngọc Nga đang ngủ cùng nhau. Chu Diên Bang phát hiện mình ngủ với nhầm người, Khương Nhược Sao tức giận đến mức đánh Khương Ngọc Nga, đập mặt nàng ta xuống bàn khiến khuôn mặt bị hủy dung. Dương Thị thương xót Khương Ngọc Nga, Khương Nguyên Hưng không dám lên tiếng. Khương Ngọc Nga quyết tâm muốn gả cho Chu Diên Bang, nàng trách phụ mẫu nàng không có chủ mưu tính kế cho nàng. Khương Nguyên Hưng chỉ là con thứ nên không dám lên tiếng, sợ Quý Thư Nhiên gây phiền toái cho mình. Dương Thị đề nghị muốn đối phó với Tiết Phương Phi, để nàng ấy thành kẻ thù chung của cả Khương Nhược Giao và Khương Ngọc Nga. Khương Nhược Giao tức giận vì Chu Diên Bang bị người khác quyến rũ, nàng cho đây chính là quả báo của Quý Thục Nhiên. Đáng lẽ nàng không nên đồng ý với bà để đi hủy hoại Tiết Phương Phi. Khương gia và những người khác đến gặp Khương lão phu nhân để xin ý kiến. Khương Ngọc Nga cáo trạng với bà rằng nàng là bị Tiết Phương Phi đã gài bẫy, muốn chuyện này đổi trắng thành đen. Tiết Phương Phi được gọi đến để hỏi chuyện, nàng ấy đã nói sự thật về những gì đã xảy ra trong đêm đó. Khương Nhược Giao và Khương Ngọc Nga đã chĩa mũi nhọn vào Tiết Phương Phi, nhưng Tiết Phương Phi vẫn im lặng không nói một lời. Khương lão phu nhân thập phần tức giận, nhìn thấy tỷ muội trong nhà làm tổn thương lẫn nhau, bảo bọn họ đừng nói nữa và quay về đi. Bà chỉ giữ mình Tiết Phương Phi lại, hỏi nàng tình hình thực hư là như thế nào. Tiết Phương Phi nói rằng nàng ấy không giấu giếm điều gì và Khương lão phu nhân đã công bằng xử trí. Trừng bại hai tỷ muội kia chéo kinh, Khương Nguyên Bách đưa thư hôn đến Ninh Viễn Hầu. Ninh Viễn Hầu tức giận trách mắng Chu Diên Bang và bảo hắn ta bắt buộc phải cưới Khương Ngọc Nga. Chu Diên Bang không tình nguyện, cũng không làm gì lại với Ninh Viễn Hầu. Lệ Phi biết chuyện này coi như toang, đổ trách nhiệm cho Quý Thục Nhiên đã không làm tốt việc. Chính bà là người đã giải quyết ổn thỏa mọi việc trước mặt Hồng Hiếu Đế. Quý Thục Nhiên nghe ngóng được bà ta đang mang thai, chuẩn bị đi chùa cầu nguyện. Quý Thục Nhiên đưa ra một chủ ý, muốn đối phó Tiết Phương Phi. Hồng Hiếu Đế cho rằng Tiêu Hoành không nên xảy ra mâu thuẫn với Uyển Ninh trưởng công chúa. Hoàng thượng lo lắng Uyển Ninh sẽ giết chết hắn, nhưng Tiêu Hoành nói rằng bản thân sẽ cẩn thận. Hồng Hiếu Đế sợ sau khi Tiêu Hoành chết, xung quanh hắn sẽ không còn người nào đáng để tin cậy. Uyển Ninh đích thân viết một mảnh giấy, bảo nha hoàn Mai Hương gửi tới cho Lý gia. Nội dung bên trên chỉ viết ngắn gọn lập tức giết. Theo tình báo trước mắt, đường chủ của Trinh Nữ Đường lại bị giam ở Huệ Thành, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. Uyển Ninh buộc tội Thẩm Ngọc Dung đã làm hỏng kệ đỡ của mình. Thẩm Ngọc Dung cho rằng đây là bữa tiệc hoàng thượng mở ra và không nên động thủ với các học sinh, hắn cho rằng hành vi của Uyển Ninh là mất thể diện. Uyển Ninh tức giận đến mức đánh Thẩm Ngọc Dung, vô tình chạm vào vết thương của hắn, nàng cảm thấy đau lòng và cho gọi người đến thăm khám. Thẩm Ngọc Dung bảo nàng đừng vì Khương Lê mà làm bản thân phải rơi vào thế xấu hổ. Hắn ta rất chắc chắn rằng mình đã giết Tiết Phương Phi. Uyển Ninh mặc dù còn nghi ngờ Khương Lê nhưng lại cảm thấy có lỗi với Thẩm Ngọc Dung, nói rằng ban đêm sẽ không trừng phạt hắn quỳ nữa, muốn tự mình trả người cho hắn. Lệ Phi đề nghị đi chùa Thái Tượng bái Phật, cố ý nói rằng mình muốn đến nơi mà Hạ Thái Hậu từng đến. Hồng Hiếu Đế khen Lệ Phi có lòng, hắn rất nhớ bánh bao nếp cẩm Lệ Phi làm, có thể so sánh ngang với tay nghề của Hạ Thái Hậu. Khương Cảnh Duệ nghe được chuyện xảy ra ở Vãn Phong Đường thì lo lắng Tiết Phương Phi tâm tình không tốt nên đã mang bánh ngọt đến cho nàng. Tiết Phương Phi biết mình hiện đang có mâu thuẫn với Khương gia tỷ muội, vì vậy để tránh thị phi nàng quyết định đến Diệp gia ở Lục Dương để tìm người thân. Khương Cảnh Duệ hết sức ủng hộ, tin rằng Diệp gia ở Lục Dương giàu có như đất nước, hy vọng nàng có thể lấy lại hảo cảm với Diệp gia. Nhưng Khương Nhược Duệ cũng lo lắng rằng việc nàng đến Lục Dương sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng ở kinh thành. Tiết Phương Phi nhìn thấy Khương Cảnh Duệ thích Liễu Nhứ, Khương Cảnh Duệ ngượng ngùng và xấu hổ. Tiêu Hoành nghe ngóng những hành động của Lệ Phi, lòng tốt nhắc nhở Tiết Phương Phi rằng Lệ Phi là phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất, đồng thời hỏi nàng bước đi tiếp theo sẽ như thế nào. Tiết Phương Phi thẳng thắn nói rằng nàng sẽ tránh xa những mũi nhọn sắc bén thị phi, không muốn vội vàng một lúc nhất thời. Đồng Nhi lo lắng Tiết Phương Phi một mình đến Diệp gia sẽ chịu nhiều ủy khuất, Tiết Phương Phi bày tỏ rằng nàng cũng có tâm sư riêng của mình. Ngoài việc muốn lấy lại được sự tha thứ từ Diệp gia dành cho Khương Lê, nàng cũng muốn đến Hoài Hương quê nhà để thăm Tiết gia. Trong dịp Trung thu, bốn người tụ tập với nhau, Diệp Thế Kiệt muốn đi cùng nhị thúc vừa mới đến kinh thành là Diệp Minh Hiên, Liễu Nhứ không vui và Khương Cảnh Duệ vốn Diệp Thế Kiệt bao họ ăn chầu này. Diệp Minh Hiên đến kinh thành để bàn chuyện làm ăn, Tiết Phương Phi đã chủ động nhận người thân và hy vọng có thể theo Diệp Minh Hiên trở lại Lục Dương để thăm thú, nàng ấy đã mời họ đến Khương gia. Diệp Minh Xuyên lo lắng làm như vậy có hơi hấp tấp, Tiết Phương Phi cảm thấy áy náy về những gì đã xảy ra lúc nhỏ. Vì vậy nói rằng sẽ giúp Diệp Minh Hiên nói những lời tốt đẹp trước mặt Khương Nguyên Bách. Diệp Thế Kiệt cảm thấy Tiết Phương Phi đột nhiên muốn quay lại Lục Dương. Hắn biết nàng đang gặp xích mích trong nội bộ Khương gia và đáp ứng sẽ bảo vệ nàng với tư cách là biểu ca. Tiêu Hoành tiếp tục xem kịch, Văn Kỷ lo lắng tính mạng của mình gặp nguy hiểm. Tiêu Hoành nhìn thấy Tiết Phương Phi, bảo nàng đứng ra che chắn cho hắn xem kịch. Tiết Phương Phi có chút hiểu biết về kịch kỹ và nói rằng nàng ấy có thể giúp đỡ, nhưng muốn dùng lần xem kịch này để giảm bớt một ân tình. Sau khi màn trình diễn của Tiêu Đào Hồng kết thúc, nhân lúc Tiêu Hoành bước vào, nàng ấy đã ra hiệu cho sát thủ đến ám sát hắn. Tiêu Hoành chống lại ba người và đẩy Tiết Phương Phi ra. Vào thời điểm quan trọng, Tiết Phương Phi chặn một thanh kiếm cho Tiêu Hoành, khiến chính mình bị thương ở tay. Tiểu Đào Hồng bị Văn Kỷ và những người khác bắt được.
Tiêu Hoành muốn điều tra ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Tiêu Hoành đích thân thẩm vấn Tiêu Đào Hồng và phát hiện ra rằng nàng chiêu mộ binh lính và ngựa cho Thành Vương là vì muốn trở thành vương phi. Tiêu Hoành cố ý dọa hủy dung nhan của nàng. Hắn biết được Thành Vương ở Lục Dương đã bố trí huấn luyện sát thủ, muốn đích thân đi điều tra. Khương Nguyên Bách không đồng ý cho Tiết Phương Phi đi Lục Dương. Ông nói rằng Lệ Phi sắp hạ lệnh cho nàng đi bái Phật rồi. Khương lão phu nhân liền đứng ra đồng ý hộ luôn. Khương Nguyên Bách cũng không dám nói thêm. Sau đó, Khương lão phu nhân ám chỉ Khương Nguyên Bách rằng ông không nên thiên vị. Bà biết Quý Thục Nhiên động cơ riêng và muốn rằng Khương Nguyên Bách hãy suy xét mọi chuyện cẩn thận. Kể từ khi hôn ước của Khương Nhược Giao và Chu Diên Bang bị hủy bỏ, trong lòng nàng ta chỉ nghĩ đến Chu Diên Bang. Quý Thục Dương sắp xếp cho nàng ta một hôn sự khác. Tích Phương Phi chuẩn bị đi Lục Dương cùng với Diệp Minh Hiên. Khương Cảnh Duệ và Liễu Nhứ đã mang bánh đến cho nàng. Khi Tích Phương Phi đến Lục Dương, Diệp Minh Hiên thấy trong nhà không có ai bèn sắp xếp cho nàng ở khách phòng rồi ra ngoài làm việc. Chị dâu Diệp sau khi trở về tưởng Tích Phương Phi là hồ ly tinh, muốn dạy dỗ cho nàng một bài học, đến phòng lại không thấy ai. Văn Kỳ nghe ngóng được quản gia tâm phúc của Thành Vương Sở Lam, hắn ta có một tri kỷ là người đứng đầu Tích Hoa Lâu Ô Lan, mà Lý Gia thông qua Diệp Thế Kiết để Diệp gia mắc bẫy. Tích Phương Phi hỏi tung tích của Quỳnh Chi và được biết nàng ấy đã trở thành vương bài của Thanh Lâu. Tích Phương Phi muốn tìm nàng ấy để nghe ngóng tình hình Tiết gia, bởi vì ý trung nhân trong lòng nàng ấy chính là đệ đệ của nàng Tiết Chiêu. Tiêu Hoành cùng lúc đó cũng đến Thanh Lâu, vốn tưởng rằng người mình gặp được là Ô Lan, lại cùng với người trong phòng đánh nhau một trận gà bay chó sụa. Tích Phương Phi tìm thấy Quỳnh Chi, biết được người trong lòng của nàng ấy là Tiết Chiêu, những ký ức lúc trước hiện về trong đầu. Năm đó, phụ thân của Quỳnh Chi mắc nợ, chủ nợ đến đòi cướp nàng thôn nữ. Tiết Chiêu trên đường thấy bất bình liền cứu Quỳnh Chi và cũng vì thế mà bị thương. Bảo đảm rằng mỗi tháng 5 ngày sẽ đến bảo vệ nàng Chu Toàn, hai người cũng vì vậy mà sinh tình. Nhưng sau này Tiết Chiêu không còn xuất hiện nữa, Quỳnh Chi bị bọn xấu xa đem đi bán. Tiết Phương Phi nhờ nàng ấy giúp mình nghe ngóng nguyên nhân cái chết của Tiết Hoài Viễn. Quỳnh Chi biết được Tiết Chiêu đã chết, lấy ra tấm bản đồ do Tiết Chiêu để lại cho nàng lần gặp lần trước, đồng ý sẽ giúp Tiết Phương Phi. Ô Lan chớp thời cơ kéo rách y phục của Tiêu Hoành, ngược lại bị Tiêu Hoành cho ăn cổ trùng Nam Cương và cho nàng ta hai lựa chọn, hoặc là tìm Sở Lam cáo mật hoặc hợp lực với hắn ta để hạ gục Sở Lam. Tiêu Hoành rời đi, tình cờ gặp được Tiết Phương Phi. Tiết Phương Phi tưởng rằng hắn lại theo dõi nàng, nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn choàng Ô Lan lộ ra, nàng đã nhầm tưởng Tiêu Hoành là khách làng chơi. Khi Diệp Gia Nhi đi làm về, nàng thấy mẫu thân mình đang khóc, còn định treo cổ tự tử. Từ Lý Ma Ma mới biết Diệp Minh Hiên có hồ ly tinh bên ngoài. Nàng nhanh chóng vội đi tìm Diệp Minh Hiên để chất vấn. Diệp Minh Hiên nói với nàng rằng đó là thân thích của nàng tên là Khương Lê. Diệp Gia Nhi không muốn nhận biểu muội Khương Lê này, nàng ta cho rằng người này đến đây là lấy lòng Diệp gia. Diệp Minh Hiên đề nghị rút thăm, ai rút được sẽ đi đón Khương Lê. Diệp Gia Nhi rất không tình nguyện rút chúng. Diệp Gia Nhi mới sáng sớm đã gọi Tiết Phương Phi, sắp xếp một chuyến đi trong ngày cho nàng ấy và háo hức muốn giúp nàng ấy thay đổi trang điểm. Tiết Phương Phi vẫn chưa tỉnh dậy, Đồng Nhi chưa kịp từ chối thì Diệp Gia Nhi đã xông vào phòng. Tiết Phương Phi biết nàng ta bị buộc làm nhưng việc này, bày tỏ rằng sẽ ở trước mặt trưởng bối khen nàng lo liệu chu toàn. Thấy Tiết Phương Phi dễ nói chuyện, Diệp Gia Nhi chuẩn bị xe ngựa cho nàng ấy tự đi thăm thú. Tiết Phương Phi đề nghị đến cửa hàng của Diệp gia xem thử. Diệp Gia Nhi đưa Tiết Phương Phi đến cửa hàng của nhà nàng thì nhìn thấy Tam Thúc là Diệp Minh Dục vô lý gây nháo đòi trưởng quỹ cho vay. Diệp Gia Nhi từ chối cho hắn ta vay và bảo hắn ta hãy trả hết số nợ trước đó. Diệp Minh Dục muốn cáo trạng với Khương lão phu nhân, ngồi dưới đất ăn vạ không thèm đi. Tiết Phương Phi ra mặt gọi Diệp Minh Dục, hắn ta biết nàng chính là Khương Lê. Hắn nhớ rằng lúc Diệp Chân Chân qua đời, hắn đã quỳ lạy và cầu xin mẫu thân mình đem Diệp Chân Chân và con gái của nàng ấy về, nhưng đã bị từ chối. Nghĩ đến quá khứ không tự chủ được mà bị thương, nhìn thấy Khương Lê, Diệp Minh Dục thôi không nháo đòi tiền nữa. Thấy Tích Phương Phi rất có năng lực, Diệp Gia Nhi đề nghị may y phục mới cho nàng, bỗng nhiên có người tới đòi trả lại y phục. Tích Phương Phi cảm thấy việc kinh thanh anh của Diệp gia có gì đó không ổn và tận mắt chứng kiến Chu huyện lệnh của Đông Phủ Doãn đã dẫn người tới bắt Diệp Minh Hiên đi. Diệp Minh Hiên dặn dò vợ mình và yêu cầu nàng tạm thời không nói cho Diệp phu nhân biết. Ô Lan nói với Tiêu Hoành về hành tung của Sở Lam. Tiêu Hoành đưa cho nàng ta thuốc giải độc, nhưng nàng ta lại bảo Tiêu Hoành phải đút cho nàng ta ăn, bị từ chối thẳng thừng. Văn Kỷ chê cười Tiêu Hoành có trái đào hoa. Lục Ký thông báo cho Tiêu Hoành về việc Đông Chi Dương xông vào Diệp gia. Tiêu Hoành tạm thời không can thiệp, hắn biết Đông Chi Dương là đang làm cho Lý Trọng Nam nhìn thấy, chỉ bảo bọn họ tiếp tục theo dõi. Tích Phương Phi cùng Diệp Gia Nhi thức khuya chờ tin tức về Diệp Minh Hiên. Từ một người hỏa kế được sai đến đưa tin mới biết, Đồng Phủ không ai dám thu tiền và cũng không ai thẩm vấn Diệp Minh Hiên. Tích Phương Phi đoán rằng Đồng Phủ đang muốn chờ giá cao, muốn chờ Diệp gia dâng lên toàn bộ gia sản. Mà ở đằng sau có người giật dây, nàng đem chuyện Diệp Thế Kiệt ở kinh thành được chiêu mộ kể ra, cho rằng người đứng đằng sau muốn thông qua Diệp gia để hãm hại Diệp Thế Kiệt. Nàng bảo Diệp phu nhân bán hãy bình tĩnh và đừng tự mình hành động. Tích Phương Phi hỏi về vải cổ hương, Diệp Gia Nhi nói thật rằng mọi người đang đồn rằng có người chết khi mặc vải cổ hương. Vải cổ hương là hàng độc nhất của tiệm dệt Diệp gia. Diệp Minh Hiên cử người đến điều tra sự việc và cuối cùng tìm ra một lô vải cổ hương có vấn đề. Diệp Gia Nhi lo lắng những người đứng sau sẽ không bỏ qua chuyện này. Nàng chỉ giỏi kinh thanh anh và không hiểu mấy cái quan chức. Tích Phương Phi khuyên nàng không nên lùi bước, hỏa kế vội vàng đến báo rằng có người đã đập lệ chính đường, mắng họ bán vải cổ hương bị lỗi và gào thét lên rằng muốn bọn họ giết người đền mạng. Diệp Gia Nhi ra mặt để xoa dịu quần chúng, Chu huyện lệnh lại muốn bất công đi.
Thấy tình hình không ổn, Tích Phương Phi đứng ra để lộ thân phận Khương gia của mình, nói rằng nàng cũng đang mặc vải cổ hương và không hề có vấn đề gì. Lý Cảnh phát hiện ra Tiêu Hoành đang đi theo mình liền mời hắn cùng mình xem kịch hay. Lý Cảnh cười nhạo Tích Phương Phi vì đã tiết lộ thân phận Khương gia, e rằng nàng sẽ bị cho là đang bao che cho Diệp gia. Những kẻ gây rối không tin thân phận Khương gia của Tích Phương Phi, còn cho rằng hai nhà quan chứa Diệp Khương đang thông đồng cấu kết với nhau. Tích Phương Phi cho rằng việc xúc phạm các trọng thần trong triều đình là trọng tội, chất vấn Chu huyện lệnh bắt người vô cớ. Chu huyện lệnh chỉ tay ngược lại và nói bản thân chỉ là đang bắt người để thẩm vấn, khẳng định là bọn họ Khương gia đang bao che cho Diệp gia. Những kẻ gây rối nảy sinh nghi ngờ với Đồng phủ Doãn, Tích Phương Phi nói rằng nàng đã viết thư cho Khương Nguyên Bách về sự việc này và đợi cục dệt nhuộm đến để tìm hiểu vấn đề vải cổ hương. Chu huyện úy dám đắc dội, khuôn mặt xám xịt đem người rời đi. Tích Phương Phi đề nghị hoàn nhiều tiền thu hồi lại vải cổ hương có vấn đề. Những kẻ gây rối đã ngừng gây rắc rối, Tiêu Hoành ở bên kia rất thích thủ theo nói cái người đang nói năng hăng say kia, hắn vô cùng thích thủ pháp ỷ kế dọa người này của Tích Phương Phi. Vui vẻ nói rằng kịch mà Lý Cảnh mời mình xem vô cùng đặc sắc. Lý Cảnh không ngờ Tích Phương Phi lại làm nên chuyện như vậy, hắn ta muốn xem Khương Nguyên Bách làm sao trách phạt nàng ấy. Tiêu Hoành tin rằng nếu biết được Lý gia làm ra chuyện này thì Khương Nguyên Bách nhất định sẽ ủng hộ Tích Phương Phi cả hai chân hai tay. Lý Cảnh ngậm đắng nuốt cay phẫn nộ rời đi. Tiêu Hoành đoán Tích Phương Phi muốn xem mâu thuẫn giữa Khương gia và Lý gia ngày càng gay gắt nên đã nhờ Văn Kỷ mời nàng đến uống trà. Tích Phương Phi thấy Tiêu Hoành lại theo dõi vào mình, liền hỏi mục đích của hắn là gì. Tiêu Hoành biết rằng nàng còn đang tức giận, khen bộ dáng mắng người của nàng rất hay ho, cũng giải thích cho nàng nghe chuyện xảy ra ở Thanh lâu. Diệp Gia Nhi khen ngợi Tích Phương Phi trước mặt Diệp phu nhân, khen nàng ấy đã ra mặt chấn chỉnh lại những kẻ gây chuyện. Người của Đồng phủ Doãn đột nhiên thay đổi thái độ và ngừng truy cứu vụ án. Nàng cho rằng Tích Phương Phi đã thực sự gửi thư cho Khương Nguyên Bách. Tích Phương Phi chỉ lợi dụng danh tiếng của Khương Nguyên Bách để hù dọa Đồng phủ Doãn. Nàng thấy Đồng phủ Doãn tham tiền và sợ gặp rắc rối, nhưng nàng lại nhận ra rằng đây chỉ là một kế hoãn binh, bảo bọn họ đừng xem nhẹ. Lúc đó nàng mới viết thư cho Diệp Thế Kiệt, cục dệt nhuộm nể mặt hắn nên tới Lục Dương để điều tra. Diệp phu nhân lo lắng Tích Phương Phi sẽ bị của trách vì nàng dám lợi dụng danh tiếng của Khương Nguyên Bách. Tích Phương Phi thề rằng chỉ cần chuyện này được giải quyết tốt, đối với danh tiếng của Khương Nguyên Bách thì chỉ có tốt lên hương thôi. Nàng tin rằng chuyện này có thể được hóa giả, bảo bọn họ bảo quản cho tốt những tấm vải. Lý Cảnh nhắc nhở Đông Tri Dương rằng hắn ta phải làm theo những gì Lý Trọng Nam phân phó, phải ăn đứt Diệp gia. Trước Nhiễm lệnh cử Đường Phàm và Lý Ngọc đến Lục Dương để điều tra, Lý Ngọc không biết phải thiên hướng về ai. Đường Phàm nhắc nhở hắn ta đừng bị mình phải trở thành một công cụ. Nếu là Khương gia báo văn thì tự nhiên phải chọn an ủi Khương gia trước. Tích Phương Phi đã đích thân đến gặp Đồng phủ Doãn, Đồng phủ Doãn tiếp đón Đạo Đức giả tiếp đãi, bọn họ đều đang chờ chức nhiễm lệnh. Đường Phàm hỏi Đồng phủ Doãn đổ cho Diệp gia không chịu hợp tác điều tra, trách Tích Phương Phi đã ngăn cản, không dám dễ dàng thả người như vậy. Đường Phàm kết luận Đồng phủ Doãn đang trì hoãn việc xử lý vụ án, nói rằng hắn ta chỉ còn cách báo lên triều đình. Tích Phương Phi đã đưa hắn ta đi tra án ở nơi khác. Đồng phủ Doãn cũng không lo lắng, còn bảo thuộc hạ khỏi cần nhúng tay, để đám người Tích Phương Phi tự mình điều tra. Đường Phàm cảm phục trước sự chu đáo của Tích Phương Phi và cùng nàng đến xưởng dệt để điều tra. Anh phát hiện ra rằng vải cổ hương nhắc đến có một mùi hương ngọt, nhận ra đó là Đà La đến từ Tây Vực. Diệp Gia Nhi nghe nói Diệp Minh Hiên từng nói rằng Đà La chứa chất cực độc và quả thực có thể giết người. Đường Phàm tin rằng chuyện này không thoát khỏi quan hệ với Diệp gia. Diệp Gia Nhi tự chứng minh trong sạch. Nàng cho rằng Đà La giá quá cao là không phải là lỗi của các thương gia. Tích Phương Phi nghi ngờ có người đang âm mưu gài bẫy Diệp gia và muốn truy tìm nguồn gốc của Đà La. Đường Phàm không muốn dính líu đến chuyện này, cũng không muốn đắc tội bất cứ ai. Tích Phương Phi nhờ Diệp Minh Dục giúp đỡ. Nàng thấy tiêu cục của hắn chuyện làm ăn không được suôn sẻ, liền đảm bảo rằng sau khi chuyện này thành công sẽ nâng đỡ tiêu cục vực lên. Hai người hóa trang đi chợ đen tìm Lai Biêu. Lai Biêu nhìn ra được nàng không phải là người mua bán thật sự nên Mu U Dần đuổi nàng đi. Tích Phương Phi vẫn bình tĩnh dùng lời nói kích Lai Biêu. Lai Biêu yêu cầu nàng làm theo quy tắc bước vào của Kim Thủy Trận. Diệp Minh Dục giải thích rằng Kim Thủy Trận là sòng bạc bằng rượu và xúc sắc. Tích Phương Phi nhất quyết cược. Hai người ra vào mười mấy hồi, đối phương Lão Lục và những người khác đều đã bị hạ gục. Lai Biêu ra trận, Diệp Minh Dục cũng không thể tiếp tục cầm cự được nữa. Hắn lấy khẩu pháo nhỏ ra đưa cho Tích Phương Phi, bảo nàng chơi hộ mình hai hiệp đợi mình tỉnh dậy. Tích Phương Phi không còn cách nào khác là phải tự mình uống rượu với Lai Biêu. Nàng ấy không những không giỏi uống rượu bằng mà còn không giỏi ném xúc sắc như Lai Biêu. Uống thêm vài ly nàng đã say mềm. Tiêu Hoành biết được tung tích của Tích Phương Phi nên một mình đi chợ đen tìm nàng và thay nàng tiếp tục đánh cược. Tích Phương Phi vui mừng đến mức đốt một khẩu pháo nhỏ để giảm bớt khả năng đoán xúc sắc của Lai Biêu. Sau đó, Tiêu Hoành nhờ Lai Biêu giúp đỡ. Anh biết rằng Lai Biêu đã bị Lý Trọng Nam gài bẫy và đày ải, và phụ thân của hắn đã cứu Lai Biêu. Tiêu Hoành nhờ Lai Biêu giúp đỡ, hy vọng hắn sẽ đưa người đến hỗ trợ. Lai Biêu đã đồng ý. Lai Biêu sẵn sàng thừa nhận thất bại và nói với Tích Phương Phi rằng người mua Đà La là tiệm thuốc Đại Phong. Diệp Minh Dục say khướt không chịu về nhà nên ôm lấy trụ cầu để trút hết nỗi lòng. Tích Phương Phi thuyết phục hắn. Diệp Minh Dục luôn cảm thấy áy náy khi ai đó nhắc tên Diệp Chân Chân. Hắn ta rất nhớ Diệp Chân Chân, quỳ xuống hướng đến phía trước vái lại. Tích Phương Phi cũng say, Tiêu Hoành đã cầm ô che chắn cho nàng. Tích Phương Phi ném chiếc ô xuống đất, nắm lấy tay Tiêu Hoành và nhảy múa trong mưa. Tiêu Hoành cứ nhìn nàng như vậy cho đến khi nàng chơi chán thì mới bế nàng đưa về nhà. Diệp Gia Nhi và Đồng Nhi lo lắng chờ đợi ngoài cửa. Diệp Gia Nhi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tiêu Hoành đưa Tích Phương Phi về.
Đồng phủ Doãn biết được Lai Bưu đã khai ra người mua Đà La và ra lệnh cho người đến tiệm thuốc Đại Phong để giết người diệt khẩu. Một nhóm người mặc áo đen lao đến hiệu thuốc trong đêm, giết chết 8 người trong hiệu thuốc. Văn Kỷ và Lục Ký theo dõi vào Ô Lan, chờ đợi Sở Lam xuất hiện. Ô Lan giả vờ chuẩn bị sẵn sàng. Sở Lam đeo mặt nạ xuất hiện, Tiêu Hoành lặng lẽ quan sát hành động của Sở Lam trên mái nhà. Không lâu sau khi Sở Lam và Ô Lan gặp nhau, hắn ta giao tiếp với Ô Lan bằng ngôn ngữ đại quốc và đe dọa nàng phải tiếp tục làm việc cho mình, nếu không sẽ giết chết đệ đệ của nàng. Tiêu Hoành nghe không hiểu hai người nói cái gì. Sở Lam đã chuẩn bị kỹ càng, biết Tiêu Hoành không có quân tiếp viện nên bố trí sát thủ xung quanh, chờ cơ hội ra tay. Tiêu Hoành bị những sát thủ kia và bị thương. May mắn thay, Lai Bưu đã xuất hiện cứu Tiêu Hoành. Tiêu Hoành cảm kích hắn giữ đúng lời hứa, Lai Bưu đã trả xong nhân tình cho Tiêu tướng quân và hắn đang chờ ngày quyền lực của Lý Trọng Nam sụp đổ. Sau khi Tích Phương Phi tỉnh dậy, Diệp Gia Nhi đã mang canh giải rượu tới cho nàng, muốn nàng nghỉ ngơi nhiều hơn chút. Tích Phương Phi không thể dừng lại, vì vậy nàng và Diệp Minh Dục đã đến tiệm thuốc Đại Phong để hỏi thăm tình hình. Hiệu thuốc đóng cửa, Diệp Minh Dục bảo A Thuấn trèo tường vào kiểm tra. Đúng lúc này, Đồng Phủ Doãn cùng người của mình xuất hiện tại tiệm thuốc Đại Phong, nói rằng hắn sẽ làm chủ cho 8 người này, điều tra nghiêm ngặt sự việc và đưa cả A Thuấn đi. Diệp Minh Dục không nhịn được nữa, Tiết Phương Phi khuyên hắn hãy bình tĩnh lại. Tiết Phương Phi nhanh chóng ngăn cản Đường Phàm và yêu cầu hắn ta hãy ở lại cùng điều tra vụ án. Đường Phàm trốn tránh và nói rằng việc tra án đó không phải là trách nhiệm của hắn. Diệp phu nhân đến gần Đồng Phủ Doãn và muốn dùng tiền để chuộc Diệp Minh Hiên ra ngoài. Con sư tử Đồng Phủ Doãn miệng mở to và trực tiếp yêu cầu 1 tỷ. Sau khi Diệp phu nhân trở về, bà đã bán cửa hàng và của hồi môn, hy vọng có đủ tiền chuộc Diệp Minh Hiên. Sau khi Diệp Minh Dục biết chuyện, hắn đã đem ban tiêu cục do chính mình thành lập để quyên tiền chung với Diệp gia. Sau khi Tích Phương Phi nhìn thấy, nàng yêu cầu hắn quay về nhà đối mặt với gia đình mình. Diệp Minh Dục vì sợ bị gia đình cười nhạo xấu hổ không dám về nhà. Khi Tích Phương Phi nhìn thấy dương kho báu của Diệp Minh Dục, nàng đã nghĩ ra cách giải cứu Diệp Minh Hiên và nhờ Tiêu Hoành đích thân ra mặt giúp mình thúc giục thanh tra. Tiêu Hoành không trực tiếp đồng ý nên Tích Phương Phi đã mua bánh bao hấp cho hắn để dụ dỗ hắn, mời hắn đi xem kịch. Tích Phương Phi bày ra một cái bẫy để dụ Đồng Phủ Doãn ăn trộm dương kho báu. Sau đó báo cáo với đội kiểm tra rằng Đồng Phủ Doãn đã ăn xén ăn bớt cống phẩm. Đội thanh tra đến nơi thấy Đồng Phủ Doãn mặc trang phục hát kịch đùa giỡn với thuộc hạ nên đưa đi thẩm vấn. Diệp Minh Dục lo lắng sự tình sẽ khó giải quyết, Tích Phương Phi đã nghĩ ra được biện pháp đối phó. Nàng lợi dụng lòng tham của Đồng Phủ Doãn và bảo hắn lội ngược dòng đến nhờ Diệp gia giúp đỡ. Tích Phương Phi cho rằng Lý Trọng Nam biết Đồng Phủ Doãn đã lật mặt và nhất định sẽ không cho hắn thêm cơ hội nữa. Diệp Minh Hiên được giải cứu thành công. Hắn khâm phục sự thông minh cơ trí của Tích Phương Phi nên đã lên kế hoạch đưa Tích Phương Phi đến gặp Diệp phu nhân. Khi Diệp phu nhân nhìn thấy Tích Phương Phi, bà cảm thấy tiếc thay cho đứa cháu gái mình lang thang một mình, cũng không trách hành vi thời thơ ấu của nàng nữa. Tích Phương Phi thở phào nhẹ nhõm, biết Khương Lê cho dù ở trên thiên đường cũng sẽ cảm nhận được sự ấm áp của Diệp gia. Tích Phương Phi một mình đi gặp Tiêu Hoành. Tiêu Hoành hỏi nàng vì sao không tham gia tiệc cùng Diệp gia, rồi đưa cho nàng một bình rượu cho nàng để nàng gan dạ mở lời. Tích Phương Phi thú nhận rằng nàng không phải Khương Lê và trong lòng Tiêu Hằng đã rõ, không phụ nàng ấy không hỏi nhân quả chỉ ghét công đạo. Hai người ăn bánh bao ngắm trăng, Tích Phương Phi nói rất nhiều, than thở mình là một hồn ma cổ độc không nơi nương tựa, nhưng nhất định nàng sẽ sống thật tốt. Vào một đêm mưa, sấm chớp, Tích Phương Phi đang ngâm mình trong bồn tắm, Tiêu Hoành cởi trần thân trên luyện kiếm dưới mưa, Đồng Nhi đã báo tin với Tích Phương Phi rằng Quỳnh Chi muốn gặp nàng ấy. Tích Phương Phi đến túp lều của Quỳnh Chi, đúng lúc thấy đại phu vừa rời đi. Nàng muốn hỏi ông về tình trạng của Quỳnh Chi, nhưng đại phu chỉ thở dài. Sau khi Tích Phương Phi vào nhà, nàng nhìn thấy Quỳnh Chi với những vết sẹo khắp người nằm trên giường, không thể cử động. Quỳnh Chi miễn cưỡng nói với nàng rằng nàng ấy tưởng rằng Tích Phương Phi không phải người của Tiết gia và muốn khuyên nàng đừng tham gia vào vụ án cũ của Thẩm Niên, nhưng Tích Phương Phi nhất quyết muốn đòi lại công đạo. Quỳnh Chi không còn cách nào khác tiếp đãi Phùng huyện lệnh Hoài Hương để hỏi tin tức. Theo Quỳnh Chi, Phùng huyện lệnh là người một người áp bức và độc ác. Ông ta đã từng cưỡng bức và tra tấn Thúy Châu, ông ta sẽ đến Tịch Hoa lâu để vui chơi hết lần này đến lần khác. Lão bảo yêu cầu bọn họ rút thăm để xem ai là người sẽ bên cạnh Phùng huyện lệnh, tất cả các tỷ muội đều sợ hãi. Quỳnh Chi ra mặt giúp các tỷ muội nên mới bị hành hạ như vậy. Nàng muốn nghe ngóng tin tức của Tiết huyện lệnh vẫn chưa chết, hiện đang bị giam trong ngục chờ xử tử. Tiết Phương Phi nhìn những vết sẹo của Quỳnh Chi và cảm thấy đau lòng khôn xiết. Quỳnh Chi biết thân thể của nàng sắp không chịu nổi nữa bèn đưa tấm bản đồ Tiết Chiêu để lại cho nàng cho Tiết Phương Phi. Tiết Phương Phi thề rằng sẽ giúp nàng ấy lấy lại công đạo. Khi Tích Phương Phi đi lấy thuốc quay lại, Quỳnh Chi nhắm chặt đôi mắt và khúc cuối còn nói ra cái tên Tiết Chiêu. Tích Phương Phi hồn vía lên mây, về Diệp gia không nói một lời tiến thẳng về phòng mình. Lục Ký phát hiện ra rằng tiền thuê nhà của Ô Lan được thanh toán bằng vàng hạt và Tiêu Hoành đoán rằng có một mỏ vàng gần đó. Văn Kỷ rất ngạc nhiên bởi vì quan khoáng đã bị phong ấn lại từ lâu rồi, không ngờ rằng lại có người khai thác riêng. Tiêu Hoành để hắn tìm kiếm dọc theo hệ thống nước hạ lưu. Tích Phương Phi chuẩn bị định đi đến Hoài Hương nhưng đã bị Diệp Gia Nhi nhìn thấy. Diệp Gia Nhi muốn đi cùng Tích Phương Phi, nàng lo lắng Hoài Hương đầy khói lửa và không an toàn, sợ Tích Phương Phi một mình đi điều tra. Dưới sự truy hỏi của Tích Phương Phi, Diệp Gia Nhi tiết lộ rằng Diệp gia từng có một cửa hàng ở Hoài Hương, nhưng kể từ khi thay huyện lệnh mới, thường vô cớ thu tiền của dân và thậm chí không đưa còn bị đánh. Cuối cùng thì bọn họ phải giải tán khỏi Hoài Hương. Diệp Minh Dục nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người và muốn đi cùng Tích Phương Phi và để Diệp Gia Nhi ở nhà.
Văn Kỳ phát hiện ra gần đó có mỏ vàng sa khoáng, đồng thời nhìn thấy những người đó đang đào hố để mở rộng mỏ vàng. Tiêu Hoành nghe nói có liên quan đến Tích Hoài Viễn, nghĩ lại toàn bộ câu chuyện. Anh nghi ngờ Lý Trọng Nam vì muốn thôn quan kim khoáng nên đã gài bẫy vua Oan hãm hại Tích Hoài Viễn ngồi nhà giam và con trai của Tiết gia cũng bị Uyển Ninh diệt khẩu. Tích Phương Phi đến Hoài Hương và thấy nơi này hiện tại quá hoang tàn, người dân khốn cùng, nàng không khỏi nhớ lại tuổi thơ của mình. Diệp Minh Dục tìm một quán trọ để nghỉ ngơi và phát hiện ra đó là một sòng bạc trá hình do huyện lệnh dẫn dắt. Ông chủ yêu cầu 10 lạng bạc, nói rằng 70% sẽ nộp cho quan gia. Tích Phương Phi bảo Diệp Minh Dục tìm một nơi khác, nàng và Đồng Nhi sẽ đến Tiết gia để kiểm tra. Họ gặp Xuân Phương Thẩm hàng xóm đang đi ra ngoài và nàng muốn hỏi thăm bà ấy về tình hình Tiết gia. Xuân Phương Thẩm không nói gì, bị chồng gọi vào nhà. Tích Phương Phi dự định đến nha môn để điều tra trước, nhưng Diệp Minh Dục lo rằng hai người mới đến Hoài Hương làm vậy sẽ đánh rắn động rừng. Tích Phương Phi đưa ra chủ ý và yêu cầu hắn ta đến sòng bạc để gây rắc rối, quả nhiên là bị nha môn bắt giữ. Tích Phương Phi vì chuyện này kích chống nha môn đòi người, làm náo loạn giấc mơ của Phùng huyện lệnh. Phùng huyện lệnh mơ mơ hồ hồ nhận ra nàng là Tích Phương Phi. Tích Phương Phi nhanh chóng nói rằng nàng ấy là Khương Lê, con gái của Trung thư lệnh đương triều. Nàng còn khuyên ông ta đừng có mà có mắt mà không biết trông Thái Sơn. Phùng huyện lệnh biết được nàng đến đây để học cách kinh thanh anh. Sau khi thu tiền của nàng, ông ta thả Diệp Minh Dục đi rồi cử người theo dõi hai người họ. Tích Phương Phi bước ra khỏi nha môn bị tổn thương về mặt cảm xúc, nàng không dám nghĩ đến cảnh tượng mà phụ thân mình đã và đang chịu đựng suốt 6 tháng qua. Đột nhiên, một bà già câm quỳ xuống trước mặt nàng và lặng lẽ đưa cho nàng một cuộn giấy. Diệp Minh Dục bị Phùng huyện lệnh và những người khác đánh đập cảm thấy ức chế, bị Tích Phương Phi đã ngăn lại. Đồng Nhi đẩy Diệp Minh Dục ra, Tích Phương Phi cảm thấy bất an. Phùng huyện lệnh từng là một người ăn xin được Tích Hoài Viễn thương xót nhận hắn ta làm người hầu nha môn và giao cho hắn ta trách nhiệm trông coi vựa lúa. Không ngờ rằng hắn ta lại là một kẻ xấu xa ăn cháo đá bát. Tích Phương Phi lấy ra sổ tay, bà già câm mời nàng gặp mặt, nàng đi gặp một mình. Để thoát khỏi tai mắt của Phùng huyện lệnh, Tích Phương Phi và Đồng Nhi hoán đổi y phục cho nhau, bảo Diệp Minh Dục đưa Đồng Nhi lên đường trước. Tên tay sai cũng không bị lừa, chỉ phái một người đi theo Đồng Nhi. Đợi Tích Phương Phi đi ra, bọn họ toàn lực đi theo nàng. Tích Phương Phi cảm thấy có người đang theo dõi mình nên cố tình đi sai đường cắt đuôi bọn họ. Nhưng tránh vỏ dưa quả quả mìn, nàng lại chạm mặt với đám lưu manh chợ đen. Bọn này muốn ức hiếp Tích Phương Phi bị Tích Phương Phi tát cho mấy cái bạt tai. Nhưng một người khó có thể đánh lại bốn người. Một chiếc quạt gấp bay ra và hạ gục tên xã hội đen. Tiêu Hoành xuất hiện giải cứu Tích Phương Phi. Tích Phương Phi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tiêu Hoành. Tiêu Hoành đã bảo Văn Kỷ Thi thu dọn đám tay sai và cố tình đưa Tích Phương Phi đi. Hai người giả làm tình nhân lén lút hẹn hò. Tiêu Hoành nhìn thấy một cô bé bán châm cài tóc bên đường và mua chúng cho Tích Phương Phi. Hai người giả vờ ngọt ngào, cô bé bên cạnh ngượng ngùng nhìn thẳng vào họ. Tích Phương Phi cũng chọn một chiếc châm cài tóc cho Tiêu Hoành và tự tay cài nó lên đầu cho hắn. Văn Kỷ đưa những tên tai mắt tới trước mặt Tiêu Hoành. Tiêu Hoành bảo bọn họ quay về nói với Phùng huyện lệnh rằng không muốn ông ta theo dõi bọn họ yêu đương tình ái. Tích Phương Phi có chút nghi hoặc có phải lần này Tiêu Hoành đích thân nhập vai vào vở kịch nên mới bảo Văn Kỷ và những người khác hộ tống Tích Phương Phi đến gặp bà già câm. Bà già câm đã nhận ra thân phận thật của Tích Phương Phi, bà cho rằng Tích Phương Phi sẽ phải ngồi nhà lao nên đã khuyên nàng ấy rời đi. Tích Phương Phi thú nhận thân phận hiện tại của mình và biết thân tín của Tích Hoài Viễn đều đã bị bắt đi làm khổ sai ở bãi cát bùn. Nàng muốn đưa bà già câm đi, nhưng bà già câm nhất quyết chịu, bà muốn báo đáp ân tình của Tích Hoài Viễn năm đó. Những tên tai mắt quay lại thuật truyền lại cho Phùng huyện lệnh bị hắn giày vò đánh đập. Một người trong số họ trực tiếp bị hắn phủ súp nóng lên người, những người còn lại không dám lên tiếng và hét lên cầu xin tha mạng. Phùng huyện lệnh biết được Tích Phương Phi có quan hệ thân thiết với Tiêu Hoành và hắn sử dụng chim bồ câu đưa tin cho người trong cung. Tích Phương Phi nhờ Diệp Minh Dục giúp đỡ. Hắn phát hiện ra thân tín của Tích Hoài Viễn đang ở bãi cát bùn và muốn tìm cơ hội để cứu họ ra ngoài. Tiêu Hoành biết được tình hình ở bãi cát bùn đó, Văn Kỷ đề nghị hãy mạnh tấn công bị Lục Ký phủ đầu cho bảo nói nhảm. Lúc này, Tích Phương Phi đã tìm đến Tiêu Hoành, mong rằng hắn có thể cho nàng mượn ai đó để giúp nàng cứu những thân tín của Tích Hoài Viễn. Tiêu Hoành không vội đồng ý, hắn cần phải giải quyết chuyện của chính mình trước đã. Tích Phương Phi hung hăng khiến Tiêu Hoành cảm thấy nàng đang ép buộc mình. Biết Tiêu Hoành không biết bản đồ mỏ vàng chính thức, Tích Phương Phi lấy ra bản thiết kế do Tiết Chiêu để lại. Tiêu Hoành muốn hỏi về nguồn gốc của bản thiết kế, nhưng Tích Phương Phi không tiện nói ra. Nàng đành lấy tính mạng của mình ra cam kết đảm bảo rằng đó là sự thật. Tiêu Hoành không muốn thực hiện thỏa thuận này, Tích Phương Phi biết rằng hắn vẫn luôn lợi dụng nàng, thẳng thắn vạch trần kế hoạch của hắn. Nàng muốn dùng chính mình để đối phó với Lý Trọng Nam, đứng đằng sau liên quan đến thánh thượng. Tiêu Hoành cho rằng nàng đã biết quá nhiều và trách nàng rằng nàng đang quá tự phụ. Tích Phương Phi giao mạng sống của mình cho hắn và Tiêu Hoành suy nghĩ một lát rồi cũng chấp nhận yêu cầu của nàng. Phùng huyện lệnh tra tấn Tích Hoài Viễn ở nơi công cộng, cố gắng để ông ấy sớm chết. Tai mắt của hắn đã tra được tình hình, Phùng huyện lệnh biết được rằng có vấn đề với vựa lúa và sai người đi bắt người, không ngờ chỉ có Diệp Minh Dục bị bắt. Tích Phương Phi đã dùng thủ thuật này để dụ hổ ra khỏi núi và trốn thoát thành công khỏi sự chú ý của Phùng huyện lệnh. Nàng đi theo Tiêu Hoành đến Đông Sơn để điều tra. Nàng tìm được lối vào bãi bùn, Lục Kỷ dẫn đầu đi vào. Tích Phương Phi phát hiện trên đường có một ngã ba không có trên bản đồ, ba người tách nhau đi, Tiêu Hoành đi theo nàng. Đi sâu vào trong động, Tích Phương Phi bỗng nhiên nhớ tới lúc mình bị Thẩm Ngọc Dung chôn trống vào hố sâu, không dám bước xuống. Tiêu Hoành đưa tay lên nắm chặt lấy tay nàng.
Hai người phát hiện trong động có người, Tiêu Hoành bảo Tích Phương Phi tiến lên, bí mật bảo vệ nàng và đánh gục bọn họ. Tiêu Hoành bảo nàng thay y phục, Bồ Câu đưa tin chuyển thư tới cho Lý Cảnh. Lý Cảnh biết được rằng Tiêu Hoành đã đến Hoài Hương, Phùng huyện lệnh bảo hắn đưa ra chỉ thị. Tiết Phương Phi nhìn thấy có người đang bí mật khai thác mỏ, đoán rằng kẻ đứng sau có liên quan đến tính mạng của Tiết gia. Tiết Phương Phi cho rằng cái chết của ba thành viên Tiết gia đều có liên quan với Uyển Ninh. Trong lòng nhất thời cảm thấy đau đớn âm ỉ, đối mặt với nguy hiểm phía trước, nàng kiên quyết lựa chọn Tiêu Hoành ở lại giúp đỡ nàng. Có người bị ngã do thiếu thể lực, nha dịch ra tay đánh đập bọn họ vô cùng nặng nề, tranh thủ lúc không ai để ý, Tiết Phương Phi muốn cứu cấp dưới cũ của Tiết Hoài Viễn. Nàng nhìn thấy huynh đệ Cổ gia trong lúc nghỉ ngơi đang chữa thương cho nhau. Huynh đệ Cổ gia cũng nhận ra Tiết Phương Phi, Tiết Phương Phi chưa kịp giải thích gì, nàng ấy nói thân phận hiện tại của mình chính là Khương Lê và nàng ấy muốn mang họ ra ngoài. Nha dịch đi tuần tra, Tiêu Hoành nhanh chóng mang Tích Phương Phi đi, vô tình trốn phải vào trong nhà xí. Đột nhiên, một con chuột bò ngang qua mu bàn chân của Tích Phương Phi. Tích Phương Phi hét lên sợ hãi, nhảy lên và ôm chặt lấy Tiêu Hoành. Hai người suýt nữa thì bị nha dịch tuần tra phát hiện. Huynh đệ Cổ ra lợi dụng lúc thay đổi lính gác để tìm Hà Doãn và Bành Tiếu. Bốn người chuẩn bị đi theo Tích Phương Phi trốn thoát. Nha dịch phát hiện đồng liêu cởi trần, Cổ Nhị không cẩn thận phát ra âm thanh, nhất thời bứt dây động rừng. Tuần tra đuổi theo và ngăn cản Tích Phương Phi và những người khác, một trận đánh nhau xảy ra giữa hai bên. Vào thời điểm quan trọng, Lục Ký xuất hiện diệt trừ người muốn giết Tiêu Hoành. Lục Ký bảo vệ họ rời đi, Văn Kỷ bước ra trước hỗ trợ, Diệp Minh Dục bỏ chạy trước mặt Phùng huyện lệnh khiến hắn ta tức giận và đánh đập kẻ tai mắt. Tai mắt khai ra bà già Câm và phát hiện bà ta đã phản bội Phùng huyện lệnh. Phùng huyện lệnh đánh đập bà già Câm một cách dã man và hỏi bà về thân phận của Tích Phương Phi. Bà già Câm giả vờ khai thật, nhưng thực chất bà muốn cùng Phùng huyện lệnh đồng quy vu tận lại bị hắn đâm thêm mấy phát. Bà già Câm không thể chống cự, Phùng huyện lệnh đem bà cho chó ăn sống, trong đường hầm truyền tới âm thanh thê thảm. Lý Cảnh hồi thư cho Phùng huyện lệnh để hắn tiên tâm tiêu diệt tất cả. Phùng huyện lệnh phái sát thủ chặn đường Tiêu Hoành và những người khác, hy vọng rằng họ sẽ không bao giờ quay trở lại. Cửu bộ bị sát thủ làm cho bị thương, Tiêu Hoành bảo vệ Tích Phương Phi suýt bị đâm, nàng ném đá trúng ngay giữa đầu kẻ sát nhân. Sau một lúc đánh nhau gà bay chó sụa, kẻ thủ đã bị tiêu diệt hết, cánh tay của Tiêu Hoành bị thương, Tiêu Hoành đang muốn đi tới huyện lệnh bắt người, Tích Phương Phi nhất quyết đi theo hắn chuẩn. Tiêu Hoành chuẩn bị y phục nữ cho nàng, biết nàng nhất định sẽ nhìn thấy Tiết Hoài Viễn. Phùng huyện lệnh chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, vừa nướng cừu vừa nghe khúc, chỉ chờ đám sát thủ cử đi giết Tiêu Hoành trở về. Phùng huyện chó cùng rứt rậu, ông ta đã sớm chuẩn bị, đem Tiết Hoài Viễn lôi ra ngoài. Tiết Hoài Viễn bị tra tấn đến mức tinh thần không được thanh tỉnh và hoàn toàn không nhận ra Tích Phương Phi trước mặt. Lời nói của Phùng huyện lệnh kích động Tích Phương Phi ra tay, nàng muốn tiến lên nhưng bị Tiêu Hoành chặn lại. Phùng huyện lệnh yêu cầu Tiêu Hoành chuẩn bị một chiếc xe ngựa, Tiêu Hoành hứa sẽ nhường đường cho hắn, nhưng hắn ta đã sắp xếp cho người trong tối bắn cung tên. Phùng huyện lệnh ôm bụng nằm trên đất sùi bọt mép. Hóa ra Tiêu Hoành đã mua chục thuộc hạ của ông ta hạ động vào thịt cừu nướng. Phùng huyện lệnh đoán được thân phận của Tích Phương Phi và cố tình tiết lộ rằng nói ra chuyện mình đã đem xác của bà già Câm đem cho chó ăn. Tích Phương Phi không thể chịu đựng được nữa, rút dao đâm thẳng về phía Phùng huyện lệnh. Phùng huyện lệnh không tin rằng nàng sẽ ra tay, ông ta nghĩ rằng hình bộ giám sát lần này đến sẽ chặt đầu Tiết Hoài Viễn. Tích Phương Phi đâm Phùng huyện lệnh không thương tiếc, mỗi nhát đâm của nàng đều là để trả thù cho người mà hắn ta đã làm hại, và nhát đâm cuối cùng đã đâm thẳng bộ phận dưới của hắn. Tiêu Hoành ngăn Tích Phương Phi lại, hắn muốn bắt người này về thẩm vấn, nhất định phải bắt sống. Đột nhiên có người từ trong bóng tối bắn một mũi tên vào họ. Tiêu Hoành và những người khác một lúc mới hồi thần, Phùng huyện lệnh đã bị bắn chết tại chỗ. Tích Phương Phi đưa Tiết Hoài Viễn trở lại nhà, hy vọng ông ấy có thể thanh tỉnh trở lại, nhưng Tiết Hoài Viễn vẫn như cũ và chỉ gọi tên Ali. Ông hoàn toàn không nhận ra Tích Phương Phi, Tích Phương Phi cảm thấy vô cùng áy náy và tự trách mình, nàng cho rằng mình đã quay về quá muộn. Nàng thề sẽ bắt những người đó phải trả giá và trả thù cho cha mình, cấp dưới cũ của Tiết Hoài Viễn muốn tìm dân làng để làm chứng cho ông. Nhưng họ tìm được những hộ gia đình không muốn ra mặt vì sợ lần nữa sẽ bị đánh đập. Sau khi Tích Phương Phi biết chuyện, nàng yêu cầu họ quay lại trước. Nàng một mình đến gặp Xuân Phương Thẩm, nói rõ thân phận của mình và nhờ nàng làm chứng cho cha nàng, quỳ xuống cầu xin. Liễu Thúc khập khiễng gọi dì Xuân Phương vào nhà, Tích Phương Phi lòng đau xót như cắt, nàng không biết người tốt thì có được quả tốt hay không nữa. Sáng sớm, Tích Phương Phi đưa Tiết Hoài Viễn lên xe ngựa, chuẩn bị đưa ông ấy về kinh thành giải oan. Trên đường đi nàng lại tình cờ gặp phải xe ngựa của hình bộ Ngụy Thị Lang. Ngụy Thị Lang bất chấp thể diện của Khương gia, tức giận tố cáo bọn họ cướp ngục mang tử tù đi. Mục đích hắn lần này tới đây là để hành quyết Tiết Hoài Viễn, hắn căn bản không nghe theo cầu xin của Tiết Phương Phi. Tiết Phương Phi thừa nhận mình quá phận của trách Ngụy Thị Lang đã dửng dưng lãnh đạo. Nàng quỳ xuống yêu cầu được bắt và đưa đến đại lý tự. Nàng hy vọng đại lý tự sẽ đưa vụ cướp tù nhân của nàng và tội tham nhũng của Tiết Hoài Viễn ra xét xử. Ngụy Thị Lang vẫn thờ ơ và chế nhạo họ vì đã không nghe theo luật pháp. Cấp dưới cũ của Tiết Hoài Viễn đề nghị đứng ra làm chứng. Ngụy Thị Lang từ chối nghe lời giải thích, bắt giữ tất cả những người có mặt và nhất quyết bắt Tiết Hoài Viễn đi xử tử. Đột nhiên, ông Trương bán thịt lợn Câm theo hai con dao xuất hiện, hắn đã bị những lời của Liễu Thúc đánh cho bừng tỉnh, muốn trả thù dùng Tiết Hoài Viễn. Ngụy Thị Lang tức giận và muốn áp giải hắn xuống, Xuân Phương Thẩm và Liễu Thúc cũng đến. Họ đều nhớ về việc tốt của Tiết Hoài Viễn và hy vọng rằng Ngụy Thị Lang sẽ tra rõ ngọn ngành. Sau đó, dân làng đến, tất cả mọi người đều kêu gọi làm chứng cho công lý trong sạch của Tiết Hoài Viễn. Nhìn thấy có nhiều người như vậy, Ngụy Thị Lang đành phải bỏ cuộc, rời đi trước. Văn Kỷ báo cáo tình hình điều tra cho Tiêu Hoành.
Tiêu Hoành biết rằng có người sẽ không dễ dàng tha cho Tiết Phương Phi nên đã viết hai bức thư mật và gửi về kinh thành. Tiết Phương Phi đã viết một bức thư cho Diệp Thế Kiệt, thông báo cho hắn ta về tình hình ở Hoài Hương và yêu cầu hắn gửi một bức thư cho Khương Nguyên Bách. Khương Nguyên Bách đọc xong thư liền tức giận, Quý Thục Nhiên lại đổ thêm dầu vào lửa, châm mồi thêm mấy câu nữa. Khương Nguyên Bách lo lắng Tiết Phương Phi hành vi sẽ làm tổn hại cho Khương gia, ông thà rằng để Tiết Phương Phi đừng suôn sẻ trở về kinh thành. Tình cờ Diệp Thế Kiệt đang đến Định Châu để cứu tế, Khương Cảnh Duệ đã hét lên muốn đi cùng hắn, khóc lóc và giãy đành đạch trước mặt mọi người. Diệp Thế Kiệt không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý để hắn đi với mình. Trong buổi chầu, Lý Trọng Nam đã báo cáo tình hình khu vực Định Châu với hoàng thượng cũng yên tâm giao việc xử trí cứu tế cho ông ta. Khương Nguyên Bách bất an. Hoàng thượng sau khi nghe xong chuyện lật lại vụ án minh oan cho Tiết Hoài Viễn, hắn trước khi xử trí muốn gặp trực tiếp nàng ấy để hiểu rõ tình hình trước. Lý Cảnh quỳ trước cửa Uyển Ninh để nhận tội. Lý Trọng Nam đã đánh hắn ta rất nặng và cầu xin Uyển Ninh tha thứ. Uyển Ninh đổ lỗi cho Lý Trọng Nam vì đã làm không tốt, cố tình làm đổ trà nóng làm bỏng tay ông ta. Nàng ta buộc tội ông ta đã vạch trần sự việc mỏ vàng, còn lấy Thành Vương ra đe dọa. Lý Trọng Nam cầu xin tha mạng, ông ta đã lên kế hoạch hạ bệ Khương gia. Ông còn muốn đích thân ra tay ngăn cản Tiết Phương Phi quay trở lại kinh thành. Thẩm Ngọc Dung gần đây không đến gặp Uyển Ninh. Uyển Ninh tức giận muốn xem khi nào thì hắn mới tới. Tiết Phương Phi và những người khác đến Định Châu nhưng không mua được lương thực và được biết nơi đây đang gặp phải nạn đói. Tiết Hoài Viễn bị động kinh, Tiết Phương Phi đã hát những bài hát thời thơ ấu để ổn định tinh thần cho Tiết Hoài Viễn. Tiết Phương Phi đề xuất hành động tách biệt với những người ở Hoài Hương và họ sẽ gặp lại nhau sau khi rời Định Châu. Trên đường đi, Tiết Phương Phi tình cờ gặp Liễu Nhứ và được biết nàng đã đến Định Châu để phân phát thức ăn. Liễu Nhứ nhắc nhở nàng hãy cẩn thận trước tình trạng bất ổn giữa các nạn nhân. Vào buổi tối, một nhóm nạn nhân đã đến chỗ ở của Tiết Phương Phi để gây rối, yêu cầu nàng cho họ đồ ăn. Diệp Minh Dục không muốn xen vào việc của người khác, nhưng thấy bọn trẻ đáng thương nên đành nhượng bộ, cho chúng ăn bánh bao để xoa dịu cơn đói. Tiết Phương Phi sau đó biết được chuyện này và trách hắn ta không nên cho bọn họ đồ ăn, sợ rằng họ sẽ không rời đi mà sẽ tụ tập ở đây. Tiết Phương Phi thu dọn hành lý rời đi trong đêm nhưng khi đi trên đường lại gặp các nạn nhân của ma đói bị xúi dục cướp đồ ăn trên xe bọn họ. May mắn sao, Khương Cảnh Duệ và Diệp Thế Kiệt xuất hiện kịp thời, dụ những người đang đói kia bằng bánh hấp, những người đó không quay ra quấy rầy Tiết Phương Phi nữa. Tiết Hoài Viễn chạy ra khỏi xe, nhìn thấy họ đang giành giật đồ ăn, ông ấy lại kích động. Tiết Phương Phi nghi ngờ có người cố tình vạch trần tung tích của bọn họ và không muốn bọn họ rời khỏi Định Châu. Nàng quyết định không rời khỏi Định Châu nữa mà quay lại để cứu tế nạn đói ở đó. Diệp Thế Kiệt khuyên nàng nên rời đi và dự định trước tiên sẽ tìm Diệp gia để giải quyết thảm họa. Tiết Phương Phi muốn ở lại tìm kẻ đứng sau. Khi Hoàng thượng biết được các nạn nhân đã tập trung ở Định Châu, Lý Trọng Nam đã cố tình làm khó nhưng thực chất lại nhờ Khương Nguyên Bách thuyết phục nàng không đưa Tiết Hoài Viễn về kinh thành. Lý Trọng Nam đã dùng người kể chuyện để nàng khai tên của Tiết Phương Phi nhằm vạch trần thân phận thực sự của nàng. Liễu Nguyên Phong an ủi nạn nhân, Liễu Nhứ phân phát thực phẩm và Khương Cảnh Duệ chịu trách nhiệm đăng ký thông tin nạn nhân. Tiết Phương Phi nghiên cứu bản đồ và phát hiện ra rằng nạn nhân của cuộc bạo loạn có điều gì đó không ổn. Ban đầu, Tiết Phương Phi và những người khác đang ở Hoài Hương và đến Định Châu bằng xe ngựa. Những nạn nhân gây rối xuất hiện ở Định Châu. Họ nghi ngờ rằng họ đến từ Ninh Châu, Tiết Phương Phi nhờ Liễu Nguyên Phong xác minh. Cả hai người đều nghi ngờ rằng có vấn đề ở vị huyện và có kẻ đứng sau cố tình đưa những người này đến Định Châu. Khương Cảnh Duệ đề xuất bắt giữ những nạn nhân hàng đầu. Nhưng Tiết Phương Phi đã sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình và đích thân giăng bẫy để dụ những kẻ gây rối ra ngoài. Diệp Minh Dục lái xe ngựa ra khỏi thành trì, lợi dụng đám đông, kẻ gây rối muốn lên xe và ám sát Tiết Phương Phi. Nhưng không ngờ Tiêu Hoành đã đuổi hắn ra ngoài và bắt giữ kẻ gây rối. Tiêu Hoành đã sớm nghe được kế hoạch của Tiết Phương Phi muốn đưa nàng và Tiết Hoài Viễn rời khỏi Định Châu. Tiết Phương Phi quyết tâm không rời đi. Nàng muốn giải quyết những bế tắc và tìm ra kẻ chủ mưu thực sự đằng sau nó, đồng thời ngăn chặn Định Châu lặp lại sai lầm tương tự như Hoài Hương. Khương Cảnh Duệ nhận thấy Tiêu Hoành quan tâm đến Tiết Phương Phi. Tiết Phương Phi bảo hắn không có chí tiến thủ. Liễu Nhứ đột nhiên giúp Khương Cảnh Duệ nói đỡ. Tiết Phương Phi chuyện rất ngạc nhiên và đoán rằng Liễu Nhứ đã phải lòng Khương Cảnh Duệ. Lục Ký phát hiện ra rắc rối ở Định Châu là do Lưu Chi Huyện ở huyện Ngụy xúi giục. Họ biển thủ lương thực cứu trợ thiên tai của triều đình và cố tình dụ nạn nhân đến Định Châu. Tiêu Hoành đang đến huyện Ngụy để bắt người. Khi hắn rời đi bảo Tiết Phương Phi hãy cố gắng bình tĩnh lại. Khương Cảnh Duệ giúp Liễu Nhứ mang thóc. Liễu Nhứ nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Khương Cảnh Duệ tưởng Liễu Nhứ sẽ tỏ tình với anh, nhưng Liễu Nhứ đã kéo anh đi và nói rằng anh quá yếu đuối. Sau khi nói xong, anh trực tiếp xách hai tay hai túi. Khương Nguyên Bách vì sự việc của Tiết Phương Phi không ăn không uống. Ông biết được rằng Lý Trọng Nam cố tình cất giữ lương thực, sợ rằng Tiết Phương Phi sẽ bị mắc kẹt ở Định Châu. Nhưng nghĩ lại, nếu Định Châu thoát khỏi khó khăn, Tiết Phương Phi trở về kinh thành nhất định sẽ giải quyết được sự tình. Lý Trọng Nam cũng sẽ gây bất lợi cho Khương gia. Tiêu Hoành tới vựa lúa Uy Châu, phát hiện Lục Tử Vân đã trốn thoát, Tiêu Hoành không hề hoảng sợ. Biết đây là âm mưu điệu hổ Ly Sơn, Diệp Thế Kiệt đi khắp nơi thu thập thực phẩm, nhưng sau khi thu thập thực phẩm, không có người hộ tống nào dám hộ tống. Diệp Minh Hiên đếm số xe ở nhà và chuẩn bị đích thân hộ tống thực phẩm đến Định Châu. Người cung cấp thông tin cho Lý Trọng Nam đến báo cáo và biết rằng Tiêu Hoành đã rơi vào bẫy và Diệp Thế Kiệt không có nơi nào để kiếm thức ăn. Điều này khiến ông ta rất hài lòng, những kẻ gây rối lại tụ tập ở Định Châu, cố tình giả chết chuyển trách nhiệm cho Tiết Phương Phi, hét lên muốn gặp Tiết Phương Phi và yêu cầu nàng ra ngoài. Thấy không thể chống cự lại các nạn nhân, lính canh cổng thành vội vàng đóng cổng thành lại, Khương Cảnh Duệ nhanh chóng đẩy Liễu Như vào thành rồi nhốt mình lại bên ngoài.
Sau khi Tiết Phương Phi biết chuyện, nàng đã bất chấp nguy hiểm đứng ở cổng thành để an ủi người tị nạn. Liễu Nhứ tìm người hỗ trợ và mở cổng thành để buộc các nạn nhân quay trở lại. Tuy nhiên, kẻ gây rối đã cố tình giết một người khiến xung đột trở nên gay gắt và hét lên bắt Tiết Phương Phi. May mắn thay, Diệp Thế Kiệt và Diệp Gia đến phát thức ăn cho các nạn nhân, những nạn nhân gây rối cũng bị bắt. Diệp Thế Kiệt đã gửi thư cho Diệp Gia Nhi, yêu cầu họ bí mật đến Cảng Châu để tiếp tế lương thực. Việc Diệp Thế Kiệt tiếp tế lương thực ở Lục Dương chỉ là một sự che đậy. Tiêu Hoành từng gửi hai bức mật thư đến kinh thành, nhờ Khương Nguyên Bách đến chào Thái thú Thương Châu, cho phép nhà họ Diệp tiếp tế lương thực và đến Định Châu một cách thuận lợi. Khương Nguyên Bách cố tình hành động trước mặt Lý Trọng Nam để nới lỏng cảnh giác. Uyển Ninh đang nghĩ cách đối phó Tiết Phương Phi, Thẩm Ngọc Dung lại nói gì đó với nàng. Uyển Ninh tức giận đến tát hắn một cái. Đại Lý Tự và Lý Trọng Nam mỗi người một bản tấu sớ tâu đến Hoàng thượng, yêu cầu Hoàng thượng xử lý Tiết Phương Phi và Khương Nguyên Bách. Hoàng thượng biết Tiết Phương Phi là quân cờ của Tiêu Hoành nên hỏi ý kiến hắn. Tiết Phương Phi và những người khác đến kinh thành một cách suôn sẻ. Đại Lý Tự muốn đưa nàng và Tiết Hoài Viễn để chờ xét xử, huynh đệ Cổ Gia đã ngăn cản họ. Tiết Phương Phi nói với dân làng đừng lo lắng, vì chắc chắn sẽ có người đứng ra lấy lại công lý cho những bất bình của họ, và nàng ấy đã yêu cầu đánh trống Đặng Văn ở kinh thành. Những người khác bàn luận rằng chiếc trống đã lâu không được sử dụng. Tiêu Hoành cho rằng lần cuối cùng nó vang lên là để báo oan cho Tiêu tướng quân, xin gió mang theo tiếng trống, xin bầu trời phán xét lòng trung thành của mình. Tiếng trống vang lên ầm trời, những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, người dân làng Hoài lần lượt đánh trống. Khi Hồng Hiếu Đế nghe được điều này, đã cử Tô Nội Quản ra ngoài để truyền chỉ dụ, vụ án cướp tù nhân của Tiết Phương Phi và vụ án tham ô của Tiết Hoài Viễn sẽ được xét xử cùng nhau. Hồng Hiếu Đế quan tâm đến Tiết Phương Phi, chờ đợi người ra mặt và muốn dùng điều này để thanh tẩy quan trường. Chỉ dụ của hoàng thượng truyền đến, hoàng thượng muốn đích thân thẩm phán. Khương Nguyên Bách vì chuyện Tiết Phương Phi bị giam trong Đại Lý Tự muốn gặp hoàng thượng, nhưng Hồng Hiếu Đế không thèm để ý đến ông, tránh bị nghi ngờ. Khương lão phu nhân lo lắng bị người khác chỉ trích nên Quý Thục Nhiên đề nghị đưa Tiết Phương Phi về nhà để quản lý nàng ấy. Chỉ cần nàng ấy không giết chồng và giết con mình thì nàng có thể dẫn về giám sát. Nàng quyết định nói chuyện với tướng của Đại Lý Tự. Khương Nguyên Bách thông cảm cho sự vất vả của nàng, giao việc này cho nàng. Tiêu Hoành đến nhà lao để gặp Tiết Phương Phi và Mặc Kệ Bẩn ngồi trên sàn với nàng, hai người cùng nhau nói chuyện rất lâu. Tiêu Hoành không khỏi nhớ tới hắn khi còn nhỏ, vì báo thủ cho phụ thân là Tiêu tướng quân, hắn cũng nghe tiếng trống, liền nhịn không được tra hỏi Tiết Phương Phi. Quý Thục Nhiên gặp Chu Công, thừa tướng của Đại Lý Tự và muốn đưa Tiết Phương Phi về nhà, nhưng Chu Công không đồng ý. Quý Thục Nhiên nêu ra hai vấn đề: Lôi Luật Pháp Đại Yên ra, Chu Công nhất định phải giao Tiết Phương Phi cho Khương gia. Tiết Phương Phi ngạc nhiên khi thấy Quý Thục Nhiên bảo nàng quay về giải thích với Khương lão phu nhân, nhờ nàng chăm sóc danh dự của Giang gia. Khương lão phu nhân không hiểu vì sao Tiết Phương Phi lại dính líu đến vụ án của Tiết gia, bà lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Khương gia. Tiết Phương Phi nói dối rằng nàng đã được Khương Lê chăm sóc tại Trinh Nữ Đường. Ban đầu nàng định đến Hoài Hương để gặp ân nhân của mình, nhưng nàng không ngờ rằng người dân địa phương lại coi thường mạng sống con người. Khương lão phu nhân rất vui vì sự chính trực của cháu gái mình và nghĩ rằng bà nên nói chuyện này với Khương Nguyên Bách. Tiết Phương Phi đề cập rằng đây là một âm mưu của Lý gia, và lý do nàng ấy đứng ra giúp đỡ Tiết Hoài Viễn cũng là vì Khương gia. Khương phu nhân thông báo sự việc cho Khương Nguyên Bách, cho rằng Lý gia đã ra tay trước, đồng thời bàn bạc cách đối phó với Lý gia. Khương Nguyên Bách lo lắng giúp đỡ vụ án Tiết gia sẽ khiến Lý gia trả thù mình nên do dự. Khương phu nhân tin rằng lúc này mình nên giúp đỡ Tiết Phương Phi, phản công lại Lý gia, không nên thờ ơ. Khi ngày xét xử đến, Uyển Ninh chọn y phục đỏ tham dự, Thẩm Ngọc Dung khuyên nàng đừng đùa với lửa và tự làm hại chính mình. Uyển Ninh hỏi hắn ta có cơ hội khác sẽ chọn ai. Thẩm Ngọc Dung ôm Uyển Ninh và nói thà chết còn hơn. Khi Lý Trọng Nam nhìn thấy Tiết Phương Phi, hắn đã chủ động chào hỏi nàng ấy. Hắn rất tin tưởng rằng phiên tòa này sẽ không liên lụy đến hắn, đồng thời nhắc nhở Tiết Phương Phi rằng kẻ thù phải bị bao vây. Tiết Phương Phi bình tĩnh yêu cầu ông đừng ép người quá đáng. Tiêu Hoành từ phía sau xuất hiện, cứu Tiết Phương Phi. Tiết Phương Phi biết Lý Trọng Nam đã chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Hoành có chuyện gì cũng báo trước cho nàng biết, để nàng yên tâm. Tiết Phương Phi đã sửa chiếc khăn tay và trả lại cho Tiêu Hoành, đề cập đến thân thế của hắn. Lúc này Khương Nguyên Bách xuất hiện, hắn bảo Tiết Phương Phi đừng sợ, nói rằng ông sẽ đứng ra làm chủ cho nàng. Tại buổi chầu, do người dân Hoài Hương đoàn kết trong vụ án nhằm khỏi lại sự bất công dành cho Tiết gia, vụ án được xét xử lại và đích thân Hoàng thượng giám sát. Chu Công tra hỏi Tiết Phương Phi, Tiết Phương Phi kể lại tất cả vụ việc. Nàng hy vọng Hoàng thượng sẽ trả lại công lý cho Tiết gia. Ngụy Thị Lang của bộ hình phạt, người ban đầu xét xử vụ án, nói rằng các nhân chứng và vật chứng đều chỉ ra Tiết Hoài Viễn. Chu Công tin rằng Tiết Phương Phi có bằng chứng mới, nhưng Tiết Phương Phi lại không thể đưa ra bằng chứng mới nào. Lý Trọng Nam nhân cơ hội này để đổi trắng thành đen, nói rằng Tiết Phương Phi xúi dục người dân tụ tập ở kinh thành gây rối. Tiết Phương Phi yêu cầu Hoàng thượng kết tội Tiết Hoài Viễn. Nàng chỉ ra rằng vụ án tham ô của Tiết Hoài Viễn đầy sơ hở, việc kết tội ông chỉ với 5.000 lạng bạc. Nàng vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến âm mưu đằng sau nó. Tiết Phương Phi yêu cầu người dân làm chứng. Ngụy Thị Lang cho rằng người dân đã bị mua chuộc và không thể phán xét dựa trên những gì họ nói. Lý Trọng Nam cũng đề cập đến vụ tham nhũng Thanh Châu, tin rằng quan chức tham nhũng sẽ dùng một phần tiền để lấy lòng người dân và một phần tiền để thay nhà. Nhưng khi quan kiểm duyệt hoàng gia công bố tài sản của Tiết Hoài Viễn, chỉ tìm thấy trong nhà ông chỉ có 5.000 lạng, trong khi Phùng huyện lệnh có 20 triệu lạng. Các thuộc hạ cũ của Tiết Hoài Viễn đã lấy tình mạng mình ra cam kết làm chứng cho hắn. Ngụy Thị Lang lo lắng đứng ra bào chữa và kết luận rằng Tiết Hoài Viễn có tội. Hồng Hiếu Đế nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch và điên cuồng của Tiết Hoài Viễn, mọi người có mặt đều cảm thấy áy náy.
Hoàng thượng liền ra lệnh cho điều tra lại vụ án một cách công khai, cho rằng một thần quan trung thành bị hại cho thành ra thế này là lỗi của hắn. Hoàng thượng đánh giá cao sự dũng cảm và mưu lực của Tiết Phương Phi, Tiêu Hoành đề nghị xét xử vụ án cướp tù nhân của Tiết Phương Phi. Khương Nguyên Bách đứng lên và bày tỏ sự xấu hổ với tư cách là một người phụ thân của Khương Lê. Hồng Hiếu Đế hỏi Tiết Hoài Viễn còn có người thân nào không, và được biết rằng Tiết Chiêu đã bị giết và Tiết Phương Phi chính là người vợ đã qua đời của Thẩm Ngọc Dung. Tiêu Hoành chế giễu rằng đây là một tính toán giàn dựng chỉ có thể thực hiện bằng lời nói. Hồng Hiếu Đế yêu cầu Tiêu Hoành chịu trách nhiệm điều tra sự thật về vụ án Tiết gia. Uyển Ninh bất ngờ xuất hiện và nói rằng Hồng Hiếu Đế đang bị dẫn dụ. Nàng chỉ ra rằng Tiết Phương Phi và Khương Lê trông giống nhau. Uyển Ninh chỉ ra rằng Tiết Phương Phi có ngoại hình độc đáo. Nàng đã may mắn gặp được Tiết Phương Phi, nhưng nàng không ngờ rằng Khương Lê trông giống hệt Tiết Phương Phi như vậy. Uyển Ninh kích động Khương Nguyên Bách, cho rằng nàng ấy không thể nào sau khi đến từ Trinh Nữ Đường lại thông minh như vậy. Tiết Phương Phi rất bình tĩnh, Tiêu Hoành đã nói cho nàng biết chuyện này. Uyển Ninh đề nghị bảo đường chủ của Trinh Nữ Đường làm chứng. Khi đường chủ nhìn thấy Tiết Phương Phi, bà ta kết luận rằng đó là nàng và buộc tội nàng đã giết Khương Lê thật sự. Tiết Phương Phi yêu cầu đường chủ cung cấp bằng chứng để khiến mọi người nghi ngờ lời thú tội của nàng với lý do tư cách đạo đức sa đọa của nàng. Uyển Ninh nhìn Tiêu Hoành, cho rằng bọn họ cố ý cấu kết để che giấu đường chủ ở Huệ Thành, nàng phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được người này. Tiết Phương Phi yêu cầu người dân Hoài Hương và thuộc hạ cũ của Tiết Hoài Viễn ra làm chứng. Họ đều phủ nhận Tiết Phương Phi là Khương Lê khiến đường chủ không nói nên lời, không dám lên tiếng. Tiết Phương Phi từng nhờ Tiêu Hoành giúp tìm trinh nữ. Nàng đã gián tiếp giáng một đòn tàn nhẫn vào Khương Lê, nàng ta đã đứng ra làm chứng và nói rằng người trước mặt này chính là Khương Lê. Đường chủ ngay lập tức phát điên và buộc tội trinh nữ nói dối. Thấy đường chủ thất bại, Uyển Ninh yêu cầu Thẩm Ngọc Dung trước mặt mọi người xác nhận nàng không phải Khương Lê hay không. Thẩm Ngọc Dung nhìn Tiết Phương Phi, ánh mắt hai người chạm nhau. Uyển Ninh tưởng rằng Thẩm Ngọc Dung sẽ đứng về phía nàng, nhưng Thẩm Ngọc Dung lại nói đó không phải Tiết Phương Phi. Uyển Ninh gấp gáp muốn đào mộ để kiểm tra hài cốt. Nàng ta đã tìm thấy mộ ở núi Thanh Trình và muốn tiến hành kiểm tra xương để xác nhận thân phận của Tiết Phương Phi. Khương Nguyên Bách nghe được lời nói của Uyển Ninh, trong lòng nghi ngờ Tiết Phương Phi nhưng lại không muốn đào mộ kiểm tra xương cốt. Ông đứng ra bày tỏ tin tưởng Tiết Phương Phi chính là Khương Lê, muốn đưa nàng về nhà. Thấy mọi việc không suôn sẻ, trong buổi chầu Uyển Ninh đã hành động ngạo mạn. Hồng Hiếu Đế không thể dung thứ cho nàng và ra lệnh đưa nàng về cung công chúa. Uyển Ninh tức giận rút kiếm của thị vệ ra giết hắn, đồng thời cũng muốn giết Tiết Phương Phi. Khương Nguyên Bách đứng lên trước mặt Tiết Phương Phi, Tiêu Hoành ngăn cản. Hồng Hiếu Đế hạ lệnh giam Uyển Ninh vào phủ nàng chúa. Sau sự việc, Khương Nguyên Bách mặc dù biết chuyện gì xảy ra, nhưng ông cũng không trách Tiết Phương Phi, để nàng nhớ kỹ thân phận của mình chính là Khương Lê. Tiết Phương Phi yêu cầu đến Diệp gia, người dân Hoài Hương muốn ăn mừng sự bất công của Tiết Hoài Viễn giải quyết. Tiêu Hoành quay lại đã thấy Tiết Phương Phi đang đợi mình ở cửa. Tiết Phương Phi nhờ anh giúp mình di chuyển mộ của Khương Lê. Tiêu Hoành biết điều đó và muốn Tiết Phương Phi đi cùng mình. Hai người đến núi Thanh Trình, Tiết Phương Phi nhìn ngôi mộ trước mặt, không chỉ chôn cất Khương Lê thật mà còn chôn vùi Tiết Phương Phi bị Thẩm Ngọc Dung giết chết. Tiêu Hoành muốn nàng giải phóng cảm xúc, để nàng vĩnh viễn vĩnh biệt nơi này, hắn rất hài lòng coi Tiết Phương Phi là một quân cờ. Để ngăn chặn Uyển Ninh đào mộ, hắn ta đã tìm người thay xương và cải táng Khương Lê. Thẩm Ngọc Dung đi lang thang trên đường, không khỏi rơi vào hồi ức, nhớ tới Tiết Phương Phi. Khi tỉnh táo lại, quay lại thì thấy Tiết Phương Phi cũng đang ở trong chợ. Tiết Phương Phi nói điều gì đó, nghĩ rằng Tiết Phương Phi trước đây đã buông bỏ mối hận thù của mình sau khi nghe điều này. Thẩm Ngọc Dung cảm thấy áy náy và đau lòng, Lý Trọng Nam quỳ xuống cầu tha mạng, cho rằng mình đã phạm sai lầm. Uyển Ninh không trách móc mà nhờ hắn ta giúp chuyển tin nhắn bí mật cho Thái Bạc Lãnh. Bởi vì Thẩm Ngọc Dung không giúp Uyển Ninh nên bị nàng phạt quỳ trong tuyết cả đêm. Tiêu Hoành đang đợi tiệc nướng trong sân, nhờ Văn Kỷ gọi Tiết Phương Phi tới. Văn Kỷ biết sẽ khó khăn nhưng lại sợ bị trừng phạt. Trong bữa tiệc mừng, mọi người đều dự định trở về Hoài Hương sống tiếp cuộc đời của mình. Diệp Minh Dục cũng chuẩn bị bước ra. Khương lão phu nhân đang chuẩn bị tiệc để chờ Tiết Phương Phi, nhưng Tôn Ma Ma nói rằng nàng ấy đang chiêu đãi người dân Hoài Hương tại Diệp gia. Khương lão phu nhân cũng không vui khi Tiết Phương Phi đang đi cùng người dân Hoài Hương. Văn Kỷ yêu cầu nàng gặp Tiêu Hoành. Tiết Phương Phi đến hẹn nhưng Tiêu Hoành nói rằng nàng không mời hắn. Tiết Phương Phi thấy hắn ghen tị nên khen ngợi thêm vài lời, cho rằng Tiêu Hoành là người giúp đỡ lớn nhất trong việc lật ngược vụ án. Tiêu Hoành trong lòng vui mừng đáp lại chúc mừng của Tiết Phương Phi. Không ngờ Tiết Phương Phi lại nhắc tới Tư Đồ Cửu Nguyệt. Tiêu Hằng cho rằng nàng đến gặp hắn là có mục đích khác. Tiêu Hoành đột nhiên cảm thấy rượu không còn thơm nữa, cố ý rót đi. Tiết Phương Phi khen hắn trông đẹp trai kể cả khi tức giận. Tiêu Hoành uống ly rượu đó sau khi nhìn nàng rời đi. Tiết Phương Phi nhìn Tiết Hoài Viễn đang hôn mê, nàng cho rằng luật trời sẽ hướng về người tốt. Diệp Thế Kiệt nhìn thấy nàng quay lại và hỏi nàng có phải Tiêu Hoành đã làm khó nàng không. Anh cho rằng Tiêu Hoành thường thờ ơ và lo lắng rằng mình sẽ bắt nạt Tiết Phương Phi. Tiết Phương Phi nói không và nhờ Diệp Thế Kiệt tạm thời chăm sóc Tiết Hoài Viễn. Quý Thục Nhiên lại ghét Tiết Phương Phi, nàng muốn tìm cách đuổi Tiết Phương Phi ra khỏi Khương gia càng sớm càng tốt. Nàng không hài lòng với việc mọi người nói thay nàng. Tôn Ma Ma lấy lá thư ra, nói là của Uyển Ninh gửi cho Quý Thư Nhiên. Quý Thục Nhiên đến nhà nàng chúa để gặp Uyển Ninh. Uyển Ninh đã đưa ra lời khuyên để kỷ luật Tiết Phương Phi. Nàng nói rằng thủ đô đã từng bị ám ảnh và sau đó yêu cầu Tai Bù Linh khắc phục tình hình. Tiết Phương Phi bị tà linh ám, cho nên nàng tiến cử Thái Bất Linh, hy vọng nàng có thể thuyết phục Khương Nguyên Bách vào nhà trừ tà. Lý Trọng Nam gửi tin nhắn cho Uyển Ninh và yêu cầu Tai Bù Linh ra tay. Hắn ta sử dụng phép thuật phù thủy để điều khiển cơ thể con người và những người này đã cố tình xuống đường và tự thiêu.
Những người có mặt tại hiện trường khi tận mắt nhìn thấy đều vô cùng sợ hãi, mọi người bàn tán rất nhiều, cho rằng nguyên nhân là do Hồng Hiếu Đế cấm đoán Uyển Ninh. Tiêu Hoành đoán có người cố ý đứng sau, hắn nhờ Lục Ký dập tắt tin đồn, còn Văn Kỷ gửi tin nhắn cho Tiết Phương Phi. Đồng Nhi mời Tiết Phương Phi ra ngoài ít hơn, Tiết Phương Phi biết Uyển Ninh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, Quý Thư Nhiên cũng sẽ ra tay. Đối mặt với tình hình, Quý Thục Nhiên đến Thái Bạc Lãnh và nhìn thấy một bức tranh trên tường. Bức tranh hóa ra chính là hình ảnh trước đây của nàng, khiến nàng rơi vào ký ức. Khi đó, nàng và Liễu Văn Tài yêu nhau nhưng Ji Yan Lin đã ngăn cản họ. Sau khi kết hôn với Khương Nguyên Bách, nàng gặp lại Liễu Văn Tài. Sau khi cố tình kéo dài tình cảm với anh, nàng trói anh lại và đốt lửa trong nhà. Liễu Văn Tài ngăn nàng lại và Quý Thục Nhiên nhận ra rằng nàng không thể tin được Liễu Văn Tài Văn Kinh sống. Liễu Văn Tài bây giờ đã trở thành Y Bù Linh. Hắn ta nói rằng hắn ta sẽ giúp nàng giết Tiết Phương Phi nhưng lại yêu cầu nàng ở lại với hắn. Khi Khương Ngọc Nga trở về nhà cha mẫu thân nàng lần đầu tiên, Chu Diên Bang không đi cùng nàng. Khương Nhược Giao biết rằng nàng không được ưu ái trong gia đình Chu. Vợ chồng Khương Nguyên Hưng nhìn thấy món quà của con gái họ là của hồi môn, họ biết được nàng không được nhà họ Chu hoan nghênh và bị Chu Diên Bang đánh đập, họ rất đau lòng nhưng bất lực. Khương Nhược Giao vẫn đang nghĩ về Chu Diên Bang cũng lén lút tặng quà cho nàng. Quý Thục Nhiên đang có tâm trạng không tốt và muốn nhanh chóng đưa con trai của gia đình Chi kết hôn với Khương Nhược Giao. Khương Ngọc Nga ở nhà đề cập đến việc Tiết Phương Phi đã trở về nhà và cố tình nói rằng những gì xảy ra đêm đó là do Tiết Phương Phi đưa cho nàng ấy. Sau khi nghe điều này, Chu Diên Bang đã tức giận, đánh đập và mắng mỏ Khương Ngọc Nga. Cũng nảy sinh lòng căm thù Tiết Phương Phi, Khương Ngọc Nga không lo lắng, nàng nghĩ rằng chỉ cần nàng mang thai, nàng có thể trở thành vợ của nhà họ Chu. Khương Nhược Giao lấy chiếc châm cài tóc do Chu Diên Bang tặng ra, nghĩ rằng Chu Diên Bang Văn Kin tình cảm với nàng. Quý Thục Nhiên đột nhiên vào nhà và yêu cầu nàng hẹn hò với nhà Chi càng sớm càng tốt, nhưng Khương Nhược Giao không sẵn lòng. Thấy nàng mất tập trung, Quý Thục Nhiên tìm lại bức thư tình Chu Diên Bang đưa cho nàng, tức giận xé nó đi. Sau đó hắn ta giật chiếc châm cài tóc của nàng ra lệnh cho nàng thay y phục đi gặp anh Tề. Khương Cảnh Duệ trở lại Giang Gia và báo tin vui cho Tiết Phương Phi, nói rằng tình hình tai họa ở Định Châu đã ổn định. Duo Duo không tìm thấy manh mối nào từ lâu đã biết rằng ma chơi là một hiệu ứng hóa học và có ai đó đang giả vờ làm ma đằng sau nó. Hắn đoán rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Tiêu Hoành nhận ra rằng ma chơi là do con người tạo ra và người tự thiêu là do người khác xúi dục nên đã nhờ Văn Kỷ và những người khác điều tra xem những người đã khuất có điểm gì chung. Vào ngày Khương gia cúng tổ tiên, Khương Nguyên Bách đã dẫn người nhà đến đó cúng bái. Trước khi rời đi, Tiết Phương Phi đột nhiên một mình bước lên đài thờ tổ tiên, muốn quỳ lạy Diệp Chân Chân và cảm ơn sự tốt bụng của con gái Khương Lê đối với nàng. Vợ chồng Khương Nguyên Hưng cố tình thổi bùng ngọn lửa, tố cáo Tiết Phương Phi không thể tôn thờ nữ gia đình, điều này sẽ mang lại tai họa cho Khương gia. Khương Nguyên Bách không khiển trách, nhưng Yang hét lên rằng nàng đang vi phạm quy tắc của tổ tiên. Quý Thục Nhiên bước tới ngăn cản nàng và cưỡng bức Tiết Phương Phi để ngăn cản nàng thờ cúng. Một người phụ nữ điên cuồng đột nhiên bước ra, đẩy Quý Thục Nhiên ra, không ngừng hét lên Nguyệt Nhi. Quý Thục Nhiên tát nàng một cái, người hầu kéo nàng đi, nhưng nàng vẫn nhìn Tiết Phương Phi. Sau khi mọi người rời đi, Khương Cảnh Duệ khen Tiết Phương Phi thật tuyệt vời. Tiết Phương Phi tò mò về người phụ nữ điên và biết được rằng nàng ấy là dì Hu. Theo Khương Cảnh Duệ, vợ lẽ Hu đã có thai trước vợ chính và Khương lão phu nhân không cho đứa trẻ ở lại. Chính Diệp Chân Chân đã nhiều lần yêu cầu giữ lại đứa trẻ. Đứa trẻ được sinh ra tên là Khương Nguyệt, Diệp Chân Chân và dì Hu rất hợp nhau cho đến khi Quý Thục Nhiên xuất hiện sau khi Diệp Chân Chân qua đời. Khương Nguyệt vô tình bị chết đuối khi đang chơi bên hồ, khiến dì Hu phát điên. Quý Thục Nhiên nhốt nàng vào kho chứa củi, sau đó Khương lão phu nhân đã sắp xếp nàng vào phòng thờ tổ tiên. Tiết Phương Phi cảm thấy kỳ lạ, nàng nói với Đồng Nhi về điều này và cho rằng dì Hu đang giả điên và Đồng Nhi không để ý, hai người vừa lên xe vừa trò chuyện. Người lái xe ngựa từ xa đã gợi ý cho Khương Nhược Giao rồi đưa anh đến một khu rừng hẻo lánh, cố tình cho rằng xe ngựa bị hỏng. Tiết Phương Phi và Đồng Nhi phải xuống xe và tình cờ nhìn thấy xe ngựa của Khương Nhược Giao chỉ để Tiết Phương Phi lên. Trên xe, Khương Nhược Giao tố cáo Tiết Phương Phi đã lấy đi mọi thứ của nàng. Tiết Phương Phi đáp lại rằng khi nàng quay lại, nàng chỉ muốn lấy thứ thuộc về Khương Lê. Nỗi đau khổ mà nàng phải chịu đựng trong Trinh Nữ Đường gấp ngàn lần, Khương Nhược Giao vẫn không tin và đổ lỗi cho Tiết Phương Phi về cuộc hôn nhân của nàng với Chu Diên Bang. Đột nhiên, xe ngựa dừng lại, có người dùng dao đe dọa Tiết Phương Phi xuống xe, dẫn nàng vào căn nhà gỗ bỏ hoang. Chu Diên Bang từ trong nhà xuất hiện, hung hăng nhìn Tiết Phương Phi. Tiết Phương Phi muốn trốn thoát nhưng bị Chu Diên Bang đánh bất tỉnh và trói lại. Khương Nhược Giao có tranh chấp với Chu Diên Bang, ban đầu nàng nghĩ rằng Chu Diên Bang sẽ bỏ trốn cùng nàng, nhưng nàng không ngờ rằng hắn ta sẽ giết Tiết Phương Phi. Khương Nhược Giao sợ hãi và muốn tìm người nhưng lại bị Chu Diên Bang đánh bất tỉnh. Tiết Phương Phi tỉnh dậy và nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, Chu Diên Bang đánh Khương Nhược Giao bất tỉnh và vào nhà để trút giận. Hắn ta tin rằng Tiết Phương Phi đã làm hại mình và muốn làm hoen ố danh tiếng của nàng trước khi giết nàng một cách dã man. Thấy Khương Nhược Giao đã tỉnh, Tiết Phương Phi cố ý trì hoãn thời gian, hỏi Chu Diên Bang hắn có thích Khương Nhược Giao không. Chu Diên Bang cười nhạo Khương Nhược Giao ngốc nghếch, dễ bị lừa. Nếu không phải nàng có thân phận là con gái thừa tướng, hắn căn bản sẽ không có cảm tình với nàng. Khương Nhược Giao nghe thấy điều này và khi Chu Diên Bang chuẩn bị tấn nàng Tiết Phương Phi, Khương Nhược Giao đã tấn nàng từ phía sau và làm bị thương Chu Diên Bang bằng một hòn đá. Khi Khương Nhược Giao nhìn thấy Chu Diên Bang bất tỉnh, nàng nghĩ rằng mình đã vô tình giết chết ai đó và sợ hãi đến mức thất bại. Tiết Phương Phi đánh thức nàng và yêu cầu nàng nhanh chóng về nhà với anh.
Khương Ngọc Nga đi theo đến đây và đưa Chu Diên Bang về nhà. Thấy con trai mình bị thương, mẫu thân của Chu phát hiện ra Tích Phương Phi đã làm điều đó và tức giận đi đến Khương gia. Khương Nguyên Bách gọi điện cho Tích Phương Phi để hỏi tình hình. Tích Phương Phi chỉ nói về hành vi vi phạm của Chu Diên Bang, nhưng không nói rằng Khương Nhược Giao tự mình giàn dựng. Mẫu thân của Chu không chịu buông tha vì cho rằng Tích Phương Phi chính là kẻ sát nhân. Tích Phương Phi để Khương Nhược Giao làm chứng, Quý Thư Nhiên gọi điện thoại cho nàng, giả vờ như không biết. Khi Khương Nguyên Bách hỏi lại nàng, Khương Nhược Giao lựa chọn im lặng. Tích Phương Phi cho nàng cơ hội nói ra, sau khi đấu tranh nội tâm, Khương Nhược Giao cuối cùng cũng thừa nhận và xác nhận những gì Tích Phương Phi nói là đúng. Nàng cũng nói rằng nàng đã vô tình làm bị thương Chu Diên Bang. Mẫu thân Chu nhờ Khương Nguyên Bách thay Chu Diên Bang quyết định, Khương Nguyên Bách bảo vệ Tích Phương Phi. Diệp Thế Kiệt ngay lập tức chạy đến Khương gia sau khi nghe chuyện này, nhưng Tích Phương Phi đã đi ra ngoài. Tiêu Hoành biết được Tích Phương Phi gặp tai nạn liền phái người mời nàng đến ăn tối để chúc mừng chiến thắng của nàng. Tích Phương Phi biết Tiêu Hoành biết tung tích của mình nên đã đùa đổi chỗ với anh để nhìn ra thế giới rộng lớn hơn. Tích Phương Phi uống một ly rượu liền buồn ngủ, trực tiếp ngủ ở chỗ Tiêu Hoành. Tiêu Hoành ngồi ở một bên, ngơ ngác nhìn nàng, cả ngày trôi qua trong nháy mắt. Khi Tích Phương Phi tỉnh lại, Tiêu Hoành đã huýt sáo cho nàng. Chu Diên Bang tỉnh dậy sau khi bị đánh vào đầu nhưng không thể cử động. Vợ chồng Khương Nguyên Hưng đến nhà Chu để đưa Khương Ngọc Nga về nhà, nhưng nàng nhất quyết ở lại nhà Chu để chăm sóc Chu Diên Bang, nghĩ đến việc trở thành bà nội của nhà Chu trong tương lai. Vợ chồng Khương Nguyên Hưng buồn bã rời đi, Khương Ngọc Nga theo dõi vào Chu Diên Bang, nhớ lại những trận đòn nặng nề mà anh đã đánh nàng, mỉm cười nói rằng nàng sẽ ở lại với anh để giữ anh sống sót. Tề phu nhân cùng con trai đến Khương gia cầu hôn, hứa hẹn sẽ tổ chức một đám cưới trọng đại cho Khương Nhược Giao. Sau khi tắm rửa xong, Khương Nhược Giao đến gặp gia đình Chi, anh Chi đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Khương Nhược Giao lại đối xử lạnh lùng với nàng. Quý Thục Nhiên sắp xếp cuộc hôn nhân bằng những lời tốt đẹp và hứa với gia đình Chi sẽ tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt. Lúc Tề gia chuẩn bị rời đi, Khương Nhược Giao đột nhiên đứng dậy nói rằng nàng không đồng ý cuộc hôn nhân như vậy. Chuyện này bày ra trước mặt Khương Nguyên Bách, hắn trách Khương Nhược Giao tự mình cự tuyệt Tề gia, khiến Quý Thục Nhiên xấu hổ. Khương Nhược Giao tin rằng nàng ấy nói đúng, nàng không hài lòng với sự sắp xếp của Quý Thục Nhiên và muốn đưa ra quyết định theo ý muốn của mình. Quý Thục Nhiên đau lòng, tưởng rằng cuối cùng mình cũng tìm được đối thủ với Tề gia nhưng lại bị Khương Nhược Giao làm hỏng. Khương Nhược Giao cảm thấy có lỗi, nàng cho rằng Quý Thục Nhiên từ nhỏ đã không để ý đến tình cảm của mình, hiện tại nàng không muốn tiếp tục như vậy nữa. Khương Nguyên Bách tức giận vì Khương Nhược Giao đã mâu thuẫn với Quý Thục Nhiên, nhưng Khương lão phu nhân đã thuyết phục nàng từ bỏ. Sau khi Khương Nhược Giao trở về nhà, Quý Thục Nhiên tức giận chất vấn, nghĩ rằng những gì nàng nói và làm hôm nay là do Tích Phương Phi xúi giục. Khương Nhược Giao phủ nhận việc nàng cho rằng Tích Phương Phi không tệ như Quý Thục Nhiên nói. Nàng chỉ muốn sống lại cuộc sống mà mình mong muốn và định nói với Khương Nguyên Bách rằng nàng sẽ đi du học. Quý Thục Nhiên không đồng ý, hai người xảy ra tranh chấp. Trong lúc tuyệt vọng, Quý Thục Nhiên đã tát Khương Nhược Giao. Khương Nhược Giao đề cập đến sự việc của Khương Nguyệt và tin rằng Quý Thục Nhiên không nên làm tổn thương người khác vì tương lai của nàng. Thấy tình hình không ổn, mẫu thân của Tôn đã thuyết phục Khương Nhược Giao đầu hàng và xin lỗi và bị Quý Thục Nhiên bắt giữ. Tích Phương Phi đến tổ tiên họ Giang để Đồng Nhi đến thăm dì Hu thì thấy nàng đang bị những người giúp việc bắt nạt, chỗ ở vô cùng đơn sơ và vắng vẻ. Tích Phương Phi không thể chịu đựng được nữa, mắng người giúp việc không biết gì và nhờ Đồng Nhi dạy dỗ nàng ấy. Sau khi nha hoàn rời đi, Tích Phương Phi hy vọng dì Hồ đừng giả ngu nữa, muốn nghe chuyện của nàng và Tưởng Nguyệt. Thấy dì Hu không tin, Tích Phương Phi kể lại câu chuyện đau khổ của Khương Lê ở Trinh Nữ Đường, nói rằng lần này nàng quay lại để trừng phạt những kẻ đã làm tổn thương Khương Lê. Dì Hu cuối cùng cũng lên tiếng và nói rằng cái chết của Khương Nguyệt không phải là một tai nạn. Theo lời dì Hồ, khi Quý Thục Nhiên gả vào Khương gia, bà luôn cảm thấy người phụ nữ này có gì đó không ổn. Tuy nhiên, bà không ngờ rằng vì trò chơi giữa bọn trẻ nên Quý Thục Nhiên đã đẩy Tưởng Nguyệt đến mức đánh vào người. Non bộ chết tại chỗ, đồng thời xúi dục mẫu thân mặt trời gây tai nạn. Chính Đái Tần, người giúp việc riêng của ông lúc đó, đã tận mắt chứng kiến. Để cứu mạng nàng, dì Hu đã phải giả điên và hành động ngu ngốc. Quý Thục Nhiên về nhà gặp Ji Yanlin. Ji Yanlin trách nàng không đủ tàn nhẫn và gây ra căng thẳng giữa anh và gia đình Chi. Quý Thục Nhiên nhớ tới nàng bị Quý Ngạn Lâm ép rời khỏi Lưu Văn Tài, nhưng Quý Ngạn Lâm lại muốn nàng gả cho hầu phủ một tên ngốc. Để không đến hầu phủ, dưới sự xúi dục của Ji Yanlin, nàng đã đầu độc người chị tốt Diệp Chân Chân của mình cho đến chết, sau đó gả nàng vào Khương gia làm trưởng phi. Quý Thục Nhiên nhờ Tôn Ma Ma cho Khương Nhược Giao uống thuốc, cố ý làm cho Khương Nhược Giao trước mặt Khương Nhược Giao đau lòng, cho rằng Khương Nhược Giao bị tà ma ám, hy vọng hắn sẽ tìm được một mệnh lệnh bói toán đến nhà trừ tà, linh hồn quỷ dữ. Sau khi Khương lão phu nhân biết chuyện, bà cũng không ngăn cản, bà biết rất rõ, bà chỉ muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Khương Cảnh Duệ bị sốc và đến gặp Tích Phương Phi để kể chuyện cho nàng ấy. Tích Phương Phi biết mục tiêu của Quý Thư Nhiên là chính mình, nàng chuẩn bị làm ác linh. Văn Kỷ đã tìm ra tung tích của Quý Thục Nhiên và biết được Thái Bạc Lãnh có quan hệ họ hàng với Uyển Ninh. Họ đề xuất nhân cơ hội này để tiêu diệt Taibu Department. Tích Phương Phi bất ngờ đến thăm và muốn nhờ anh hợp lực để đối phó với bộ Taibu và giúp nàng tìm một người giỏi nói tiếng bụng. Tiêu Hoành sẵn sàng đồng ý rằng việc tiêu diệt bộ Taibu sẽ phù hợp với mong muốn của hắn. Trước tiên, hắn ta sẽ yêu cầu mọi người loại bỏ nhân sự của bộ Taibu, hắn ta tin tưởng Tích Phương Phi. Văn Kỷ nói thêm mấy câu nữa cũng không bị quân trượng đánh trúng, cười nói tâm tình vui vẻ. Tôn Ma Ma đưa viên thuốc cho Quý Thục Nhiên để Khương Nhược Giao uống trước buổi lễ. Quý Thục Nhiên nhờ nàng để mắt đến dì Hu, đừng gây rắc rối cho mẫu thân Sun.
Nàng luôn cảm thấy Quý Thục Nhiên quá không đáng tin cậy và cho rằng Quý Thục Nhiên quá giống Quý Thục Nhiên. Nàng nhớ Quý Thục Nhiên, người dám làm vậy, yêu và ghét trước đây, đồng thời nhắc nhở nàng phải chăm sóc bản thân. Tiết Phương Phi lo lắng về sự hỗn loạn trong buổi lễ nên đã nhờ Đồng Nhi tìm một nơi an toàn và hỏi nàng ấy nghĩ gì về cuộc sống tương lai của mình. Đồng Nhi bày tỏ rằng nàng ấy muốn sống một cuộc sống với y phục đẹp và đồ ăn ngon. Tiết Phương Phi đã tặng nàng ấy một mặt dây chuyền ngọc bích và dự định mua cho nàng ấy một căn nhà ở Lục Dương sau khi chuyện này xảy ra. Nàng ấy cũng đang cân nhắc việc tìm một ngôi nhà tốt cho nàng ấy. Liễu Văn Tài đưa người đến Khương gia và cố tình giở trò đồi bại trước mặt Khương Nhược Giao sau khi vùng vẫy nôn ra máu, và mẫu thân của Quý Thục Nhiên và Sun tạo ra sự hoảng loạn. Liễu Văn Thái cảm giác được Khương gia có tà khí, liền làm cho sự tình trở nên rất nghiêm trọng. Hắn muốn mở một diễn đàn ở Khương gia để tìm kiếm ác linh chủ nhân. Sau khi nghe được lời này, Khương Nguyên Bách vội vàng triệu tập Khương gia, gia đình. Liễu Văn Tài làm những cử chỉ ngông cuồng với những người ở Taifu Department. Hắn ta bịt mắt dưới hào quang sấm sét, chỉ một thanh kiếm bằng gỗ gụ vào Tiết Phương Phi và nói rằng nàng là vật chủ của ác linh. Đồng Nhi, Khương Cảnh Duệ và những người khác đều lên tiếng thay Tiết Phương Phi, cho rằng Liễu Văn Tài là kẻ vu khống và họ không tin Tiết Phương Phi là kẻ xấu xa. Quý Thục Nhiên giả vờ thay Tiết Phương Phi nói chuyện, nhưng Tôn Ma Ma lại cố tình đổ thêm dầu vào lửa, nói Tiết Phương Phi tính tình hoàn toàn khác. Khương Nguyên Bách lâm vào trầm tư. Liễu Văn Tài tạo ra bầu không khí bất thường và muốn đưa Tiết Phương Phi đến một ngôi chùa đạo giáo để xua đuổi tà ma, đe dọa rằng tà ma sẽ làm hại Khương gia. Khương Nguyên Bách bối rối không quyết định được nên muốn hỏi ý kiến của Quý Thư Nhiên. Quý Thục Nhiên giả vờ buồn bã và muốn đưa Tiết Phương Phi đến chùa đạo giáo. Lúc này, người do Tiêu Hoành sắp xếp tiến vào hiện trường. Tiết Phương Phi nhìn thấy nàng bị đóng khung là ác linh, cố ý dùng thủ đoạn, nàng đột nhiên phát điên, khóe miệng chảy máu, khiến cho giống như Tưởng Nguyệt đã bị chiếm hữu. Khương Nguyên Bách sửng sốt, hắn nhận ra Giang Nguyệt Thanh Âm, kinh ngạc nhìn Tiết Phương Phi. Ánh mắt Quý Thục Nhiên ám chỉ Lưu Văn Tài, bảo hắn kéo Tiết Phương Phi đi. Khương phu nhân vội vàng chạy tới, muốn biết tình huống của Tưởng Nguyệt để bọn họ không thể chạm vào Tiết Phương Phi. Tiết Phương Phi gọi cho Khương Nguyên Bách và liên tục hét lên rằng nàng ấy bị đau đầu khi nhìn Quý Thục Nhiên. Dì Hu vội chạy ra phàn nàn với bà Giang. Một lúc sau, Tiết Phương Phi tỉnh lại, Khương Nguyên Bách hỏi nàng tình huống, nàng nói cho Tưởng Nguyệt chuyện mình bị sát hại, Quý Thư Nhiên không nói nên lời. Thấy tình hình nguy kịch, Liễu Văn Tài nghe lời Quý Thục Nhiên và dùng kiếm đâm Tiết Phương Phi, nhưng Đồng Nhi đã chặn kiếm cho nàng. Nhưng những người xung quanh không phải là đối thủ của Liễu Văn Tài. Liễu Văn Tài muốn giết Tiết Phương Phi một lần nữa nhưng lại dùng kiếm đâm vào Đồng Nhi. Ai đó do Tiêu Hoành sắp xếp đã đến và đâm chết Liễu Văn Tài. Liễu Văn Tài đã giúp buộc Quý Thục Nhiên rời đi, nhưng cuối cùng hắn ta bị thương quá mức không thể sống sót. Trước khi chết, anh Văn Kim suy nghĩ về quá khứ của mình với Quý Thục Nhiên. Quý Thục Nhiên cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nàng không hề sợ hãi mà bật khóc. Tiết Phương Phi không thể bình tĩnh lại sau cái chết của Đồng Nhi và nàng ấy không thể chấp nhận sự ra đi của Đồng Nhi. Khương Nguyên Bách đã mang xác của Đồng Nhi đi, trong khi Tiết Phương Phi đuổi theo nàng trong nước mắt và ngất xỉu xuống đất vì quá buồn. Trước khi Đồng Nhi chết, nàng đã yêu cầu Tiết Phương Phi chôn cất nàng và Khương Lê cùng nhau. Vụ án của Khương Nguyệt cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, nhưng dì Hu đã treo cổ tự tử. Bà đã để lại một lá thư tuyệt mệnh nói cho họ biết sự thật về vụ sát hại Diệp Chân Chân bởi Quý Thục Nhiên. Khương Nguyên Bách cũng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự việc này và ngồi một mình trong thư phòng mà khóc. Tiêu Hoành đã phong ấn văn phòng Taibu, Hồng Hiếu Đế rất hài lòng khi biết được chuyện này. Uyển Ninh vì thế cảm thấy oán hận Tiết Phương Phi, Ji Yan Lin tức giận và phàn nàn với Lệ Phi rằng Quý Thục Nhiên bị điên, cho rằng nàng vô ơn và hành hạ anh. Lệ Phi chế nhạo, tố cáo Quý Ngạn Lâm lợi dụng chị em mình làm nàng cụ để bám víu vào kẻ mạnh. Để cứu Quý Thục Nhiên, Lệ Phi yêu cầu Quý Ngạn Lâm chủ động từ chức thánh chủ, muốn đi tu, tiến vào miếu. Ji Yan Lin không tin và không chịu đi chùa, Lệ Phi hứa sẽ đưa anh ra khỏi chùa khi sự việc lắng xuống, nếu không nàng dọa anh sẽ đánh mất chính mình. Khương lão phu nhân vẻ mặt buồn bã, cho rằng mình có lỗi với mẫu thân con Diệp Chân Chân, đồng thời hiểu lầm Khương Lê đã giết mẫu thân và anh trai mình. Sau khi bàn bạc với Khương Nguyên Bách, bà đã lên kế hoạch cho rượu độc để kết liễu mạng sống của Quý Thục Nhiên. Tiết Phương Phi đề nghị tiễn Quý Thục Nhiên, nhưng Khương lão phu nhân để nàng ấy xử lý, nói rằng nàng ấy có lỗi với Tiết Phương Phi, khiến nàng ấy bị giam trong Trinh Nữ Đường và phải chịu sự bất công. Tiết Phương Phi tỏ ra vô cảm. Tiết Phương Phi trở lại trong viện, nhìn thấy Khương Nguyên Bách ngơ ngác ngồi trên ghế. Khương Nguyên Bách trên mặt tràn đầy tang thương, hắn không thể tưởng tượng được Quý Thư Nhiên lại tàn nhẫn như vậy đối với Tiết Phương Phi, hy vọng nàng sẽ tha thứ cho hắn. Tiết Phương Phi không tha thứ, nàng tâm sự rằng Khương Lê đã bị tra tấn trong Trinh Nữ Đường, dù sự thật đã được phơi bày nhưng nàng sẽ không bao giờ quay lại. Sự thuyết phục của Khương lão phu nhân là vô ích và bà đã làm theo ý tưởng của Khương Nguyên Bách. Sau khi Thành Vương thắng trận, Lý Trọng Nam đề xuất tại triều đình rằng Thành Vương được thăng cấp cao hơn và những người khác sau đó đã tán thành đề xuất này. Hồng Hiếu Đế rất không hài lòng với vấn đề này, ông cho rằng nước đi này diễn ra không tốt. Tiêu Hoành khuyên hắn ta không nên xáo trộn vị trí của mình. Hắn ta có được thông tin để báo cáo với hoàng tử Đại Chiêu để dập tắt cuộc xung đột dân sự và muốn sử dụng điều này để thiết lập liên minh với Đại Chiêu. Hồng Hiếu Đế dự định phái Thẩm Ngọc Dung đi tiếp phái đoàn Giao Cang, muốn dùng Tiết Phương Phi làm quân cờ. Hắn biết Thẩm Ngọc Dung có Uyển Ninh sau lưng. Tiêu Hoành lo lắng Tiết Phương Phi sẽ gặp nguy hiểm. Hồng Hiếu Đế thấy rằng hắn quan tâm đến Tiết Phương Phi, nhưng thái độ kiên quyết của Hồng Hiếu Đế bảo hắn không nên có cảm xúc với Tiết Phương Phi. Tiêu Hoành cử thêm người đi tìm Tư Đồ Cửu Nguyệt. Thành Vương biết được chuyện này và chuẩn bị tiêu diệt liên minh giữa Đại Yên và Giao Cang và ám sát nàng chúa Giao Cang. Thẩm Ngọc Dung chịu trách nhiệm tiếp nhận nhiệm vụ, những người khác tới nhờ Thẩm Ngọc Dung chăm sóc.
Liễu Nhứ nhận thấy Tích Phương Phi gần đây đang có tâm trạng không tốt, Diệp Thế Kiệt đã đề nghị giúp nàng được chọn tham gia bữa tiệc chiêu đãi của phái đoàn Cho Càng. Anh nhận ra tư cách của nàng và hy vọng rằng nàng sẽ được chọn, thuyết phục nàng ấy từ bên lề. Tích Phương Phi bày tỏ lòng kính trọng trước mộ Tiết Chiêu, nàng tự trách mình về cái chết của Đồng Nhi và tin rằng mọi người xung quanh đều bị giết vì nàng. Trời bỗng đổ mưa to, Tiêu Hoành xuất hiện cầm ô cho anh. Giao Ke đã giúp Tích Phương Phi tìm thấy Hai Tang đang vô cùng sợ hãi và Tích Phương Phi muốn nàng sống thật tốt. Tích Phương Phi nhờ Tiêu Hoành giúp đỡ và muốn Tư Đồ Cửu Nguyệt chữa trị những vết sẹo trên mặt Tiết Hoài Viễn. Và Tiêu Hoành hỏi nàng ấy liệu nàng ấy có sẵn lòng đến khi đại thắng trở về để tiếp phái đoàn hay không. Tích Phương Phi nhờ Diệp Thế Kiệt chuyển một tin nhắn nổi tiếng cho Thẩm Ngọc Dung và nàng ấy muốn tham gia nhiệm vụ. Thẩm Như Vân Giã muốn tham gia nhiệm vụ, lại vô tình nhìn thấy Tích Phương Phi cũng muốn tham gia. Khi mẫu thân của Sen biết rằng Tích Phương Phi sẽ tham gia, bà đã nhắc nhở Thẩm Ngọc Dung đừng xúc phạm Uyển Ninh. Vì nghĩ rằng Uyển Ninh đã cho nàng tất cả những năm tháng thịnh vượng và giàu có, và Thẩm Ngọc Dung đã tức giận vì xấu hổ. Khương Cảnh Duệ và những người khác nhận được sự chấp thuận của bài đăng nổi tiếng, nhưng Tích Phương Phi thì không. Tích Phương Phi nhờ Diệp Thế Kiệt giúp đỡ, nhờ hắn nói chuyện tử tế với nàng ấy trước mặt thánh chủ và hy vọng rằng Thẩm Ngọc Dung sẽ đích thân đến mời nàng ấy. Thẩm Ngọc Dung đành phải tán thành câu trả lời của Tích Phương Phi, thấy Diệp Thế Kiệt không muốn truyền đạt, liền đích thân đến thăm Khương gia. Tích Phương Phi nhìn thấy sự do dự của hắn ta và cho rằng hắn ta có lương tâm cắn rứt. Thẩm Ngọc Dung phê duyệt danh thiếp của Tích Phương Phi nhưng lại phản công nàng vào khoa âm nhạc, Khương Cảnh Duệ đứng ra bảo vệ nàng. Tích Phương Phi đoán Thẩm Ngọc Dung có chuyện muốn làm, biết được hắn chủ yếu biên soạn kinh điển, muốn nhìn hắn cùng Uyển Ninh trước tiên lộ ra khuyết điểm. Tích Phương Phi gia nhập khoa âm nhạc, nhưng cơ hội biểu diễn solo của nàng đã bị ông Xiao cố tình chế nhạo là kiêu ngạo và yêu cầu nàng chỉ hỗ trợ chơi đàn. Trong quá trình diễn tập, anh Tiêu đã lừa nàng không theo kịp nhịp nhạc nên Tích Phương Phi đã chủ động ở lại một mình để luyện tập. Văn Kỳ lảo đảo, miệng đầy tím tái, cuối cùng cũng tìm được Tư Đồ Cửu Nguyệt nhưng lại bị rắn độc cắn. Tiêu Hoành yêu cầu nàng tạm thời ở lại dinh thự công tước để giữ an toàn cho nàng cho đến khi hoàng tử Đại Chiêu đến gặp Yan, tình huống Cửu Nguyệt rất vui mừng. Nhưng Tiêu Hoành đã nhờ nàng giúp cứu hai người họ đoán rằng Tiêu Hoành đang cầu thay cho Tích Phương Phi và yêu cầu nàng đi cùng hắn ta để bắt nhện và cố tình tạo ra ảo giác rơi xuống nước, hy vọng thử được ý đồ của Tiêu Hoành. Thẩm Ngọc Dung chủ trì nàng việc liên minh, Tích Phương Phi mệt mỏi vì luyện tập cả ngày lẫn đêm. Lo lắng nàng sẽ ảnh hưởng đến buổi diễn tập của các nhạc sĩ nên đã thông báo chuyện này cho Thẩm Ngọc Dung yêu cầu nàng ngừng luyện tập và nghỉ ngơi. Đầu tiên, sau khi Diệp Thế Kiệt biết được chuyện này, hắn đã gửi thuốc cho Tích Phương Phi với hy vọng rằng hắn sẽ giúp nàng ấy nói chuyện trước mặt Hoàng thượng và lên kế hoạch tạo ra các hình thức biểu diễn mới đầy sáng tạo. Hồng Hiếu Đế ủng hộ ý kiến của Tích Phương Phi, nhưng Thẩm Ngọc Dung không có gì để nói. Tích Phương Phi đến học viện Hanlin để tìm Thẩm Ngọc Dung và tình cờ gặp Triệu Tề, người đã trêu chọc nàng về mối quan hệ của nàng với Thẩm Ngọc Dung. Thẩm Ngọc Dung sắp xếp để nàng đóng chung với Triệu Kỳ, nhưng Tích Phương Phi không từ chối. Nàng yêu cầu Tiết Nhi lấy chiếc khăn tay gấm ra và muốn thương lượng một thỏa thuận với Triệu Kỳ. Triệu Kỳ vốn là muốn xem tiết mục của Tích Phương Phi, không ngờ lại tham gia. Tích Phương Phi dùng khăn tay của Yun Jin để dụ hắn ta và yêu cầu hắn ta chủ động nói với Thẩm Ngọc Dung rằng hắn ta không muốn đóng chung với Triệu Tề và giả vờ không muốn hợp tác với nàng. Thẩm Ngọc Dung khiển trách hắn ta nên tập trung vào nhiệm vụ đại chiêu và không nên có cảm xúc cá nhân. Khi Triệu Tề không từ chức, Tích Phương Phi đã lừa nàng hợp tác diễn xuất với hắn, cố tình khiến Thẩm Ngọc Dung cảm thấy mối quan hệ giữa hai người rất đặc biệt và họ không thể hợp tác vì đã hẹn hò trước đó. Thẩm Như Vân tới tìm Thẩm Ngọc Dung, hai người tình cờ nghe thấy Tích Phương Phi và Triệu Kỳ đang cãi nhau. Nhìn thấy Triệu Kỳ tức giận rời đi, Thẩm Ngọc Dung hỏi Tích Phương Phi tại sao. Tích Phương Phi cho rằng Thẩm Ngọc Dung cố ý làm khó nàng, nàng nói sẽ không bỏ cuộc. Thẩm Ngọc Dung đành phải nói rằng nàng sẽ tìm một người bạn diễn, nàng ấy. Ngày hôm sau, Anh Du đến học viện Hanlin để báo cáo. Tình cờ gặp Triệu Tề và hỏi sao không nhận chuyện tốt này. Triệu Tề cố tình nói rằng Tích Phương Phi không phải vậy, việc hù dọa Anh Du cũng không tốt như tưởng tượng. Ông Du tin vào điều đó và giả vờ rằng mình bị tiêu chảy và không thể tập luyện. Không ngờ, Triệu Tề đã bị Tích Phương Phi mua chuộc và hứa sẽ đưa cho hắn ta một chuỗi hạt. Trời nổi giông bão, Tích Phương Phi đến buổi tập muộn. Khi biết Anh Du không có ở đây, nàng giả vờ như không biết. Thẩm Ngọc Dung an ủi nàng, bảo nàng đợi mưa tạnh rồi mới rời đi. Tích Phương Phi nhìn thấy những mảnh vỡ và nhớ lại quá khứ và biết rằng Thẩm Ngọc Dung muốn biên soạn nó thành một tác phẩm kinh điển. Hai người nói chuyện hồi lâu, Tích Phương Phi thăm dò tâm tình Thẩm Ngọc Dung, mặc dù hai người không nói rõ ràng, nhưng mỗi người đều biết rõ. Tích Phương Phi không khỏi cảm thấy buồn nôn khi rời khỏi học viện Hanlin. Tiêu Hoành nhìn thấy nàng mặc y phục của Thẩm Ngọc Dung và đưa nàng trở lại dinh thự công tước. Hai người trêu chọc nhau về việc độc thân, Tiêu Hoành nhắc nhở nàng rằng đến gần Thẩm Ngọc Dung là rất nguy hiểm. Tích Phương Phi tự tin muốn tìm cách xử lý Thẩm Ngọc Dung và nàng ấy không muốn lùi bước ngay cả khi đối mặt với Uyển Ninh. Tiêu Hoành hy vọng nàng sẽ không lôi anh vào kế hoạch này, nói rằng anh không thể gánh chịu tổn thất. Thẩm Ngọc Dung về nhà thì bị mẫu thân Thẩm thẩm vấn. Mẫu thân Thẩm nhắc nhở anh rằng cuộc sống hiện tại của anh không hề dễ dàng, anh không nên xúc phạm Uyển Ninh hay ở bên Tích Phương Phi. Thẩm Ngọc Dung nói rằng nàng biết mình nên làm gì và yêu cầu mẫu thân Sen không can thiệp. Tình đồ say khướt ở Cửu Cửu nên Tiêu Hoành định nhốt nàng trong phủ công tước cho đến khi phái đoàn Cho Cang đến gặp Yến. Tiêu Hoành mời Văn Kỳ ở lại, hắn cùng Lục Kỳ ra ngoài làm ăn. Sở Lam và những người khác đã theo dõi việc này rất lâu, tìm cơ hội tấn nàng Tư Đồ Cửu Nguyệt. Sau khi Tư Đồ tỉnh lại vào tháng 9, hắn ta hét lên rằng hắn ta sẽ chữa trị cho Tiết Hoài Viễn vì lo lắng bị quân phiệt đánh nên đã cùng nàng đến Diệp gia.
Diệp Thế Kiệt nghe nói họ là người của Tiêu Hoành và không cho họ vào. Tình huống Cửu Nguyệt ném con nhện độc ra, Diệp Thế Kiệt ngay lập tức bị trúng độc ở khóe miệng. Anh phải nhìn tình huống Cửu Nguyệt chuẩn bị chất độc cho Tiết Hoài Viễn. Tình huống đưa Văn Kỳ đi vào tháng 9 và chuẩn bị lặng lẽ bỏ chạy nhưng bị Sở Lam phục kích. Nàng và Văn Kỳ không phải là đối thủ của Sở Lam và họ bị thương nặng. Văn Kỳ giải độc cho Diệp Thế Kiệt và nhờ anh đi tìm Tiêu Hoành. Tình huống không còn cách nào khác là đánh bạc và ném bom xăng và cả ba người đều ngất xỉu. Sở Lam tỉnh lại, muốn giết Tư Đồ Cửu Nguyệt nhưng bị Tiêu Hoành ném ra chiếc quạt chặn lại, thả bom khói rồi trốn thoát. Tiết Phương Phi biết được điều này từ Diệp Thế Kiệt và ngay lập tức chạy đến phủ nàng tước và nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Tiêu Hoành. Tiêu Hoành giải thích thân phận của Tư Đồ Cửu Nguyệt và Tiết Phương Phi nói rằng anh sẽ đến gặp nàng mỗi ngày. Tiêu Hoành đã âm thầm vui mừng sau khi nghe được điều này. Tiêu Hoành sai người tiến hành lục soát nghiêm ngặt, họ đoán Sở Lam đang trốn trong nhà Lý nên định phá núi để dọa hổ. Khi đến giờ diễn tập, anh Du lại vắng mặt. Anh nhờ người nói với Thẩm Ngọc Dung rằng mẫu thân anh qua đời vì bệnh tật và anh đã bỏ đi. Thẩm Ngọc Dung đành phải hỏi những người muốn đóng chung với Tiết Phương Phi, mọi người ở hiện trường đều im lặng nên hắn nói sẽ chọn người dựa trên xếp hạng tài năng. Mọi người đều thầm nhìn Triệu Kỳ, cho rằng chỉ có tài năng của hắn mới có thể học được. Triệu Kỳ cố ý nói Thẩm Ngọc Dung thích hợp, mọi người nghe theo lời đồn đãi, cho rằng Thẩm Ngọc Dung yêu Tiết Phương Phi. Thẩm Như Vân đột nhiên xuất hiện, mọi người cũng ngừng bàn tán. Tiết Phương Phi chiêu đãi Khương Cảnh Duệ bằng những món ăn ngon và muốn nhờ hắn diễn giúp Thẩm Ngọc Dung một vở kịch. Nàng quyết định chủ động từ chức khỏi hiệp hội để biểu diễn, đồng thời muốn Thẩm Ngọc Dung mời nàng đến nhà mình. Khương Cảnh Duệ không ngờ rằng Thẩm Ngọc Dung sẽ đến học viện Hanlin. Anh phát hiện ra Tiết Phương Phi không đến và hỏi Khương Cảnh Duệ tại sao. Khương Cảnh Duệ cố tình tung tin đồn về mối quan hệ giữa Thẩm Ngọc Dung và Tiết Phương Phi, kết quả là Tiết Phương Phi đổ bệnh và Liễu Nhứ cũng tham gia vào cuộc vui. Thẩm Ngọc Dung hy vọng Tiết Phương Phi sẽ không bị tin đồn ảnh hưởng nên tập trung vào tình hình chung. Khi Tiết Phương Phi nói về ngoại hình của mình, nàng ấy đề nghị đóng chung với Thẩm Ngọc Dung để chứng minh rằng mối quan hệ của họ rất đơn giản. Thẩm Ngọc Dung dừng lại một chút, Tiết Phương Phi lại khiêu khích hắn, cho rằng hắn không muốn đóng cặp với nàng vì hắn không yêu người vợ đã khuất của mình. Thẩm Ngọc Dung tức giận đập bàn, nói yêu người vợ quá cố của mình, đồng thời đồng ý đóng chung với Tiết Phương Phi. Lý Trọng Nam đã giấu Sở Lam trong hoàng thành và nhắc nhở Lý Cảnh đừng phạm sai lầm nào. Cuối cùng hắn ta đã chiến thắng Ôn Giang, Tiết Phương Phi đến dinh thự của công tước để gặp Tư Đồ Cửu Nguyệt. Tư Đồ Cửu Nguyệt thấy nàng thân thiết với Tiêu Hoành, điều này khiến nàng không vui. Khi mẫu thân của Thẩm biết được Thẩm Ngọc Dung sắp đóng chung với Tiết Phương Phi, bà đã trách móc anh không phải như vậy, lo lắng bị Uyển Ninh trách móc. Uyển Ninh biết được hai người thường xuyên luyện tập ở học viện Hàn Lâm, nàng giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng lại có dự định. Diệp Thế Kiệt tin lời đồn là sự thật và chỉ có thể nhìn Tiết Phương Phi từ xa. Tiết Phương Phi kết thúc buổi diễn tập nhưng bị ám sát bởi một người đàn ông đeo mặt nạ, Thẩm Ngọc Dung đã chặn một thanh kiếm cho nàng. Anh nhận ra người đàn ông của Uyển Ninh và ánh mắt của hắn ta ám chỉ hắn ta đã xuất hiện kịp thời và người đàn ông đeo mặt nạ đã trốn thoát. Tiết Phương Phi đoán được người đeo mặt nạ là người Uyển Ninh, hối hận vì nhân chứng như vậy đã trốn thoát. Sau khi Tiêu Hoành biết chuyện, hắn đã tố cáo Tiết Phương Phi không nhúng tay vào chuyện này. Tiết Phương Phi hứa sẽ chỉ như vậy một lần, hy vọng Tiêu Hoành sẽ tin tưởng nàng. Uyển Ninh nhìn thấy vết kiếm của Thẩm Ngọc Dung, nghĩ rằng anh không nên chọc giận nàng. Thẩm Ngọc Dung cho rằng cùng nhau hành động là chuyện của chính phủ, chỉ có không trốn tránh thì mới có lương tâm trong sáng. Phái bộ Do Cang đến kinh thành vào ngày hôm sau, Thẩm Ngọc Dung nhắc nhở các học sinh học viện Hanlin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lúc hắn đến thánh địa báo cáo, Tiêu Hoành tình cờ xuất hiện, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng Tiêu Hoành hoàn toàn không để ý tới hắn. Đã lâu không tìm thấy Sở Lam, vì vậy Tiêu Hoành đã đề nghị với Hồng Hiếu Đế rằng ông muốn có quân đội Long Vũ, ông tin rằng Sở Lam nhất định phải ở trong hoàng thành. Lý Trọng Nam và Uân Giang đang bàn luận vấn đề. Tiêu Hoành dẫn người đi tìm kiếm, nhưng Uân Giang đã ngăn hắn ta lại và rút kiếm. Cùng quân xuất hiện và nhất quyết tìm kiếm bất chấp vẻ mặt của Uân Giang, bảo họ đừng tỏ ra thương xót. Nguyên Giang biết Long Vô Quân có thể trước giết người sau khoe khoang, bọn hắn cũng không dám phạm sai lầm. Quân Long Gù bao vây phân khu Hoàng Thành, nhưng họ đã tìm thấy Sở Lam nhưng để hắn ta trốn thoát. Lý Trọng Nam buộc tội Lý Cảnh làm việc không tốt và tát hắn ta rất mạnh. Ý định ban đầu của Lý Cảnh là giết Tiêu Hoành, nhưng hắn ta đã phá hủy kế hoạch của Lý Trọng Nam. Hoàng tử Đại Chiêu đã đến và cuối cùng gặp được Tư Đồ Cửu Nguyệt. Hắn hy vọng Tiêu Hoành sẽ tìm thấy sát thủ càng sớm càng tốt. Trong bữa tiệc, Hoàng tử Đại Chiêu cảm ơn Hồng Hiếu Đế vì đã tìm thấy Tư Đồ Cửu Nguyệt, người đã mất tích nhiều năm. Tiết Phương Phi và Thẩm Ngọc Dung đóng chung, Thẩm Ngọc Dung cùng họ hồi tưởng lại quá khứ. Tiêu Hoành vẻ mặt trịnh trọng nhìn, Triệu Vương có thể nhìn ra được suy nghĩ của Tư Đồ Cửu Nguyệt. Tiêu Hoành đang định hộ tống Hoàng tử Đại Chiêu và những người khác đến biên giới. Trước khi rời đi, anh đã nhắc nhở Tiết Phương Phi không được thỏa hiệp vì người khác và làm người khác. Cuộc trò chuyện giữa hai người đã bị Tư Đồ Cửu Nguyệt nghe được, chỉ cần tận hưởng cuộc sống quá khứ và hiện tại. Tiêu Hoành đã nói với Tiết Phương Phi như vậy trước khi rời đi, Tư Đồ Cửu Nguyệt đã rất buồn sau khi nghe điều này. Tiết Hoài Viễn đã hồi phục tốt, Situ Jiu Jiu để lại đơn thuốc và nàng ấy đã sẵn sàng quay lại Đại Chiêu. Nàng ấy hy vọng Tiết Phương Phi có thể trân trọng người trước mặt. Tư Đồ Cửu Việt có chút thất vọng khi nhìn thấy Tiêu Hoành không đeo chuông. Hoàng tử Đại Chiêu nhìn thấy suy nghĩ của nàng và muốn cầu hôn Hồng Hiếu Đế, nhưng Tư Đồ Cửu Nguyệt không muốn ép buộc. Sau khi Thẩm Ngọc Dung tổ chức liên minh thành công, Long Nham bệ hạ rất vui mừng, tổ chức tiệc tại nhà, có tên Tiết Phương Phi trong danh sách khách mời, mẫu thân Thẩm đều biết. Mẫu thân Thẩm ngăn cản, cho rằng hắn không nên phạm sai lầm, đồng thời lo lắng Uyển Ninh sẽ gây phiền toái cho Thẩm gia.
Thẩm Ngọc Dung bình tĩnh lại, cố ý nói sẽ rót nước cho nàng, nhưng thực ra lại bỏ thuốc vào trà để tạm thời ru nàng ngủ. Mọi người chúc mừng Thẩm Ngọc Dung đã trở thành người nổi tiếng xung quanh thánh chủ và nâng cốc chúc mừng nhau. Tích Phương Phi bỏ đi một mình khi đi ngang qua kho củi, nàng chợt nhớ đến trải nghiệm bị Thẩm gia nhốt trong kho củi, nàng chợt choáng váng. Thẩm Ngọc Dung đi theo nàng và bị Tích Phương Phi phát hiện. Thẩm Ngọc Dung không muốn giả vờ nữa, hắn biết Tích Phương Phi không phải Khương Lê. Tích Phương Phi là người trung thực và trung thực, nàng biết rằng ngay từ đầu mẫu thân của Sen đã gài bẫy nàng, nhưng nàng thất vọng vì sự trốn thoát của Thẩm Ngọc Dung. Nàng biết rằng hắn ta văn kinh lương tâm và muốn hắn ta đến gặp hoàng thượng, người nhận tội và quay trở lại khi đã lạc lối. Thẩm Ngọc Dung cảm thấy khó chịu và xin lỗi Tích Phương Phi, nhưng anh không thể để mẫu thân Thẩm và Thẩm Như Vân gặp nguy hiểm. Tích Phương Phi tức giận tố cáo hắn hèn nhát, muốn vạch trần âm mưu giữa hắn và Uyển Ninh. Thẩm Ngọc Dung ngăn nàng lại, dặn nàng đừng xúc phạm Uyển Ninh, ôm nàng thật chặt. Tích Phương Phi vùng vẫy và hét lên yêu cầu hắn ta buông ra, nhưng Diệp Thế Kiệt đã xuất hiện và dùng gậy đánh hắn ta bất tỉnh. Tích Phương Phi hy vọng hắn ta không liên quan và nhanh chóng rời đi, nói với hắn ta rằng xúc phạm Uyển Ninh sẽ khiến Diệp gia gặp nguy hiểm. Diệp Thế Kiệt nhất quyết không rời đi, anh đã phát hiện ra nàng không phải Khương Lê và gọi tên nàng là Tích Phương Phi. Anh muốn giúp nàng, Tích Phương Phi một lần nữa cầu xin anh rời đi và đừng gây rắc rối cho nàng. Mẫu thân Thẩm đột nhiên tỉnh lại, chợt nhận ra mình đã bị đánh thuốc mê, vội vàng chạy ra khỏi phòng đi tìm Thẩm Ngọc Dung. Không biết chuyện gì đang xảy ra, mọi người đi theo mẫu thân Thẩm đến tìm kiếm thì phát hiện Tích Phương Phi đã đánh Thẩm Ngọc Dung bất tỉnh và muốn đưa nàng đi gặp quan. Diệp Thế Kiệt đứng ra làm chứng rằng Thẩm Ngọc Dung có ý đồ xấu với Tích Phương Phi, mẫu thân của Sen đã sợ hãi và ngất đi. Sau khi Khương lão phu nhân biết được chuyện này, bà đã nhanh chóng gửi tin nhắn cho Khương Nguyên Bách. Sau khi Khương Nguyên Bách trở về, hắn không muốn thanh danh của Khương gia bị tổn hại, đồng thời hắn cũng muốn tìm lại công lý cho Tích Phương Phi, hoàn thành trách nhiệm của cha mình. Uyển Ninh được dỡ bỏ lệnh cấm, Hồng Hiếu Đế cố tình kể lại câu chuyện về sát thủ và phá hủy sở hoàng thượng thành để xem biểu hiện của Uyển Ninh. Uyển Ninh giả vờ bình tĩnh, nhưng khi nghe tin Thẩm Ngọc Dung làm ô uế Tích Phương Phi, nàng liền nhịn không được nữa rời đi, vội vàng đến đại lý tự tìm Thẩm Ngọc Dung. Uyển Ninh đã dạy cho Thẩm Ngọc Dung một bài học, nhưng Thẩm Ngọc Dung không muốn sống nữa, hắn chán ghét cuộc sống như vậy, chỉ hy vọng Uyển Ninh có thể thả Thẩm gia ra đi. Uyển Ninh càng ngày càng yêu anh điên cuồng, nàng muốn giữ Thẩm Ngọc Dung lại, không để anh chết dễ dàng. Tiêu Hoành đột nhiên quay lại, không hài lòng với hành vi của nàng. Tích Phương Phi biết Uyển Ninh sẽ cứu Thẩm Ngọc Dung, nàng muốn đem Uyển Ninh đưa vào trò chơi. Tiêu Hoành tin rằng nàng đã thất hứa với anh hai lần, Tích Phương Phi tỏ ra thận trọng và muốn giúp đỡ anh. Vua Thành sai Lý Trọng Nam gửi thư cho Uyển Ninh, yêu cầu nàng bịt miệng Thẩm Ngọc Dung nhưng Uyển Ninh không đồng ý. Tiêu Hoành lo lắng Tích Phương Phi sẽ không chịu nổi đòn phản công của Uyển Ninh, không muốn nàng gặp nguy hiểm. Hồng Hiếu Đế tức giận và cảnh báo ông không được xúc động vì sợ ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của mình. Tiêu Hoành dặn anh đừng quên ý định ban đầu và hứa rằng nhà họ Tiêu sẽ bảo vệ anh. Diệp Thế Kiệt sẽ tiếp tục giúp đỡ Tích Phương Phi, bất kể thân phận thực sự của nàng ấy và ủng hộ mọi hành động của nàng ấy. Uyển Ninh mời Tích Phương Phi vào nhà, Khương Nguyên Bách chủ động đi cùng nàng nhưng lại bị chặn lại ở ngoài cửa. Tích Phương Phi đi vào một mình, Uyển Ninh đang chơi Feng Fei Li Huo Bai, giả vờ học kỹ năng đàn tranh với nàng ấy. Tích Phương Phi từ chối không thương tiếc vì cho rằng mình đang làm tổn thương những người vô tội, Uyển Ninh túm cổ nàng dọa giết. Uyển Ninh bày tỏ tình cảm với Thẩm Ngọc Dung, từ khi hắn thi đỗ vào cung, nàng không cam lòng bị đưa đến đại quốc sụp đổ nên muốn kéo Thẩm Ngọc Dung xuống nước để cho hắn khống chế. Bên, Tích Phương Phi không tin Uyển Ninh có thể một tay che trời, cho rằng mình không cứu được Thẩm Ngọc Dung. Uyển Ninh không vội, muốn dẫn nàng đi gặp người quen cũ, Uyển Ninh đưa Tích Phương Phi vào phòng giam riêng và muốn nàng gặp người quen cũ. Tích Phương Phi đến gần hơn và phát hiện ra rằng người đàn ông bị tra tấn và trói trước mặt nàng chính là Tiết Chiêu, lúc này đã bất tỉnh. Tim Tích Phương Phi đau nhói, nàng nhìn thấy Tiết Chiêu đầy vết sẹo, nhưng nàng không ngờ rằng anh Văn Kinh sống. Uyển Ninh cố ý rụt tay lại, ngăn cản Tích Phương Phi báo thủ chính mình, đồng thời hỏi nàng có muốn cứu Tiết Chiêu hay không. Tiết Chiêu không nhận ra Tích Phương Phi nên Uyển Ninh đã dùng dao găm đâm mạnh vào hắn, kích thích Tích Phương Phi rút lại lời thú tội. Uyển Ninh tiễn Tích Phương Phi ra khỏi nhà, Khương Nguyên Bách quan tâm và chào đón nàng, lo lắng nàng sẽ bị Uyển Ninh bắt nạt. Vào ban đêm, Tích Phương Phi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, trong đó nàng nhìn thấy Tiết Chiêu bị đánh bằng roi. Nàng nhanh chóng viết một lá thư yêu cầu Triệu Khắc giao nó cho Tư Đồ Cửu Nguyệt. Sau khi Tiêu Hoành biết chuyện, hắn ta đã yêu cầu Văn Kỷ cử thêm người trông chừng Uyển Ninh. Khương Nguyên Bách đưa Tích Phương Phi đến đại lý tự để khiếu nại, yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc Thẩm Ngọc Dung. Hắn ta không thể chịu đựng được sự tổn hại đến danh tiếng của Tích Phương Phi. Chu Thanh đã yêu cầu những người có mặt lúc đó xác nhận Thẩm Ngọc Dung có ác ý với Tích Phương Phi, đồng thời muốn xác nhận lại sự việc với Tích Phương Phi. Tích Phương Phi toàn thân run rẩy, nàng không thể ký vào bản thú tội. Nghĩ đến điều kiện mà Uyển Ninh đưa ra, nàng không thể không thừa nhận mình đã quyến rũ Thẩm Ngọc Dung. Khương Nguyên Bách không thể tin được điều này và nhắc nhở Tích Phương Phi phải thận trọng. Tích Phương Phi vẫn rút lại lời thú tội nhưng Chu Thanh đã hành động đúng pháp luật và tống nàng vào tù vì tội vu khống các quan trong triều. Khương Nguyên Bách không hiểu, cho rằng Tích Phương Phi bị Uyển Ninh uy hiếp, nhưng Tích Phương Phi lại nhất quyết tự trách mình. Tiêu Hoành biết được Tích Phương Phi bị giam tại chỗ vì rút lại lời thú tội nên nhanh chóng đến đại lý tự để tìm nàng. Tích Phương Phi vào tù đúng lúc nhìn thấy Thẩm Ngọc Dung được thả ra. Hai người đối mặt nhau, Tích Phương Phi buộc tội Thẩm Ngọc Dung là kẻ đạo đức giả. Thẩm Ngọc Dung đau lòng, hắn chỉ là không thể buông tha mẫu thân Thẩm và Thẩm Như Vân, đồng thời nghĩ Tích Phương Phi không nên nhớ hắn nhiều như vậy. Tích Phương Phi ngay lập tức cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy hắn ta đến đại lý tự và đi ngang qua Thẩm Ngọc Dung.
Tiết Vương Phi nhờ Tiêu Hoành giúp xác nhận sự an toàn của Tiết Chiêu và giải cứu hắn ta khỏi dinh thự nàng chúa. Tiêu Hoành đến phủ nàng chúa để đón hắn, nàng đã tra tấn Tiết Chiêu và ném hắn ta vào dinh thự của công tước. Nàng muốn làm cho Tiết Chiêu không thể đi lại trước mắt Tiết Vương Phi. Khi Thẩm Ngọc Dung trở về nhà Thẩm, liền nghĩ đến Tiêu Hoành khiêu khích mình, liền sai Thẩm Như Vân dọn dẹp phòng ngủ, trong lòng tối sầm, chuẩn bị phản kích. Thẩm Ngọc Dung hướng Uyển Ninh xin lỗi, hắn cầu xin hoàng thượng giúp hắn cưới Tiết Vương Phi, muốn giữ Tiết Vương Phi ở Thẩm gia để tra tấn. Uyển Ninh ban đầu không tin, nhưng Thẩm Ngọc Dung đưa cho nàng một chiếc châm cài tóc, nàng rất cảm động. Thẩm Ngọc Dung đang âm mưu, Uyển Ninh lo lắng hoàng thượng sẽ không đồng ý nên Thẩm Ngọc Dung đã nhờ nàng cầu xin Lệ Phi giúp đỡ. Khương Nguyên Bách đã nhiều lần tiếp cận Hồng Hiếu Đế về Tiết Vương Phi, nhưng Hồng Hiếu Đế đã tránh mặt ông. Uyển Ninh giả vờ bày tỏ sự chia buồn với Lệ Phi, nhưng Lệ Phi không hài lòng với nàng và tin rằng nàng đã làm hại Quý Thục Nhiên. Uyển Ninh nhờ nàng giúp sắp xếp cuộc hôn nhân. Lily nói rằng nàng sẽ không được sử dụng như một tay súng. Uyển Ninh đã bất công và đe dọa nàng rằng nàng đã dùng tà ma để giết Hoàng Phi. Lệ Phi mời Thánh Chủ đi dạo trong vườn Thượng Uyển, cố ý yêu cầu ngài gả cho Thẩm Ngọc Dung và Tiết Vương Phi, đồng thời mời Thẩm Ngọc Dung đến gặp Thánh Chủ. Thẩm Ngọc Dung hy vọng Tiết Vương Phi sẽ không phải chịu trách nhiệm. Hồng Hiếu Đế biết điều này và yêu cầu thừa tướng của Đại Lý Tự để Tiết Vương Phi ra tay trước. Tiết Vương Phi được thả ra, nhìn thấy Thẩm Ngọc Dung đến đón mình, anh muốn nàng cưới anh và nói rằng anh muốn bảo vệ nàng. Tiết Vương Phi không còn tin anh nữa và đi về phía Tiêu Hoành trước mặt anh. Tiêu Hoành nắm chặt Tiết Vương Phi tay, hai người cùng nhau lên xe ngựa. Tiết Vương Phi nghe nói Lệ Phi có liên quan, cho rằng có chuyện mờ ám, Tiêu Hoành chờ đợi tin tức. Tiêu Hoành đưa Tiết Vương Phi đến gặp Tiết Chiêu, hai người nhận ra nhau, có nhiều điều muốn nói với nhau. Tiết Chiêu kể lại những gì đã xảy ra khi đó, hắn ta đã bị Uyển Ninh lên kế hoạch và đưa vào nhà tù riêng cho nàng biết thân phận hiện tại của nàng là Khương Lê. Khi Tiết Vương Phi trở lại Khương gia, Khương Nguyên Bách cũng không trách nàng mất mặt. Tiết Vương Phi hy vọng Khương Nguyên Bách sẽ sắp xếp một cuộc gặp giữa Quý Thục Nhiên và Lệ Phi, nàng không muốn Khương gia bị ảnh hưởng. Tiêu Hoành phát hiện Uyển Ninh có quan hệ gì đó với Lệ Phi, liền yêu cầu Văn Kỷ nhanh chóng nói cho Tiết Vương Phi biết. Khương Nguyên Bách nhờ người đưa thư cho Lệ Phi, hy vọng nàng có thể gặp được Quý Thư Nhiên. Nhìn thấy Quý Thư Nhiên làm ra vẻ điên cuồng, Lệ Phi trong lòng đau lòng. Khương Nguyên Bách đã sắp xếp một ngôi nhà mới cho Quý Thục Nhiên để nàng sống ở đây đến cuối đời. Tiết Vương Phi đã đợi ở đây, Lệ Phi phớt lờ nàng. Tiết Vương Phi biết rằng Lệ Phi bị người khác điều khiển và hy vọng rằng nàng sẽ không bị Uyển Ninh sử dụng làm vũ khí và muốn hợp tác với nàng. Trước khi rời đi, Lệ Phi nói với Khương Nguyên Bách, nàng không thể buông tha Quý Thục Nhiên bị điên, chuyện hôn sự cũng không có bàn luận. Quả nhiên, nha hoàn báo cáo với Uyển Ninh, Lệ Phi không hề dao động, không đồng ý yêu cầu của Tiết Vương Phi. Uyển Ninh tin rằng nàng đã lên kế hoạch tốt nên đề nghị Thẩm Ngọc Dung và Tiết Vương Phi đóng chung lần nữa để Lệ Phi tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc hôn nhân. Thẩm Ngọc Dung do dự một chút, nhưng không thể cưỡng lại sự bướng bỉnh của Uyển Ninh, hai người ôm chặt lấy nhau. Tiết Vương Phi gửi thư cho Tư đồ Cửu Nguyệt yêu cầu thuốc mang thai giả, giao kè đã mang về. Liễu Nhứ và Khương Cảnh Duệ lo lắng rằng cuộc hôn nhân của Tiết Vương Phi sẽ gặp rắc rối và muốn an ủi nàng ấy, nghĩ rằng nàng ấy không nên rút lại lời tỏ tình của mình mà không. Văn Kỳ đã tìm thấy người giúp việc trong vụ việc Xian Fei và Tiêu Hoành đã biết về vụ việc bạn diễn. Khương Nguyên Bách mời Diệp Thế Kiệt đến nhà mình, hy vọng hắn ta có thể giúp gặp Thánh Hiền và nói với Tiết Vương Phi rằng hai gia đình đã lập khế ước hôn nhân để giúp đỡ Tiết Vương Phi. Tiết Vương Phi từ chối vì nàng không muốn liên lụy đến Diệp Thế Kiệt, nhưng Diệp Thế Kiệt nói rằng anh sẵn sàng làm như vậy. Tiêu Hoành đến Khương gia để tìm Tiết Vương Phi, Diệp Thế Kiệt rất đau lòng khi nhìn thấy Tiết Vương Phi rời đi. Tiêu Hoành dẫn Tiết Vương Phi vào cung, Tiết Vương Phi đưa cho Lệ Phi lời tỏ tình của cung nữ, nói có thể giúp nàng giải quyết vấn đề, nhưng sẽ không uy hiếp nàng. Lệ Phi tin tưởng Uyển Ninh sẽ không buông tay, cho dù nàng không thúc giục hôn nhân, Uyển Ninh cũng sẽ không buông tha Tiết Vương Phi. Tiết Vương Phi cho biết nàng đã lên kế hoạch từ lâu và đã lên sẵn phương án giải quyết, hy vọng Lệ Phi sẽ giúp đỡ. Tiêu Hoành cố tình xin Hồng Hiếu Đế ban hôn cho mình. Hồng Hiếu Đế rất tức giận và hai người đã xảy ra tranh chấp bằng lời nói. Những người giúp việc và lính canh ngoài cửa nghe xong đều cảm thấy khó tin. Trên đường trở về, Tiết Vương Phi thấy Tiêu Hoành mệt mỏi và biết được rằng anh đã cãi nhau với Hồng Hiếu Đế. Tiêu Hoành lo lắng Tiết Vương Phi đã có chủ ý, khiến Thẩm Ngọc Dung hủy bỏ hôn ước. Thẩm Ngọc Dung đang phục vụ Uyển Ninh thì Tiêu Hoành đến gặp nàng và muốn Uyển Ninh hủy bỏ cuộc hôn nhân giữa Tiết Vương Phi và Thẩm Ngọc Dung. Uyển Ninh không muốn, vì vậy Tiêu Hoành đưa cho nàng Long Vũ Quân cá phù, hy vọng nàng sẽ cân nhắc, nói rằng hắn không quan tâm quốc gia có đổi chủ hay không, hắn chỉ quan tâm Tiết Vương Phi. Thẩm Ngọc Dung trốn trong nhà liền nhìn thấy cảnh này. Vào ngày sinh nhật của Lệ Phi, nàng không muốn làm lớn chuyện bởi vì mỗi người đều có việc riêng. Thẩm Ngọc Dung và Tiết Vương Phi lên thuyền chuẩn bị. Anh cho rằng Tiết Vương Phi có mối quan hệ yêu ghét với anh. Tiết Vương Phi buộc tội hắn ta không tự giác, đe dọa Tiết Vương Phi với quân Long Gù. Hắn ta không còn phản đối cuộc hôn nhân và muốn Hoàng đế biết Tiêu Hoành đã làm gì. Tiết Vương Phi chơi lơ đãng, lo lắng Hoàng thượng sẽ giết Tiêu Hoành của chín tộc. Lệ Phi chuẩn bị con gái màu đỏ cho Uyển Ninh rồi bỏ thuốc mang thai giả vào cốc của nàng. Uyển Ninh cố tình khiêu khích Tiết Vương Phi, nhưng nàng không ngờ rằng Tiết Vương Phi sẽ trả thù bằng cách nói với Tiết Chiêu về Tiết Chiêu và thậm chí còn thực hiện một trò đùa hoài hương cho mọi người. Lệ Phi đồng ý, Thẩm Ngọc Dung cố ý nói không thể chơi, nhìn Tiết Vương Phi solo. Kỹ năng chơi đàn tranh của Tiết Vương Phi khiến Thẩm Ngọc Dung nhớ đến mối quan hệ trước đây của hai người. Đó là cảnh họ gặp nhau và quen nhau, họ bắt đầu uống rượu không kiểm soát. Nhìn thấy Thẩm Ngọc Dung bị ảnh hưởng, Uyển Ninh không kìm được tâm tình, uống thêm mấy ly rượu đỏ của con gái.
Sau khi sự việc xảy ra, Tuyết Phương Phi vội vàng đến gặp Tiêu Hoành và tố cáo hắn ta đã giao bùa cá cho nàng. Tiêu Hoành không lo lắng, hắn nói rằng đây là toàn bộ chiến lược cờ vua. Do sự việc giữa Thành Vương và Uyển Ninh, hắn và Thánh Chủ không tìm được cách phá vỡ tình thế cho đến khi Tuyết Phương Phi xuất hiện nên lợi dụng điều này và cố tình ra tay dụ Thành Vương nổi loạn. Tuyết Phương Phi nghe xong cho rằng Tiêu Hoành nên đưa bùa cá giả. Tiêu Hoành biết bùa cá giả không thể lừa gạt được Uyển Ninh nên văn kỷ phương án dự phòng, nói rằng sắp tới sẽ đến đại chiêu. Tuyết Phương Phi yêu cầu Tiêu Hoành để mắt đến dinh thự nàng chúa vì nàng ấy có kế hoạch khác. Tiêu Hoành đã nói với Tuyết Phương Phi về tình yêu của mình và muốn Tuyết Phương Phi thừa nhận điều đó. Uyển Ninh tin rằng Thẩm Ngọc Dung bị Tuyết Phương Phi ám ảnh, Thẩm Ngọc Dung đã đáp lại nàng, không còn sợ nàng sẽ dùng thẩm gia uy hiếp nàng. Tuyết Phương Phi tập đi cùng Tiết Chiêu. Khi Tiết Chiêu nhìn thấy Tiêu Hoành, anh gọi anh rể của nàng là Tiêu Hoành sửng sốt trong giây lát và Tuyết Phương Phi đỏ mặt. Tiêu Hoành ôm lấy Tiết Chiêu, bày tỏ muốn nói chuyện một mình với hắn, nhưng lại không giữ vững được mà ngã xuống. Uyển Ninh sau khi tỉnh dậy liền cảm thấy buồn nôn, ngay cả hương hoa nhài nàng thích mỗi ngày cũng cảm thấy khó chịu. Uyển Ninh yêu cầu mời đại phu Giang, đại phu Giang rất ngạc nhiên và lo lắng sau khi kiểm tra mạch. Dưới sự ép buộc của Uyển Ninh, ông tiết lộ rằng Uyển Ninh có mạch đập vui vẻ, Uyển Ninh rất ngạc nhiên. Khi nàng trở về từ Đại Vương quốc, đại phu Giang đã chẩn đoán nàng không thể mang thai. Khi biết rằng nàng đang mang thai, nàng đã nhờ đại phu Giang loại bỏ nàng. Tiêu Hoành chuẩn bị đi đại chiêu, muốn về sớm xem nàng biểu diễn. Tiết Phương Phi trêu chọc Tiêu Hoành và yêu cầu anh bắt mạch cho nàng. Tiêu Hoành rất ngạc nhiên khi biết Tiết Phương Phi có thai. Tiết Phương Phi nói rằng đây là một loại thuốc tránh thai giả được đặc biệt đưa cho Uyển Ninh. Nàng đã tự mình dùng thử trước và sau đó yêu cầu Lệ Phi giả mạo Uyển Ninh trong bữa tiệc sinh nhật. Sau khi cuộc hôn nhân được giải quyết, Tiêu Hoành lo lắng kế hoạch của Tiết Phương Phi gặp nguy hiểm. Tiết Phương Phi muốn vạch trần tội ác của Uyển Ninh và Thẩm Ngọc Dung, đồng thời cũng hy vọng có thể giúp Tiêu Hoành bắt được Trang Quang. Hồng Hiếu Đế đứng trên tháp và Tiêu Hoành chào tạm biệt ông. Hai người kể lại rằng khi Tiêu tướng quân qua đời, Tiêu Hoành nghi ngờ vua Thành đã giết cha mình. Được sự giúp đỡ của Hồng Hiếu Đế nên đã bí mật tìm kiếm manh mối, hai người tin tưởng lẫn nhau cho đến bây giờ. Uyển Ninh nằm trên giường nhớ lại lúc mình bị đưa đến Đại Quốc làm con tin, bị Vương quốc Đại Quốc dùng đủ mọi cách ngược đãi, nhiều lần bị nhốt vào chuồng cừu đi ngủ, ngủ ngoài trời nhiều năm, sảy thai nhiều lần và mất cơ hội sinh con. Người giúp việc lo lắng việc Uyển Ninh mang thai sẽ bị phát hiện nên Uyển Ninh đã tát nàng vì cho rằng nàng sẽ làm hại con mình. Thị nữ chỉ lo sự nghiệp của Thẩm Ngọc Dung sẽ bị hủy hoại, Uyển Ninh sẽ đau lòng mà thôi. Thẩm Ngọc Dung ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ rằng ông trời thật không nàng bằng với mình. Người giúp việc tìm thấy Thẩm Ngọc Dung và thông báo cho Uyển Ninh về việc nàng mang thai. Bất kể hậu quả ra sao, Uyển Ninh vẫn muốn tìm Thánh Linh để cưới nàng và sinh cho con nàng một người cha hợp pháp. Thẩm Ngọc Dung trong lòng không cam lòng, cố ý nói không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của Uyển Ninh. Uyển Ninh chỉ muốn ở bên người mình yêu thương suốt đời. Nàng nghĩ không có gì là không thể có được nên đã nhờ Thẩm Ngọc Dung đợi để đưa hai mẫu thân con nàng về Thẩm gia. Tiêu Hoành bí mật đến đại chiêu và suýt bị thương do an ninh chặt chẽ. May mắn thay, anh được Tư Đồ Cửu Nguyệt đưa cho một chiếc chuông. Tư Đồ Cửu Nguyệt trong lòng vui mừng, cho rằng Tiêu Hoành đang tìm mình, lại không ngờ rằng hắn đang tìm Đại Chiêu Vương tử. Tiêu Hoành hy vọng hoàng tử Đại Chiêu sẽ hỗ trợ đội và giúp Đại Yên chiến đấu chống lại Thành Vương. Vua Ke Thanh cử Sở Lam đến gặp hoàng tử Đại Chiêu trước để nhắc nhở họ đối phó với Đại Yên. Các bộ trưởng của Đại Chiêu đã bàn luận và thấy rằng chỉ có một nửa số người ủng hộ Đại Yên. Tiêu Hoành biết rằng hoàng tử Đại Chiêu đang chờ điều kiện. Hoàng tử Đại Chiêu không tin tưởng Hồng Hiếu Đế mà tin tưởng Tiêu Hoành và đưa ra điều kiện để Tiêu Hoành ở lại Đại Chiêu với tư cách là phối ngẫu của mình. Mọi người bàn luận rất nhiều, đều nói Uyển Ninh có thai. Vợ lẽ Ly đã thông báo cho Hồng Hiếu Đế về tin đồn này vì cho rằng vấn đề này gây bất lợi cho danh tiếng của hoàng gia nên đề nghị bà nên đích thân đi kiểm tra với thái y. Sau khi mẫu thân của Sen biết chuyện, bà vội vàng đến học viện Hanlin để tìm Thẩm Ngọc Dung đoán có người đứng sau và yêu cầu mẫu thân Sen đừng gây rắc rối. Vợ lẽ Ly biến mất với sự giúp đỡ của đại phu Giang và gia đình nàng, sau đó tìm thấy đại phu Tú để chẩn đoán mạch cho Uyển Ninh. Uyển Ninh không muốn bị thao túng và tin rằng những tin đồn do mọi người lan truyền là không đúng sự thật, nàng đã đẩy những người khác ra xa và đe dọa Lệ Phi về Hiền Phi. Lệ Phi không hề sợ hãi, nàng nhắc nhở Uyển Ninh về con át tam thu si của mình. Uyển Ninh cho rằng nàng đứng về phía Tuyết Phương Phi nên tức giận làm vỡ chiếc cốc. Uyển Ninh nóng lòng muốn mang Thẩm Ngọc Dung đến gặp hoàng thượng để hoàng thượng gả cho hắn và giữ lại đứa bé. Thẩm Ngọc Dung đã dành thời gian và nhắc nhở Uyển Ninh đừng rơi vào bẫy. Anh tin rằng có ai đó đang gây rắc rối ở hậu trường với ý định nàng khai chuyện của Uyển Ninh và dọn đường cho vụ sát hại Tiết gia. Ông hy vọng có thể đợi đến khi Thành Vương hoàn thành được đại nghiệp của mình, Uyển Ninh muốn giữ đứa trẻ bằng mọi giá. Thẩm Ngọc Dung đề nghị Uyển Ninh bị oan và kết hôn với Lý Cảnh, tin rằng chỉ có Lý gia mới có thể sánh được với nàng và có thể yên tâm nuôi dạy một đứa trẻ, cái này. Sau khi Lý Cảnh biết chuyện, ông không muốn chấp nhận Uyển Ninh, Lý Trọng Nam khuyên ông không nên xúc phạm đến Thành Vương. Vì nghĩ rằng Lý Cảnh có thể trở thành phối ngẫu, điều này sẽ có lợi cho liên minh giữa Lý gia và Thành Vương. Tiết Phương Phi biết Uyển Ninh sắp gả vào Lý gia, nhưng không ngờ lại đánh giá thấp âm mưu của Thẩm Ngọc Dung. Uyển Ninh gả vào Lý gia, hôn lễ rất đơn giản. Mọi người bàn tán xôn xao, cho rằng vì che đậy tin đồn, hoàng thất đã yêu cầu Uyển Ninh gả vào Lý gia để tránh sự thật có thai. Vào đêm tân hôn, Uyển Ninh giả vờ chóng mặt, cố tình ngăn cản Lý Tiến ngủ trên giường, vừa trêu chọc anh vừa uống rượu. Lý Cảnh bị sỉ nhục và bị Uyển Ninh tát sau khi ném chiếc cốc nên nàng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi Lý Cảnh rời đi, Uyển Ninh lấy chiếc châm cài tóc Thẩm Ngọc Dung đưa cho nàng ngắm nhìn, đột nhiên cảm thấy bụng đau dữ dội.
Thẩm Ngọc Dung đẩy Uyển Ninh về phía Lý Tiến, Thẩm Như Vân liền cảm thấy nhẹ nhõm. Mẫu thân Thẩm hỏi hắn về việc tương lai làm phi tần, Thẩm Ngọc Dung mỉm cười nói rằng phi tần chỉ là một danh hiệu mà thôi. Tích Phương Phi đi cùng Tiết Chiêu nghe nói Uyển Ninh sắp kết hôn, chồng nàng cũng không phải Thẩm Ngọc Dung. Tích Phương Phi nói rằng đây là kế hoạch của nàng và sự thật sẽ sớm được tiết lộ. Tiết Chiêu nhắc đến Quỳnh Chi và nghĩ đến việc quay lại Lục Dương sau khi sự việc được giải quyết xong. Tích Phương Phi đã nói dối rằng Quỳnh Chi đã cưới nàng và sống một cuộc sống tốt đẹp. Sau khi nghe điều này, Tiết Chiêu cố tình nói rằng nàng rất mừng cho Quỳnh Chi. Tích Phương Phi không thể chịu đựng nỗi đau buồn trong lòng và chạy ra ngoài cầm nước mắt. Nàng không dám nói sự thật với Tiết Chiêu, nghĩ đến sự hy sinh của Quỳnh Chi, nàng không thể bình tĩnh được. Tiêu Hoành đi cùng Tư Đồ Cửu Việt đi bắt Nhện, tưởng rằng hắn chỉ là đi cùng hắn mà thôi. Tuy nhiên, Tiêu Hoành đề cập đến những điều kiện do Hoàng tử Đại Chiêu đưa ra và yêu cầu Tư Đồ Cửu Nguyệt chủ động thuyết phục Hoàng tử Đại Chiêu từ chối những điều kiện cho cuộc hôn nhân của họ. Tư Đồ Cửu Việt tràn đầy kỳ vọng vào cuộc hôn nhân, nhưng Tiêu Hoành lại cân nhắc việc quốc gia. Cố ý nói rằng nếu Tư Đồ Cửu Việt không giúp đỡ, hắn sẽ không còn cách nào khác ngoài quay về đại diễn chờ chết. Tư Đồ Cửu Việt tức giận, nói ra ý tứ của mình, hắn không muốn Tiêu Hoành chết, liền đồng ý giúp hắn. Uyển Ninh kén ăn, khi Lý Cảnh biết chuyện liền chạy tới nói với nàng rằng mẫu thân Lý đã cố ý chuẩn bị. Uyển Ninh cảm thấy chán ghét, ngạo mạn trách cứ Lý Cảnh, đành phải yêu cầu nàng chuẩn bị lại. Tiết Chiêu nghe được Tiêu Hoành trở về liền giúp Tích Phương Phi chuẩn bị trước thịt nướng cho Tiêu Hoành. Tích Phương Phi đang chuẩn bị nghênh đón Tiêu Hoành, lại nhìn thấy Tiêu tướng quân mang rượu tới. Hai người chưa từng gặp mặt, quen biết nhau, Tiêu tướng quân đã nói đùa Tích Phương Phi có ý kiến, khen ngợi Tiêu tướng quân có ấn tượng tốt với Tích Phương Phi. Tiêu Hoành không muốn gặp Tiêu tướng quân, liền trừng phạt Văn Kỷ không cho người không liên quan vào công tước phủ, đồng thời yêu cầu hắn vứt rượu đi. Tích Phương Phi muốn ngăn cản hắn, nhưng Tiêu Hoành không muốn quay lại và nhắc đến người bạn cũ của mình. Tích Phương Phi biết được Gia Giao không muốn cho mượn quân, Tiêu Hoành đã thông báo cho Gia Giao về các điều kiện, Tích Phương Phi làm như không có chuyện gì và cố tình yêu cầu Tiêu Hoành cưới vợ mình. Hai người nói chuyện về kế hoạch của mình và mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Thẩm Ngọc Dung tìm nhiều loại kinh điển, phát hiện Uyển Ninh mang thai quả thực là giả, liền nhờ Vương Đại Phu tìm kiếm loại thuốc này. Tiêu Hoành biết được quân đội của Imperial City Division đang gặp rắc rối với Thành Vương và đang đi tìm Cao Bình, người phụ trách bộ phận kho vũ khí, không ngờ rằng đã quá muộn để tự sát và để lại một vết thương. Thư Tuyệt Mệnh thừa nhận rằng hắn ta đã thông đồng với phân khu thành phố Hoàng gia. Tiêu Hoành biết đó là giả mạo, Hoàng Su Linh vừa đến và đề cập rằng Cao Bình đã lấy đi tài liệu của bộ quân sự và vệ binh. Tiêu Hoành nghi ngờ những người bảo vệ là sĩ quan ủng hộ quân đội, tin rằng Trương Nguy được tướng Xiao thăng chức và đề nghị Tiêu Hoành thông báo trước cho hắn. Uyển Ninh rời khỏi nhà một mình vì lo lắng con mình có chuyện gì đó, nhưng Uyển Ninh đã mắng nàng. Mẫu thân của Sen nhìn thấy Uyển Ninh đích thân đến nhà Sen và tiếp đón nàng rất nồng nhiệt. Uyển Ninh không muốn người khác biết mình ở đây. Thẩm Ngọc Dung cho rằng Uyển Ninh không nên cố ý, Uyển Ninh lại phàn nàn nàng ở Lý gia không hạnh phúc. Ngày Thẩm Ngọc Dung hứa làm vua cũng là lúc hai người đính hôn, anh dỗ dành Uyển Ninh ngoan ngoãn và dặn nàng đừng gây rắc rối trong Lý gia. Nàng cũng đặt tên cho đứa con chưa chào đời của mình là Thẩm Ninh Tuyết. Tiêu Hoành đã cùng bộ vệ binh và quân đội kiểm tra. Trương Uy thẳng thắn thừa nhận rằng quả bom được vận hành theo đúng quy trình và yêu cầu Từ Trực đưa Tiêu Hoành đi kiểm tra. Lục Ký tin rằng bề ngoài họ không bị dò dỉ và dữ liệu nhập kho là chính xác, nhưng thực tế họ đã giả mạo hồ sơ để yêu cầu Văn Kỷ trực tiếp bắt giữ Từ Trực để thẩm vấn. Trương Uy đã báo cáo sự việc với tướng Xiao, mong ông ta sẽ bảo Tiêu Hoành đừng điều tra thêm. Lý Cảnh đi theo Uyển Ninh, tra hỏi nàng về việc đến nhà Sen và đe dọa nàng bằng Thẩm Ngọc Dung. Uyển Ninh nhịn không được, cũng không chịu được Lý Tấn bắt nạt nàng. Trương Uy dẫn quân bao vây hoàng cung của Su Guo và yêu cầu Tiêu Hoành giao Từ Trực. Tướng Xiao tiến tới để nhắc nhở hắn ta rằng không nên lạm dụng hành hình và Tiêu Hoành tức giận đuổi hắn ta đi. Hồng Hiếu Đế nhận được sự tham gia của tất cả các quan đại thần của mình nên tức giận và bỏ tù Tiêu Hoành. Trương Uy tiếp cận Từ Trực trước và hứa với hắn ta sự thịnh vượng và giàu có, đồng thời yêu cầu hắn ta giữ bí mật về kho vũ khí. Lý Trọng Nam tố cáo Lý Cảnh và bảo hắn ta hãy chăm sóc Uyển Ninh thật tốt, sợ bào thai trong bụng Uyển Ninh sẽ bị ảnh hưởng. Lý Cảnh cảm thấy rất không vui, nghĩ rằng Lý gia cũng là một gia tộc danh tiếng nhưng lại bị Uyển Ninh thao túng, nhưng lại không dám trái lời Lý Trọng Nam. Uyển Ninh tức giận và muốn dạy Lý Cảnh học các quy tắc. Hắn ta cố tình gọi điện cho Lý Cảnh và yêu cầu hắn ta thực hiện lời buộc tội của phi tần và chăm sóc hắn ta thật tốt. Hắn ta nhờ người hầu gái rửa chân cho Lý Cảnh và ra lệnh cho Lý Cảnh rửa chân cho nàng ấy. Tích Phương Phi mang đồ ăn nhẹ đến phủ nàng tước, thấy phủ nàng tước bị bao vây, nàng từ Tiết Chiêu biết được Tiêu Hoành bị nhốt trong ký túc xá, liền nhanh chóng mang theo đồ ăn nhẹ đi tìm Tiêu Hoành. Tiêu Hoành đang nhàn nhã uống trà với mái tóc rối bù, Tích Phương Phi biết đây là trò đùa giữa hắn và Hồng Hiếu Đế, bọn họ muốn làm cho nhà vua nghĩ rằng bọn họ có mâu thuẫn. Tích Phương Phi hỏi Văn Kỷ về mối quan hệ giữa Tiêu Hoành và Tiêu tướng quân và được biết rằng cả hai đã cắt đứt quan hệ do cái chết của Tiêu Minh Hàn và muốn gặp trực tiếp tướng Xiao. Văn Kỷ kể cho Tích Phương Phi về tình hình năm đó, phó tướng Bành Quang của Tiêu Minh Hàn đã nói sự thật với Tiêu tướng quân. Ban đầu hắn hy vọng rằng mình có thể chuộc lại sự bất công của Tiêu Minh Hàn, nhưng hắn đã đồng ý với đề nghị của Thành Vương để ra ngoài. Quân Long Gu và Bành Quang cũng bị vu oan tội tham ô và bị xử tử bằng cách chặt đầu. Thiếu niên Tiêu Hoành chính tai nghe được, tin rằng Tiêu tướng quân vì danh dự mà bỏ qua sự bất công của Tiêu Minh Hàn, hắn cảm thấy oán hận vì điều này. Tích Phương Phi đến nhà Tiêu tướng quân, nhìn thấy chân dung của Tiêu Minh Hàn và Vu Hồng Nghiệp cũng như cách trang trí trên bàn ăn, nàng biết Tiêu tướng quân nhìn thấy đồ vật đều rất nhớ người.
Với tư cách là người yêu của Tiêu Hoành, nàng đã hỏi Tiêu tướng quân về những gì đã xảy ra năm đó và nhớ tên của 100 chiến sĩ quân đội Long Gu đã hy sinh mạng sống của họ. Tướng quân Tiêu giới thiệu bà Vương với nàng, mong bà có thể giữ bí mật cho Tiêu Hoành. Tiết Phương Phi đưa mẫu thân Quang đến gặp Tiêu Hoành đã quỳ xuống khi nhìn thấy Tiêu Hoành, cảm thấy tội lỗi vì đã đầu độc Tiêu Hoành. Tiêu Hoành nghe xong rất ngạc nhiên, biết được mẫu thân Vương bị vua Thành uy hiếp nên đã làm một việc ngu ngốc, Tiêu tướng quân đã đuổi bà đi sau khi biết chuyện. Mẫu thân Vương đã hứa với Tiêu tướng quân rằng bà sẽ đợi ông lật lại vụ án của Tiêu Minh Hàn, bà sẵn sàng làm chứng nhưng không bao giờ có cơ hội. Tiết Phương Phi ở bên giải thích, khiến Tiêu Hoành cảm thấy Tiêu tướng quân yêu mình. Lý Cảnh phục vụ Uyển Ninh ăn, nhưng Uyển Ninh cố tình trêu chọc Lý Cảnh và yêu cầu anh nhặt những con tôm trên mặt đất lên và ăn chúng. Lý Cảnh không nhịn được nữa liền gắp con tôm cho vào miệng ăn, chút hết giận dữ với Uyển Ninh, nói rằng nàng không phải là con chó như Thẩm Ngọc Dung. Uyển Ninh nghe thấy Lý Tiến mắng Thẩm Ngọc Dung khiến nàng tức giận, hai người đã xảy ra tranh chấp bằng lời nói. Lý Cảnh giận dữ rời đi, Uyển Ninh lật bàn, đột nhiên cảm thấy bụng đau rồi ngất đi. Sau khi Lý Trọng Nam biết chuyện, ông đã hỏi thái y về tình hình. Khi biết Uyển Ninh bị sẩy thai, thái y nói rằng ông không thể làm gì được. Lý Cảnh ngơ ngác khi biết chuyện, anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Sau khi Tiêu Hoành kết thúc thời gian giam cầm, Tích Phương Phi liền yêu cầu hắn đi cùng nàng đến gặp Tiêu tướng quân, cố ý để hai người nói chuyện riêng. Tiêu Hoành nhắc đến chuyện của Tiêu Minh Hàn, Tiêu tướng quân nói hắn vẫn chưa quên lúc rời núi, bị Thành Vương ép phải cứu mạng Tiêu Hoành trẻ tuổi. Tiêu Hoành tin rằng vệ binh và quân khu cũng có vấn đề. Khi biết Từ Chí là nội gián do tướng Tiêu sắp đặt, hiểu lầm giữa hai người đã trở nên rõ ràng. Tiêu Hoành yêu cầu Tiêu tướng quân cùng mình trở về phủ nàng tước và bảo vệ ông ta khi vua Thành đến. Tiêu tướng quân đã nhận ra Tích Phương Phi và khen ngợi tầm nhìn của Tiêu Hoành. Thẩm Ngọc Dung nhờ người tìm một loại thuốc mang thai giả, biết dùng loại thuốc này sẽ gây ra dấu hiệu mang thai và sẩy thai. Anh biết Tích Phương Phi đã làm vậy, Uyển Ninh tức giận vì Lý Cảnh đã mất con và yêu cầu anh hy sinh mạng sống của con mình. Lý Trọng Nam cố gắng cầu xin, mong Uyển Ninh tha cho Lý Cảnh, hắn chỉ có đứa con trai này. Uyển Ninh miễn cưỡng rút kiếm đâm Lý Cảnh nhưng bị Lý Trọng Nam chặn lại. Thẩm Ngọc Dung vội vàng tới báo cho Uyển Ninh bọn họ đã rơi vào bẫy. Lý Cảnh cười lớn, Lý Trọng Nam nhanh chóng đưa hắn ta đi. Uyển Ninh không thể tin được, kỳ vọng của nàng đối với bào thai trong bụng còn cao hơn người thường. Nàng không thể tin đó là đồ giả nên đã gửi tin nhắn cho vua Thành Bắc. Thành Vương biết được Uyển Ninh đã lấy được bùa cá liền lên kế hoạch tận dụng cơ hội về kinh thành để cúng tổ tiên và phát động quân nổi dậy. Hắn vẫn luôn hận Tiêu Minh Hàn, khi Tiên Hoàng lâm bệnh sắp chết, Quốc Vương dẫn người đi giết cha mình, lại bị Long Vũ quân của Tiêu Minh Hàn ngăn cản. Tiết Phương Phi cũng đồng thời bị đau bụng vì thử thuốc mang thai giả. Tiêu Hoành cười nói nàng không nên dùng chính mình thử thuốc, nói hiện tại đến lượt hắn bước ra, Tiết Phương Phi chỉ hy vọng hắn sẽ không chết. Thẩm Ngọc Dung bảo mẫu thân Thẩm và Thẩm Như Vân thu dọn hành lý về quê để tránh ánh đèn sân khấu, đồng thời nhắc nhở không được tiếp xúc với người ngoài. Mẫu thân của Sen không vui, bà không muốn trở về quê hương ở một ngôi làng xa xôi và cho rằng Thẩm Ngọc Dung dám tự mình rời đi. Thẩm Ngọc Dung ám chỉ nàng rằng ở kinh thành đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng mẫu thân Thẩm nghe xong lại không dám nói gì. Vua Thành sắp về kinh để tỏ lòng thành kính với tổ tiên, đồng thời gửi đồ tưởng đến Hồng Hiếu Đế, nói rằng muốn hiến tế tù nhân nên cử thêm quân đến hộ tống. Khương Nguyên Bách nhìn thấy đài tưởng niệm và nghĩ rằng Thành Vương muốn nổi loạn nên rất tức giận và đề nghị tấn nàng trước. Tiêu Hoành cho rằng không thích hợp, hắn thấy Trình Vương có ý đồ rõ ràng, cho rằng sự việc là có lý. Nếu Hoàng thượng vì điều này mà phát giận, Hồng Hiếu Đế sẽ có thể bức hại các quan trung thành và quân của vua Thành đóng quân. Bên ngoài thành phố sẽ sử dụng điều này để phát động một cuộc tấn nàng hỗn loạn. Ông cho rằng đây không phải là kế hoạch mà Thành Vương có thể nghĩ ra. Diệp Thế Kiệt phụ trách nghi lễ hiến tế khi mới nhậm chức, ông rất thận trọng và cho rằng nghi lễ hiến tế có liên quan đến vận mệnh đất nước. Quân của Thành Vương đã trên đường đến kinh thành, Thẩm Ngọc Dung đã một mình đi vào đêm khuya. Vua Thành khen ngợi những lời đề nghị trước đó của anh và cho rằng anh là người dũng cảm và tháo vát, sau đó ông đã hiểu lý do khiến Uyển Ninh phải lòng anh. Thẩm Ngọc Dung cho rằng bây giờ chỉ còn lại danh xưng sư phụ, hắn đã nghĩ ra kế hoạch, trình lên Trình Vương xem hắn có chịu hay không. Thành Vương yêu cầu hắn thoải mái nói chuyện, Thẩm Ngọc Dung muốn giết Uyển Ninh, đổ tội cho Hồng Hiếu Đế, để Thành Vương xuất quân thuận lợi. Nghe vậy, Thành Vương lập tức rút kiếm và cho rằng Thẩm Ngọc Dung thật hỗn xược. Thẩm Ngọc Dung bình tĩnh không vội vàng, nghĩ rằng Thành Vương không phải là người mềm yếu, muốn làm được việc lớn thì phải hy sinh. Vua Thành bày tỏ mối quan hệ anh chị em của mình với Uyển Ninh, hắn không nỡ đánh đổi mạng sống của Uyển Ninh để lấy ngai vàng, nhưng hắn có thể giả vờ như thật. Thẩm Ngọc Dung đã chuẩn bị biện pháp đối phó, hắn sẽ không nói cho Uyển Ninh chuyện này mà sẽ đưa cho nàng một viên thuốc giả chết. Hắn sợ sau đó Uyển Ninh sẽ trách cứ nàng, hắn hy vọng Trình Vương sẽ cầu thay cho hắn. Thành Vương liền đồng ý, Thẩm Ngọc Dung ra điều kiện muốn bùa cá của Tiêu Hoành. Sau khi Thành Vương trở về kinh thành, Hồng Hiếu Đế đã nàng khai ban chiếu chỉ, khen thưởng họ vì đã ngăn chặn cuộc xâm lược từ phương Bắc và bảo vệ Đại Yến. Ông cố tình nói rằng muốn giữ họ ở lại kinh thành sau nghi lễ hiến tế. Vua Thành không thích những viên ngọc vàng bạc này chút nào, giả vờ làm lễ xong sẽ trở về phương Bắc. Thành Vương đến Uyển Ninh và anh trai và em gái gặp nhau. Kinh Trang buộc tội nàng có quan hệ tình cảm với Lý Trọng Nam, biết rằng nàng đang bối rối vì mang thai giả. Hai người đến tỏ lòng kính trọng với mẫu thân mình, Lưu Phi. Họ nhớ rằng Lưu Phi đã nằm liệt giường khi còn nhỏ. Trước khi chết, Lưu Phi rất tiếc vì mình không có gia thế nổi bật và không được cố hoàng đế sủng ái. Nàng cảnh báo hai anh chị em của Thành Vương rằng họ sẽ không bao giờ ở bên nhau nữa. Hãy giúp đỡ lẫn nhau và tìm cách tranh giành quyền lực đế quốc.
Lý Trọng Nam không quan tâm đến sự hiểu lầm trước đó và chủ động giúp Thành Vương đưa ra kế hoạch tấn nàng và để quân đội của họ chia thành 4 nhóm. Tiêu Hoành, Văn Kỷ và những người khác cũng đã sắp xếp. Tích Phương Phi nói rằng dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ không bao giờ từ bỏ Tiêu Hoành. Khương Nhược Giao gửi thư về nhà, nói rằng nàng đang sống một cuộc sống tốt đẹp ở Yeongju và hy vọng Khương lão phu nhân sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt. Khương Nguyên Bách nhớ đến lời chỉ dẫn của Cố Hoàng đế trước khi qua đời và phong cho ông làm Trung thư lệnh, hy vọng rằng ông có thể giúp Hồng Hiếu đế ổn định quyền lực của hoàng gia. Để tránh cho Khương gia gặp nguy hiểm, Khương Nguyên Bách đã cố tình buông tha sau khi Hồng Hiếu đế đích thân xử lý việc triều đình. Anh cảm thấy áy náy và tự trách mình về chuyện trước đây đã xảy ra với Khương gia, bày tỏ sự bất lực của mình. Nhưng bây giờ triều đình bị uy hiếp, hắn nên đứng lên. Khương lão phu nhân nghe xong rất vui và khen ngợi anh cuối cùng cũng có được tư cách của Khương gia. Yang tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người và nói với Khương Nguyên Hưng về điều đó. Khương Nguyên Hưng lo lắng nếu lên ngôi vua sẽ bị khiển trách nên muốn thu dọn đồ đạc và bỏ chạy. Lệ Phi vốn được Hồng Hiếu đế đuổi đi, nhưng vì lo lắng cho sự an nguy của Hồng Hiếu đế nên nhất quyết đòi quay về và dọa chết, không muốn khiến nhà vua nghi ngờ. Trong buổi lễ hiến tế, Hồng Hiếu đế muốn ngăn cản người khác tước đoạt ngai vàng, trong khi Thành Vương nghĩ cách chiếm lấy ngai vàng. Uyển Ninh nhớ lại, khi Tiên Hoàng còn sống, nàng đã dùng gối ôm chết hắn một cách tàn nhẫn vì không hài lòng với việc hắn gửi nàng đến đại quốc làm con tin. Tích Phương Phi sắp xếp để Giao Ke chuẩn bị, nhưng Khương Nguyên Hưng đã cấu kết với người của Tranh Quang để làm choáng váng Giao Ke và giết hắn. Tích Phương Phi nhận được thư từ Tiêu Hoành và yêu cầu Giao Ke đi cùng nàng đến đó. Trên đường đi, Tích Phương Phi phát hiện ra Giao Ke này là giả và muốn nhân cơ hội này để rời đi. Tuy nhiên, nàng đã bị Giao Ke giả đánh bất tỉnh và đưa đến nhà tù riêng của Uyển Ninh. Uyển Ninh muốn Tiêu Hoành và Tích Phương Phi phải chịu đựng cùng nhau và ghét họ vì đã dàn dựng một cái thai giả. Giao Ke đang choáng váng tỉnh dậy và nghe thấy Khương Nguyên Hưng đang nói chuyện với chính mình. Khi biết Uyển Ninh đã bắt cóc Yang để đe dọa mình, anh phải làm theo lời Uyển Ninh yêu cầu. Vua Thành yêu cầu Uyển Ninh tạm thời không chạm vào Tích Phương Phi, hắn muốn lợi dụng Tích Phương Phi để dụ dỗ Tiêu Hoành, nắm lấy điểm yếu của hắn. Uyển Ninh tin rằng lúc này Tiêu Hoành không nên phân tâm, Trình Vương lo lắng Tiêu Hoành biết được nguyên nhân cái chết của Tiêu Minh Hàn, muốn nhanh chóng xử lý Tiêu Hoành, tránh ảnh hưởng đến chuyện lớn, gây rắc rối. Uyển Ninh đã hứa với Trang Quang rằng chỉ cần Tiêu Hoành đến giải cứu Tích Phương Phi, nàng sẽ không để hắn ta sống sót rời đi. Tiêu Hoành đang bố trí phòng tuyến trong hoàng cung, Triệu Khắc vội vàng đi tới, nói cho Tiêu Hoành biết chuyện của Giang Vân Hành. Tiêu Hoành lo lắng Tích Phương Phi gặp nguy hiểm nên dự định đến phủ nàng chúa đích thân tìm người để Lục Kỷ bọn người chuẩn bị. Tướng Xiao xuất hiện và tin rằng Tiêu Hoành với tư cách là huấn luyện viên không nên rời bỏ vị trí này, ông sẵn sàng cứu Tích Phương Phi. Thẩm Ngọc Dung sai nha hoàn đem món hầm cho Uyển Ninh, cố ý trì hoãn thời gian đi tìm Tích Phương Phi. Uyển Ninh hài lòng, cho rằng Thẩm Ngọc Dung đã ngộ nên liền uống món hầm một cách vui vẻ. Thẩm Ngọc Dung yêu cầu Tích Phương Phi được giải cứu. Tích Phương Phi thông cảm với trải nghiệm của Uyển Ninh và buộc tội Thẩm Ngọc Dung đã làm nàng thất vọng. Thẩm Ngọc Dung xúc động, cho rằng Uyển Ninh ép hắn làm mọi việc. Tích Phương Phi chế nhạo hắn ta vì sợ chết và giả vờ đồng ý rời đi cùng hắn, nhưng Thẩm Ngọc Dung đã tấn nàng từ bên cạnh và khiến Tích Phương Phi bất tỉnh. Uyển Ninh sau khi uống xong món hầm đột nhiên nôn ra máu. Nàng liếc nhìn món hầm, nghi ngờ Thẩm Ngọc Dung đã đầu độc nàng. Trời bắt đầu mưa to, Thẩm Ngọc Dung ôm Tích Phương Phi đi ra, nhìn thấy Uyển Ninh đang đứng ngoài cửa dưới mưa. Uyển Ninh rất đau lòng và hỏi Thẩm Ngọc Dung liệu nàng đã từng yêu nàng chưa. Thẩm Ngọc Dung nói cho nàng chiến lược của Trình Vương, cho rằng nàng chỉ là một quân cờ, có người cần thì dùng, không có người thì bỏ cuộc. Uyển Ninh hoàn toàn thất vọng, nàng tháo chiếc châm cài tóc do Thẩm Ngọc Dung đưa ra khỏi đầu, trả lại cho anh, khi anh không để ý, nàng liền đâm chiếc châm cài tóc vào ngực mình 2 lần. Thẩm Ngọc Dung rằng nàng sẽ đợi anh ở địa ngục. Thẩm Ngọc Dung sửng sốt nhìn Uyển Ninh ngã xuống đất. Thẩm Ngọc Dung đưa Tích Phương Phi đi, Tích Phương Phi tỉnh dậy nhưng không thể chống cự. Nàng buộc tội Thẩm Ngọc Dung là người ích kỷ và tàn nhẫn. Thẩm Ngọc Dung cho rằng hắn giết Uyển Ninh để trả thù cho nàng, Tích Phương Phi hy vọng hắn sẽ tự sát. Thẩm Ngọc Dung tức giận lấy bùa cá ra bày tỏ ý định giết Tiêu Hoành. Bữa tối được tổ chức như thường lệ, có ca hát và nhảy múa trong sảnh chính. Trương Uy dẫn quân canh gác bên ngoài hoàng cung, chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh của Thành Vương. Từ Trực xông vào đưa ra bằng chứng, buộc tội Trương Uy bí mật liên lạc với biên giới phía Bắc để âm mưu phản loạn, đồng thời sai quân lính bắt giữ ông ta. Binh lính thờ ơ, nhưng Trương Uy lại tự hào từ lâu, ông đã biết Từ Trực là người cung cấp thông tin và cố tình khiến họ nghĩ rằng kế hoạch đã thành công. Thẩm Ngọc Dung giao thi thể của Uyển Ninh cho Lý Cảnh nghĩ rằng họ đang diễn kịch và thầm vui mừng khi biết rằng Uyển Ninh thực sự đã chết. Thẩm Ngọc Dung yêu cầu hắn tiến hành theo kế hoạch ban đầu của Thành Vương, đưa thi thể Uyển Ninh về chính điện. Thẩm Ngọc Dung sai người của mình để mắt đến Tích Phương Phi, hắn sẽ đối phó Tiêu Hoành. Tiêu tướng quân chờ Thẩm Ngọc Dung rời đi, đích thân đến giải cứu Tích Phương Phi, đám người Lai Biêu cũng nhận được tín hiệu tới trợ giúp. Sau khi nhận được tin báo, Hồng Hiếu đế viện cớ rời đi cùng Lệ Phi nhưng bị Thành Vương cố tình ngăn cản. Để Hồng Hiếu đế ra đi suôn sẻ, Lệ Phi ở lại an ủi Thành Vương. Lý Cảnh chạy đến tránh điện ôm xác Uyển Ninh và gây ồn ào rằng Hồng Hiếu đế đã giết Uyển Ninh. Khi vua Thành nhìn thấy thi thể của Uyển Ninh, ông không kịp đa cảm và nói rằng sẽ vì trời mà xử lý. Một vị đại thần không tin đứng lên khiển trách Thành Vương nói bậy, nên Vương Thành dùng kiếm giết chết hắn. Lý Trọng Nam dẫn đầu đi theo Tranh Kinh, những người khác phải cúi đầu tuân lệnh. Người trở thành vua gửi tín hiệu, Thẩm Ngọc Dung lấy bùa cá ra và buộc Dương Thanh, tướng quân của Long Gu, mở cổng thành và để người trở thành vua vào. Dương Thanh do dự nhưng đã làm theo, không dám trái lời.
Người của Sở Lam xông vào, Văn Kỷ và Tư Đồ Cửu Nguyệt hợp tác để đối phó với họ. Sau một thời gian chiến đấu, Sở Lam bị bắt sống. Lục Ký dẫn Hồng Hiếu Đế rời khỏi cổng Tây Cung, nhưng bị người của Lý Trọng Nam chặn lại. May mắn thay, Khương Nguyên Bách dẫn quân và xuất hiện kịp thời. Vua Thành muốn bắt Hồng Hiếu Đế nhưng Tư Hoành đã ngăn cản và một cuộc chiến nổ ra giữa hai bên. Khương Nguyên Bách hộ tống Hồng Hiếu Đế đến dinh thự công tước. Tiêu Hoành đang chuẩn bị dụ quân Long Gu đi. Tiêu Hoành bị quân của Long VKU bao vây ở tầng dưới một mình. Thẩm Ngọc Dung ra lệnh cho các cung thủ vào vị trí vì nghĩ rằng sự xuất hiện của Tiêu Hoành đã đánh cắp trái tim của Tiết Phương Phi. Tiêu Hoành đã chuẩn bị sẵn sàng, kiếp này hắn chỉ có thể chiến đấu đến chết, không cần phải suy nghĩ đến việc sống sót. Tiêu Hoành một mình bị bao vây dưới tháp thành, Thẩm Ngọc Dung đứng trên tường thành, ra lệnh cho cung thủ chuẩn bị, cười nhạo Tiêu Hoành bị người khác bỏ rơi. Đột nhiên Tiết Phương Phi cưỡi ngựa tới, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nguyện ý cùng Tiêu Hoành chiến đấu vì đại diễn, đồng thời cho phép Thẩm Ngọc Dung giết nàng lần nữa. Thẩm Ngọc Dung không thể hiểu được, hắn ta ghét những kẻ mạnh đã nghiền nát hắn ta và Tiết Phương Phi và nghĩ rằng điều đó không đáng để Đại Yên chết. Hắn ta chỉ thị cho Tiết Phương Phi giết Tiêu Hoành và muốn cùng nàng quay trở về như quá khứ. Tiết Phương Phi có niềm tin vững chắc. Nàng đọc to tên của những người lính đã chết ở Vương Thành và giận dữ buộc tội Thành Vương đã để 100 binh lính chết ở Vương Thành để che đậy tội ác bỏ lại thành trì. Khi Tiết Phương Phi gọi tên họ, những binh lính có mặt đều cảm động. Thẩm Ngọc Dung không muốn nghe thêm nữa, yêu cầu cung thủ tiếp tục chuẩn bị. Lúc này, Tư Đồ Cửu Nguyệt cùng quân tiếp viện của Đại Chiêu đến, Thẩm Ngọc Dung lấy bùa cá ra và ra lệnh cho Dương Thanh giết hắn. Dương Thanh không thể chống cự và bất cứ ai không tuân lệnh sẽ chết. Thẩm Ngọc Dung cho rằng mình có thể khống chế được nên cười nhạo sự kém cỏi của Tiêu Hoành, để cho quân Long Vũ và quân đồng minh chém giết lẫn nhau. Tiết Phương Phi tỏ ra không thương xót, trong khi Thẩm Ngọc Dung nhặt bùa cá, nàng bắn hai mũi tên làm bị thương lòng bàn tay của Thẩm Ngọc Dung. Tình huống Cửu Nguyệt bay tới với kinh gông, giật lấy bùa cá rơi và đưa lại cho Tiêu Hoành. Tiêu Hoành và Tiết Phương Phi tạm thời tách ra và dẫn quân của Long VKU quay lại tìm cách trả thù tranh kinh. Thẩm Ngọc chịu đựng đau đớn rút mũi tên ra khỏi lòng bàn tay, Tiết Phương Phi đi đến trước mặt hắn, yêu cầu hắn chấp nhận sự trừng phạt pháp lý của đại diễn. Thẩm Ngọc Dung muốn ở lại, nhưng anh lại tự trách mình đã đi sai bước. Nghĩ rằng ngay từ đầu lẽ ra anh không nên vượt qua kỳ thi số 1 để anh và Tiết Phương Phi có thể sống một cuộc sống tốt đẹp ở Hoài Hương. Tiết Phương Phi quay lại và nhìn lên mặt trăng, hy vọng rằng Thẩm Ngọc Dung sinh ra sẽ giàu có và là một người tốt trong sáng. Sau khi Tiết Phương Phi rời đi, Thẩm Ngọc Dung đứng trên tháp, chơi giai điệu mà cả hai đã cùng chia sẻ và nhảy khỏi tháp với một tiếng nổ lớn. Tiết Phương Phi dừng lại một lát, vẫn là đi về phía trước không quay đầu lại nhìn bóng lưng Tiết Phương Phi, tầm mắt mơ hồ. Tiêu Hoành yêu cầu Long Gu Jun bắt Thành Vương đã trói vợ lẽ Ly và đe dọa tính mạng của Tiêu Hoành vì tin rằng vợ lẽ là vợ lẽ được yêu quý nhất của Hồng Hiếu Đế. Lệ Phi hy vọng Tiêu Hoành sẽ không nói cho hoàng đế biết chuyện cung nữ nên đã cố ý tự sát bằng cách đi theo thanh kiếm của vua Thành. Thành Vương hoảng sợ, Tiêu Hoành nhân cơ hội đâm kinh tranh cầu tha mạng, nhưng Tiêu Hoành không hề tỏ ra thương xót và giết chết hắn ta bằng một thanh kiếm. Sau khi vua Thành qua đời, tàn dư của biên giới phía Bắc nổi dậy với lý do có chuyện gì đó với vua Thành, triều đình chính thức phái Tiêu Hoành và những người khác đến trấn áp. Lý Trọng Nam và Lý Cảnh bị thẩm vấn và xử tử vì thông đồng với những kẻ phản bội, nhà của Thẩm Ngọc Dung bị lục soát. Mẫu thân của Thẩm và Thẩm Như Vân, người đã trốn về nông thôn để tị nạn, cũng bị bắt và thẩm vấn. Khương Nguyên Hưng và Dương Thị bị trục xuất khỏi Khương gia, kinh thành cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Hồng Hiếu Đế nhìn bức chân dung của Lệ Phi và đôi mắt ông rưng rưng sau khi biết được những lời cuối cùng của bà trước khi qua đời. Tiêu Hoành lên đường 3 ngày sau đó, Hồng Hiếu Đế hy vọng rằng ông sẽ mang theo quân nặng theo sau. Tiêu Hoành lo lắng trong kinh có tàn quân Thành Vương nên chỉ dẫn quân Long Vũ tiến về phía Bắc. Tình trạng của Tiết Hoài Viễn được cải thiện và anh có thể nhận ra mọi người. Tiết Phương Phi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết điều đó. Tiết Hoài Viễn nhận ra Tiêu Hoành và ủng hộ cách tiếp cận của Tiết Phương Phi. Tiết Phương Phi tỏ tình với Tiêu Hoành, đề nghị cải tạo phủ nàng tước. Tiêu Hoành cười khúc khích cả ngày sau khi nghe điều này. Hai người đến nghĩa trang nhìn thấy Khương Lê, Tiết Phương Phi dường như nhìn thấy Khương Lê xuất hiện. Khương Lê cảm ơn vì đã xóa bỏ vết nhơ cho nàng. Tiết Phương Phi và Tiêu Hoành kết hôn và bước vào phòng nàng dâu. Tiết Phương Phi đưa mặt dây chuyền ngọc cầy hương cho Tiêu Hoành. Sau khi kết hôn, hai người đã tự tay trồng hoa mùa đông và Tiêu Hoành hứa rằng khi hoa mùa đông nở hoa thì đó sẽ là ngày chiến thắng của anh. Nhìn thấy bóng dáng Tiêu Hoành rời đi, Tiết Phương Phi không muốn rời đi. Khương Nguyên Bách từ chức và cùng gia đình chuyển đến Yeongju. Trước khi rời đi, anh lo lắng cho Tiết Phương Phi. Tiết Phương Phi nói rằng nàng ấy sẽ đợi Tiêu Hoành, nếu không nàng ấy sẽ trở thành quá phụ cả đời. Nàng đã thú nhận thân phận của mình, Khương Nguyên Bách đã biết rồi, nhưng đây cũng chính là nỗi đau sâu thẳm trong lòng anh. Sau khi Khương gia rời đi, Diệp Thế Kiệt nhận Tiết Phương Phi là em gái của mình, hy vọng có thể giúp đỡ nàng ở kinh thành. Tiết Phương Phi mỗi ngày đều đi tưới nước, chờ Tiêu Hoành trở về, năm này qua năm khác, xuân qua, thu tới. Tiêu Hoành trấn áp tàn dư của biên giới phía Bắc và gửi quân tấn công thay mặt đất nước. Quân của Long Gu bị thương vong nặng nề, Lục Ký và Văn Kỷ cũng bị tử trận, chỉ còn lại Tiêu Hoành. Trên chiến trường, đại quân tiếp tục tấn nàng, Tiêu Hoành ngậm ngọc bội do Tiết Phương Phi đưa cho, kiên định nhìn lên bầu trời. Cuối cùng, khi hoa nở rộ, Tiết Phương Phi mặc đồ đỏ đứng dưới gốc cây ngắm nhìn. Đột nhiên, phía sau có tiếng ngựa hí kéo dài, một nam tử mặc áo đỏ đeo mặt dây chuyền ngọc chạy về phía nàng.